sau Tết Từ Học Bình gần như chắc chắn sẽ đi, chỉ đồng sau này muốn gặp ông bà nội không dễ dàng nữa, những ngày qua được Chu Thục Huệ đón tới tỉnh thành rồi. Cha mẹ lại không có nhà, nhà bên cạnh có hai mỹ nữ, Trương Khắc người nóng lên, y không dám hy vọng xa vời được hưởng phúc của người Tề, nhưng tưởng tượng một chút vẫn có thể. Tới công ty đã qua giờ giao ban bình thường, đám Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Tương Vi đã đợi trước tòa nhà hành chính, Trương Khắc xuống xe mắng khẽ một câu. Sợ người dưới không biết trong công ty xảy ra chuyện hay sao mà tụ tập ở đây. Tô Tân Đông ngượng ngập nói. Lưu Minh Huy ở trong văn phòng. Tôi đi gặp hắn, mọi người cứ thảo luận tối nay ăn cơm ở đâu là được rồi. Trương Khắc ném lại một câu rồi bỏ đám Tô Tân Đông đưa mặt nhìn nhau, đi thẳng tới phòng thị trường. Cửa văn phòng của Lưu Minh Huy mở, chắc là nhìn thấy mình lái xe vào công ty rồi. Trương Khắc nhìn qua văn phòng lớn hơn 30 chiếc bàn làm việc, thấy Lưu Minh Huy căng thẳng bất an nhấp nhỏm trong phòng. Nhân viên phòng thị trường đều chưa đi, người đã từ chức, chưa từ chức đều nín thở dùng khóe mắt lấm lét nhìn Trương Khắc, đợi y nổi cơn thịnh nộ. Ai dè lúc này Trương Khắc đang liếm cánh môi nẻ mùa thu, nghĩ phải mua cái son dưỡng môi mới được, nếu không mùa đông tới, môi nứt toác mất. Đi vào văn phòng Lưu Minh Huy, thấy mọi thứ đã thu dọn hết, cho thấy dứt khoát không muốn ở thêm ngày nào nữa. Khác thiếu gia, tôi. Lưu Minh Huy ở trong văn phòng nghĩ rất nhiều lời giải thích, thấy Trương Khác đứng trước mặt, những cái cớ hùng hồn không nói ra nổi, ấp 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 úng. Khác thiếu gia, đừng khuyên tôi ở lại nữa. Những ngày theo thiếu gia sông pha, tôi học hỏi được rất nhiều. Tôi rất cảm kích. Trương Khác đóng cửa văn phòng lại, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt hắn. Tôi biết anh đệ đơn từ trước là đã qua suy nghĩ kỹ càng rồi, anh muốn đi, tôi không ngăn. Nhưng nếu tôi không từ Hong Kong về ngay, đám người ở Khoa Vương sao biết tầm quan trọng của anh với Ái Đạt. Anh đã có cống hiến lớn cho Ái Đạt, tôi tặng anh món quà này. Một câu nói thôi làm sống mũi Lưu Minh Huy cay xè, nếu không phải mọi người đều là người có lý trí, Lưu Minh Huy đã bật khóc rồi. Cũng chẳng có gì đặc biệt để nói, Trương Khắc ngồi trong phòng Lưu Minh Huy, tán gẫu một số chuyện từ khi sáng nghiệp tới nay. Bắt tay nào, sau này chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi. Tránh quá thương cảm, tối nay tôi không mời anh ăn cơm nữa, tôi sẽ ủy thác đám Dương Vân ngày mai mời những người từ chúc ăn cơm. Trương Khắc đứng dậy nói rất phong độ. Ân oán riêng tư giữa tôi và Tạ Kiếm Nam không liên quan tới anh, đừng để ở trong lòng. Tôi biết Khoa Vương đang nóng lòng cần các anh qua giúp, tôi không gây trở ngại gì đâu, khi nào muốn đi cứ nói với giám đốc Tô, thủ tục làm sao cũng được. Trương Khắc mở cửa văn phòng, nhân viên bên ngoài vội vàng quay lại chỗ ngồi. Đều lấy làm lạ sao không xảy ra cãi vã kịch liệt. Hết giờ làm rồi còn gì, sao mọi người còn ở đây, hay là hôm nay phòng thị trường có liên hoan? Trương Khắc nói xong thấy không ai đáp lời mình liền đi luôn, thầm nghĩ Dương Vân cho rằng mình gặp Lưu Minh Huy xong sẽ triệu tập nhân viên phòng thị trường để họp, có cái quái gì cần họp chứ? Khắc thiếu gia, sao rồi? Ninh Hòe vừa thấy Trương Khắc đi ra hỏi vội, đứng đợi lâu như thế, chân hắn tê hết cả. Sao là sao? Trương Khắc cười hỏi lại. Mọi người quyết định tối đi đâu ăn cơm chưa? Ninh Hòe trố mắt. Không giữ cậu ta lại sao? Lời nói ra rồi, không thu lại được nữa, giữ được người cũng không giữ được tim, tôi có giống loại ác thiếu gia thích cưỡng ép người khác không? Trương Khắc đùa, bảo với Dương Vân. Tôi đã đồng ý với bọn họ muốn đi lúc nào cũng được. Bọn họ muốn tới Khoa Vương mà, từ ngày từ chức tính, theo luật giữ bọn họ một tháng mới thả. Lỗ Khánh Sinh quan hệ với Lưu Minh Huy cạn, đi thì đi, trong xã hội này chuyển công ty chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hành động kéo theo gần nửa số chủ quản cao cấp của Lưu Minh Huy gây ảnh hưởng cực lớn cho Ái Đạt, lại sang ngay công ty đối thủ bên cạnh vào thời khắc quan trọng, loại người đâm dao sau lưng này, hắn không nể nang gì. Không cần thiết phải làm kẻ ác, chuyện chờ mặt đợi đến lúc hai công ty cạnh tranh với nhau hãy nói, hiện giờ không cần làm khó họ. Trương Khắc lắc đầu. Lão Dương. Ngày mai anh thay tôi mời bọn họ bữa cơm, cảm ơn bọn họ thời gian qua cống hiến cho công ty. Bọn họ đi rồi, nhân thủ thiếu hụt phòng thị trường phải làm sao? Dương Vân lo lắng hỏi, Lưu Minh Huy không nói trước một lời kéo gần nửa chủ quản cao cấp đi, đúng là quá ác độc, còn cơm nước với cảm ơn gì nữa? Peter Drucker có nói, một số công tác mở rộng tiêu thụ là quan trọng, thế nhưng mục đích của marketing chính là muốn khiến công tác mở rộng tiêu thụ thành dư thừa. Trương Khắc chỉ tay vào trán, nói. Tôi luôn suy nghĩ vấn đề lập chi nhánh tiêu thụ dưới phòng thị trường, công tác tiêu thụ có thể thu hẹp một chút, cụ thể xử lý ra sao, anh và giám đốc Tô thương lượng mà làm. Cứ thẳng tay làm,
đừng để áp lực quá lớn, dù ban đầu có chút hỗn loạn cũng là chuyện bình thường. Mặc kệ Dương Vân còn có lời muốn nói, xoa tay bảo. Được rồi, kiếm chỗ ăn cơm thôi, tôi vội quay về, chưa chỉ cần qua loa, bụng đang sôi lên đây này, cứ ăn no đã rồi mới nói tiếp được. Dương Vân đương nhiên có áp lực, cái khác chưa nói, công tác khu Hoa Nam, Hoa Trung chắc chắn sẽ loạn bung bét cả, nhưng lại không thể kêu khổ, bao nhiêu người bỏ đi như vậy, Trương Khác không truy cứu trách nhiệm đã làm hắn hổ thẹn lắm rồi. Thực sự không còn tâm trạng nào để ăn cơm nữa, Trương Khác đã đồng ý thả người, Dương Vân muốn phải có biện pháp trước khi để xảy ra hỗn loạn, đưa trợ lý tiêu thụ kinh nghiệm chưa đầy đủ lắm lên thế chức, sau đó sẵn sàng chạy khắp nơi cứu hỏa, dù thế nào cũng không thể để thị trường Hoa Nam sụp đổ được. Đương nhiên hắn còn có chuyện lo lắng hơn nữa, những chuyện này cần Trương Khác định đoạt, nên đành miễn theo mọi người ăn cơm, lên xe còn không quên thông báo cho trợ lý bảo những kẻ đã từ chức xéo hết, những nhân viên khá mời tới nhà ăn công ty dùng cơm tối, đợi hắn về họp. Chương 429, âm mưu của Tạ Kiếm Nam. Chẳng có gì sáng tạo, nơi ăn cơm lại chọn ở quán cá Tiểu Giang, thấy người trong quán bàn tán xôn xao chuyện đám Lưu Minh Huy từ chức tập thể bỏ sang Khoa Vương. Trương Khác tin rằng tin này do sau khi cha con họ Trần báo lại biểu hiện của mình, Tạ Kiếm Nam hoặc Triệu Cẩm Vinh cố ý phát tán ra, để đám Lưu Minh Huy không thể quay đầu trở lại. Khác thiếu gia, chuyện Khoa Vương chúng ta có tranh nữa không, phải tranh ra sao? Vừa vào phòng bao, Dương Vân đã nóng ruột hỏi. Trương Khác phất tay. Lần này anh ở lại xử lý chuyện của phòng thị trường, tôi và giám đốc Tô tới Bắc Kinh tùy cơ ứng biến. Tổng bộ luôn khống chế hệ thống marketing. Dù đám Lưu Minh Huy bỏ đi, kênh marketing ở Hoa Nam, Hoa Trung không có vấn đề gì. Nhưng tôi lo sau khi Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương, những nhà phân phối kia sẽ chọn sản phẩm của Khoa Vương. Khi đó tiêu thụ của chúng ta sẽ gặp vấn đề, ngoài ra chúng ta còn phải trả tiền đảm bảo của họ. Dương Vân không khỏi lo lắng tới hậu quả nghiêm trọng nhất. Ái Đạt năm ngoái đoạt được Tiêu Vương, dựa vào ưu thế thương hiệu, thực hiện chế độ tiền đảm bảo, tổng cộng thu được gần 300 triệu. Một khi Khoa Vương đoạt Tiêu Vương, khó đảm bảo những nhà phân phối kia không bỏ Ái Đạt chạy theo Khoa Vương, mạng lưới tiêu thụ bị phá hỏng đã đủ đau đầu, còn phải trả tiền đảm bảo, tài chính lưu động sẽ rất khó khăn. Trương Khắc cười lạnh, đám người của Khoa Vương chắc cũng đang tính như thế đấy. Bọn chúng tính hay lắm, định đạp lên cơ thể đẫm máu của Ái Đạt leo tới thang thành công đây. Ở nhà khách Văn Sơn sớm đã bày hai bàn tiệc, có một nơi ban công và phòng nối liền nhau. Từ ban công nhìn ra là Tiểu Cẩm Hồ, cái hồ duy nhất của Hải Châu, Tạ Kiếm Nam nói với Trần Tĩnh. Hải Châu còn có một cái hồ lớn gấp cái này 10 lần, tên là Cẩm Hồ, nhưng vào thập niên 60 bị lấp làm ruộng rồi, nghe nói hồ lấp đi, nước lũ không có chỗ thoát, nhấn chìm toàn thành, người thời đại đó, thật không thể hiểu nổi. Trần Tĩnh chẳng muốn nghe Tạ Kiếm Nam cảm khái, cô nghĩ tên công ty Cẩm Hồ của Trương Khác chắc bắt nguồn từ đây. À, phương án marketing của Khoa Vương em đã xem chưa? Thấy Trần Tĩnh có vẻ không hứng thú với đề tài này, Tạ Kiếm Nam chuyển câu chuyện. Xem rồi. Trần Tĩnh nghi hoặc hỏi. Trước kia Ái Đạt cũng thao tác như vậy sao? Chúng ta có thể mô phỏng thành công được không? Có thể. Tạ Kiếm Nam tự tin nói. Anh đang nghiêm túc dự toán rồi, còn ủy thác cơ cấu chuyên nghiệp tiến hành dự đoán thị trường đầu đĩa năm sau tăng gấp đôi là không có vấn đề. Đó chỉ mới tính thị trường trong nước thôi đấy. Thị trường Đông Nam Á còn có thể tăng thêm gấp bội, Ái Đạt còn chưa kịp khởi động thị trường ở đó. Đa có nhân khẩu chừng 500 triệu, chỉ kém hơn trong nước, tiềm lực tiêu thụ còn rất lớn, nhưng ai có thể ngờ cơn bão tài chính kéo tới khiến kinh tế Đông Nam Á mãi tới năm 99 mới bắt đầu khôi phục. Y là tên đáng ghét, nhưng phải thừa nhận ở mặt này Y rất có thiên phú. Ấn tượng sâu nhất của Tạ Kiếm Nam với Trương Khác là buổi sáng bị Y hung hăng đấp xe đó, hôm đó hắn chơi qua đêm ở Huệ Sơn. Tới rạng sáng không có việc gì mới tiện thể tới thăm Tạ Vãn Tình, không ngờ gặp phải chuyện đó. Tạ Kiếm Nam tuy thủ đoạn hơi ti tiện, nhưng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Vương tuy rất tốn kém, nhưng phân chia kỳ hạn trả tiền, thời khắc đoạt được Tiêu Vương, tức là năm sau có một thương hiệu mạnh, tức là sẽ có một phân ngạch thị trường lớn. Anh thấy chủ quản phòng tin tức quảng cáo của DTHTW mới thực sự là cao thủ quảng cáo. Em xem mấy ngày qua DTH đều tuyên truyền cho Tiêu Vương. Có khác gì quảng cáo miễn phí cho Ái Đạt, chỉ cần chúng ta có đường vòng hào quang Tiêu Vương, sẽ thu hút vô số nhà phân phối tới tranh giành làm đại lý cho chúng ta. Chỉ riêng tiền đảm bảo không lồ thu được đã đủ tài chính lưu động cùng duy trì sản xuất. Tạ Kiếm Nam từ chỗ Lưu Minh Huy biết được,
mặc dù năm ngoái Ái Đạt kiếm không ít tiền, nhưng tập đoàn Tân Quang, trường học của Tạ Vãn Tình, Việt Tú nhập cổ phần thực nghiệp Gia Tín, đã tiêu hao lượng lớn tài chính của Ái Đạt, khiến cho tài chính lưu động của Ái Đạt lệ thuộc lớn vào tiền đảm bảo, kế hoạch tiêu diệt Ái Đạt của hắn vì thế vô tình càng thêm thuận lợi. Tạ Kiếm Nam không hiểu vì sao Trương Khác lại ném một số tiền lớn vào trồng rừng, chẳng lẽ là bị Từ Học Bình ép buộc. Lại còn hứa năm sau tăng thêm đầu tư hạng mục trồng rừng 600 triệu, hắn thầm cười lạnh, xem năm sau mày lấy cái gì tăng thêm đầu tư. Đúng là đồ ngu xuẩn, chẳng lẽ cái ghế phó thị trưởng của cha mày đáng đầu tư 600 triệu sao? Tạ Kiếm Nam thực sự không hiểu được chuyện này. Đúng là điên, Tạ Kiếm Nam lắc đầu, không hiểu Ái Đạt mất đi hào quang Tiêu Vương, Trương Khác lấy cái gì để duy trì chuỗi tài chính của y. Trần Tĩnh nhớ ra một vấn đề, hỏi. Nếu Ái Đạt liều mạng giữ lấy Tiêu Vương thì chúng ta phải làm sao? Điều này rất có khả năng, căn cứ vào phân tích hiện tại, mất đi Tiêu Vương, Ái Đạt có nguy cơ sụp đổ, tiếp tục dẫn tới sụp đổ dây chuyền, tin rằng Trương Khác cũng ý thức được. Đáng sợ nhất là Tiêu Vương rơi vào tay Khoa Vương, có đám Lưu Minh Huy, bằng với việc mạng lưới tiêu thụ của 13 thành phố thuộc Ái Đạt sẽ chuyển sang Khoa Vương. Đúng, bọn chúng sẽ liều mạng giữ lấy Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam cười đắc chí. Dù chưa tính tới Khoa Vương, bọn chúng đã đưa ra dự toán 280 triệu rồi, mấy ngày qua anh đều suy nghĩ vấn đề này, nếu Ái Đạt báo giá quá con số này chúng ta chỉ đành từ bỏ, có điều chỉ cần ra sức cạnh tranh với Ái Đạt cũng đủ truyền thông đua nhau đăng tin về Khoa Vương, còn về phần có thể đưa tin tới mức độ nào, phải làm chút công tác. Tạ Kiếm Nam hy vọng nhất Ái Đạt sẽ rơi vào hỗn loạn một thời gian, không còn tâm tư tham gia đại hội Tiêu Vương, đương nhiên nếu Ái Đạt muốn ôm chết lấy cái danh hiệu Tiêu Vương, Tạ Kiếm Nam không ngại chơi vố hại người hạ ta, khiến Ái Đạt phải nâng cao chi phí marketing, còn thuận tiện thu hút sự chú ý của giới truyền thông vào Khoa Vương. Trần Tĩnh gật đầu, cô hết sức tự tin vào năng lực của Tạ Kiếm Nam. Đừng trốn ở đây anh em nữa. Tạ Chiêm thò đầu ra nói. Đám Lưu Minh Huy vừa rời công ty, đại khái 20 phút nữa tới nơi, vừa rồi bị thằng nhãi kia giữ lại trong văn phòng nói chuyện, không ăn thua gì cả. Tôi không hiểu cậu còn lo gì nữa. Tên Lưu Minh Huy đó còn có đường lùi sao? Hoa Nam, Hoa Đông là hai thị trường quan trọng nhất, tên tiểu tử đó cuống cuồng từ Hong Kong về, ai biết vì giữ lại thị trường y sẽ bỏ giá lớn cỡ nào? Tạ Kiếm Nam cười nhạt. Tên Lưu Minh Huy đó chẳng qua lấy bản thân ra giao dịch, không biết lấy chúng ta ra để nâng giá với tên tiểu tử đó sao? Tạ Chiêm cười hăng hắc. Hắn có thành công nhất thời thì cũng phải sợ tính sổ sau chứ. Thằng nhãi chưa đủ lông đó thì có nổi bao khí độ chứa người khác. Tôi tiếp xúc với Lưu Minh Huy rồi, hắn rất thông minh, tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn, tôi chưa bao giờ lo cả. Chỉ Đồng lên tỉnh thành ở với ông bà nội, Tạ Vãn Tình muốn Hứa Tư tối tới chỗ cô ngủ, Hứa Tư gọi điện về nhà nói ngày mai sẽ lên Bắc Kinh, từ Bắc Kinh về sẽ ở nhà vài ngày. Trương Khác rất buồn bực, mặc dù nhà kế bên có hai mỹ nhân, cả hai đều có quan hệ với y. Nhưng hai cô gái ở với nhau thì y lại đành ngoan ngoãn ở trong gian phòng sạch sẽ nhưng thiếu mùi người của mình ngủ. Buổi tối gọi điện cho Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh giải thích chuyện Lưu Minh Huy, mặc dù sẽ có ảnh hưởng tới Ái Đạt nhưng không phải là không thể khống chế, Khoa Vương có quyết tâm làm lớn, dù sao cũng có lợi cho kinh tế Hải Châu. Rất nhiều người hiểu, Khoa Vương lôi đám Lưu Minh Huy đi vào lúc này là nhắm vào Tiêu Vương. Từ góc độ thành phố mà nói, Ái Đạt hay Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương có ý nghĩa khác biệt lớn, một thành phố có hai doanh nghiệp dân doanh liên tục đoạt Tiêu Vương, sẽ làm danh tiếng thành phố đó đạt tới đỉnh cao, có lợi lớn cho việc xúc tiến công nghiệp điện tử trong thành phố phát triển. Mặc dù cạnh tranh Tiêu Vương là việc nội bộ của xí nghiệp, nhưng xí nghiệp phát triển lại liên quan lớn tới chính phủ. Chương 430, chân ải chân ai? Không có chính phủ Thành Nam ra sức hỗ trợ chính sách cũng như cho vay tiền hỗ trợ ban đầu. Trương Khác không thể dựng lên khu công nghiệp điện tử nhanh như thế, để tạo ra chuỗi sản nghiệp ổn định cung cấp linh kiện cho Ái Đạt. Nhưng tài nguyên của chính phủ hữu hạn, bên này được nhiều, bên kia sẽ phải ít đi. Đầu tiên Đường Học Khiêm lo chuyện đám Lưu Minh Huy sẽ tạo thành tổn thất lớn cho Ái Đạt, còn lo Trương Khác làm lớn chuyện, không đội trời chung với Khoa Vương, đồng thời dùng các loại thủ đoạn áp chế Khoa Vương, như vậy thành phố phải phân chia phe phái. Thực sự làm lên. Đứng ở góc độ thành phố, đám Chu Phú Minh sẽ chiếm lý hơn. Từ Học Bình sắp rời khỏi tỉnh Đông Hải, Trương Khác đương nhiên không làm mâu thuẫn giữa Đường Học Khiêm và Chu Phú Minh gay gắt tới mức không thể điều hòa, như vậy càng tăng thêm biến số. Trương Khác trong điện thoại chỉ nói hời hợt chuyện này, thực sự không cần vì nó mà tăng thêm mâu thuẫn trong thành hố,
nhưng giờ này chắc Chu Phú Minh đang tổ chức ăn mừng với đám Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh rồi. Gọi điện xong chẳng còn việc gì để làm, trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh những cô gái để lại dấu ấn khắc sâu trong sinh mệnh. Chẳng biết ban đêm Tạ Vãn Tình nói gì với Hứa Tư, nếu được ở bên cạnh hai cô, dù không làm gì cũng là hưởng thụ vô cùng rồi. Gọi điện thoại cho Đường Thanh chừng nửa tiếng, rồi rạng sáng mơ mơ màng màng ngủ mất, trong mơ thấy cặp đùi trắng muốt, giống của Tạ Vãn Tình lại giống của Hứa Tư, ý thức được là mơ tức là sắp tỉnh rồi, cảm giác trong mơ rất tuyệt. Nam nhân luôn khó tránh khỏi những giấc mơ dâm đảng, hôm nào phải kể cho chị Vãn Tình nghe mới được. Ánh ban mai chiếu lên sàn gỗ anh đào màu đỏ, sọi rọi mỗi ngóc ngách gian phòng, hôm qua ngủ quên không kéo rèm, ánh sáng chiều vào mặt, Trương Khắc làu bàu tỉnh rời giường, đi ra ban công, thấy phòng khách tầng 2 bên cạnh có ánh đèn, nghĩ, giờ này chắc các cô ấy dậy rồi. Trương Khắc đi sang, giúp việc chưa dậy, Trương Khắc có chìa khóa tự mở cửa vào, giúp việc hỏi một câu, nghe thấy tiếng Trương Khắc lại ngủ tiếp. Trương Khắc xay cà phê trong nhà bếp, pha xong đem lên tầng 2, phát hiện chỉ mỗi phòng khách là sáng đèn thôi, mở cửa phòng ngủ của Tạ Vãn Tình, thấy hai cô gái ghé đầu vào nhau ngủ, nhịp thở đều đặn, mái tóc dày che đi quá nửa hai khuôn mặt tuyệt mỹ. Hứa Tư chỉ lộ ra mỗi cánh môi đỏ cùng chiếc mũi xinh xắn như ngọc tạc, Tạ Vãn Tình thì hoàn toàn bị mái tóc che hết mặt, dưới chiếc chăn tơ tằm mỏng manh là đường nét cơ thể cực kỳ mê đắm lòng người. Trên bàn vừa bừa bộn chai nước giải khát, tạp chí, vỏ sô-cô-la, một nửa chai rượu vang và hai chiếc ly pha lên. Trương Khắc chép miệng, hai cô gái này hôm qua về nhà còn uống rượu nữa, đóng cửa lại sang phòng khách ngồi đọc tạp chí, cảnh tượng trong kia rất cám dỗ, nhưng nhìn mà không ăn được quá bằng tự ngược đãi bản thân, thôi không nhìn cho xong. Cửa phòng ngủ lại mở ra, Tạ Vãn Tình đầu tóc bù xù mắt lờ đờ ngái ngủ đứng ở cửa. Chị bảo sao có mùi cà phê mà, sao dậy sớm thế? Hôm qua khi bọn chị ngủ nhìn sang phía em còn chưa ngủ mà. Mái tóc rối, đôi mắt lim dim càng làm Tạ Vãn Tình thêm hấp dẫn, chiếc áo ngủ lụa rộng cổ dây áo một bên tuột suốt tận cánh tay, đường nét căng tròn của bầu vú hiện ra rõ ràng, hai điểm nhọn nhọn nhô lên dưới lớp áo ngủ hết sức khiêu khích, mép váy chỉ che tới chấm đùi, cặp đùi lộ ra hoàn toàn trắng tới lóa mắt, cặp mông tròn lẳn gần như phơi bày ra toàn bộ, chết người nhất là thấp thoảng trong chiếc áo ngủ mỏng manh là mảng màu tối. Có thể đoán được cô không mặc gì bên trong. Em không ngủ được, thấy bên này sáng đèn, còn tưởng bọn chỉ ngủ rồi. Trương Khắc nhớ tới giấc mộng xuân rạng sáng, chỉ nhìn cặp đùi của Tạ Vãn Tình đã muốn chảy máu mũi, cưỡng ép bản thân di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, mặc dù đã hết sức quen thuộc với từng tấc da thịt trên người cô nhưng vẫn cảm thấy sức dụ hoặc vô cùng. Không ngủ được, có phải vì nhớ đại mỹ nữ bên này không? Tạ Vãn Tình trêu, kéo dây áo lên. Quay lại nhìn Hứa Tư còn đang ngủ say. Trương Khắc đưa ra hai ngón tay vẫy vẫy, ý bảo vì hai cô mà không ngủ được, Tạ Vãn Tình cười quyến rũ. Pha một cốc cà phê cho chị muốn ngủ lúc nữa. Rồi lùi vào phòng, vén chăn lên định chui vào, thấy hàng mi Hứa Tư hơi rung rung, một cô gái kiểu diễm đầy dụ hoặc như thế, dù là phụ nữ cũng không khỏi động lòng. Tạ Vãn Tình đưa tay ra xoa nắn bầu vú của Hứa Tư, thấy Hứa Tư vẫn cố giả vờ ngủ. Nổi tính trẻ con khiêu khích hai núm vú non như hạt lạc bóc vỏ của Hứa Tư, làm đó dần dần sắn cứng lại. Kích thích rồi à, hay là chị sang phòng của chị Đồng ngủ, nhường chăn cho hai đứa nhé. Vờ vị gì nữa? Tạ Vãn Tình phì cười. Chị, đừng đi, kệ cậu ta bên ngoài, mới sáng sớm, không ngủ được đi phá người khác. Hứa Tư ngồi bật dậy, ôm lấy eo Tạ Vãn Tình kéo vào trong chăn, lấy gối kê vào thành giường nằm dựa vào đó, nói vọng ra với Trương Khắc ở phòng khách. Tôi cũng muốn một cốc cà phê. Trương Khắc mang cà phê vào, nhìn thấy hai cô gái tựa người ngồi nghiêng trên giường, cặp đùi trắng trong mơ hiện ra rõ một mồn trước mặt, tay run lên thiếu chút nữa cà phê sánh ra ngoài, đưa vội hai cốc cà phê cho họ rồi bỏ chạy vội ra ngoài. Thôi cứ ngoan ngoãn ở phòng khách thưởng thức cà phê của mình còn hơn, sự dụ hoặc trong đó không phải người trần xác thịt như mình có thể kháng cự được. Một lúc nghe thấy bên trong phòng ngủ có tiếng nước róc rách, không biết là ai đang tắm. Trong phòng của Tạ Vãn Tình có gian nhỏ dùng pha lê hoa trong mở ngăn ra làm phòng tắm, từ bên ngoài có thể thấp thoáng nhìn thấy cơ thể bên trong, Trương Khắc nhắm mắt lại, bất kể là Hứa Tư hay Tạ Vãn Tình chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta ngây ngất. Đang nghĩ gì thế? Hứa Tư cầm cốc cà phê đi ra. Nghĩ tới chị. Mỡ đưa tới tận miệng Trương Khắc còn kiềm chế được thì không phải là nam nhân nữa, ôm lấy chiếc eo nhỏ của Hứa Tư, đặt cô ngồi lên đùi mình, vồ vập hôn như mưa lên má lên môi lên cổ cô. Á, cậu điên à,
chị Vãn Tình còn ở bên trong đấy. Đừng. Sự vùng vẫy chống trả của Hứa Tư càng khơi lên dục vọng của Trương Khắc, vùi mặt vào giữa hai bầu ngực trắng ngần của Hứa Tư, cô vẫn chống cự, hai tay Trương Khắc còn bận giữ người cô, ngậm lấy núm vú của cô, dù cách một lớp áo, vẫn cảm giác được nơi đó đã săn cứng. Hứa Tư vừa thở dốc vừa chú ý nghe tiếng nước ở bên trong phòng, vừa nghe tiếng nước bên trong dừng lại, giật bắn mình dùng hết sức đẩy Trương Khắc ra, nhảy xuống đất, mặt đỏ như hoa đào, vừa vuốt thẳng lại áo ngủ. Vừa lườm y oán trách, cầm lấy quyển tạp chí ném vào chỗ nhô lên của y. Che đi, tôi vào tắm một chút, phải ngoan đấy. Hứa Tư đi vào chốc lát, tiếng nước lại vang lên, Tạ Vãn Tình quấn một chiếc khăn tắm, cùng mái tóc ướt đẫm đi ra, Trương Khắc tất nhiên không dám tán tỉnh cô lúc này, hỏi. Chị có đi lên Bắc Kinh cùng bọn em không? Không cản trở hai đứa à? Tạ Vãn Tình nguyết y một cái, váy ngủ Hứa Tư nhăn như vậy. Cô làm sao không nhìn ra vừa rồi Trương Khắc làm trò hay ho gì? Tô Tân Đông cũng đi ạ. Trương Khắc cười ngượng nói, Hứa Tư ra mặt rất mỏng, cho dù chuyện bưng tai trộm chuông cũng không làm. Tô Tân Đông đưa nhân viên công tác của công ty theo cùng, nếu y có thể ở bên Hứa Tư mới là lạ. Ngày kia mới bắt đầu đại hội Tiêu Vương mà, em có an bài gì đặc biệt sao? Trương Á Bình của Philip, ngả mặc của CQ sẽ cùng tới Bắc Kinh, em nghĩ Sony cũng sẽ phái nhân vật trọng yếu tham gia. Em đã hẹn Trần Tín Sinh của cuộc thi tối nay gặp nhau rồi. Trương Khắc thầm nghĩ, thế là thành cuộc tụ hội của ngành sản xuất đầu đĩa. Để chị bố trí công việc đã, buổi trưa chị sẽ đi cùng bọn em. Tạ Vãn Tình mỉm cười, xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Chương 431, ý của Túy Ông. Trừ Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Tô Tân Đông, Đinh Hòe ra còn có Lưu Hải Yến trưởng phòng vận tác thương hiệu, Triệu Hải Chu giám đốc tiếp thị, cùng cả Phó Tuấn. Mã Hải Long đi cùng, còn bao cả khoang thượng hạng của máy bay. 3 giờ chiều tới sân bay, lấy vé xong, nhìn thấy người của Khoa Vương cũng đang chờ máy bay, bọn họ cũng ngồi chuyến bay này tới Bắc Kinh, Lưu Minh Huy cũng có trong số đó, nhìn thấy đoàn người Trương Khắc đi tới, bối rối quay mặt đi. Trương Khắc nhếch mép cười, tay đút vào trong túi áo jacket, ánh mắt chầm chập quét qua đoàn người của Khoa Vương, Tạ Kiếm Nam, Trần Tính, Lưu Minh Huy, Triệu Ti Minh. Đứng bên cạnh còn có một cô gái dung mạo không tệ, mặc áo khoác nhung tím, vóc người yểu điệu chuẩn mực, khí chất ưu nhã, cũng là mỹ nhân hiếm có, không kém Trần Tĩnh là bao, trông có không giống nhân vật nhỏ kiểu thư ký. Trương Khắc quay đầu sang nhìn Tô Tân Đông dò hỏi. Giám đốc vận hành Úc Bình, nghe nói là nhân viên công tác của nhà khách Văn Sơn, do Tạ Chiêm khai quật được. Tô Tân Đông nói nhỏ. Nhà hàng Văn Sơn à, chức vụ gì? Trương Khắc nghi hoặc hỏi. Nhà khách Văn Sơn đen tối chẳng kém gì nhà khách chính phủ Tân Vu. Hình như là một phó giám đốc, cụ thể không rõ lắm. Tô Tân Đông phụ trách vận hành công ty, không phải chuyên môn chơi âm mưu quỷ kế, nếu đổi lại là Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh hay thậm chí Trương Chi Phi sớm đã tra tới tổ tiên 18 đời nhà cô ta rồi. Tạ Kiếm Nam liếc nhìn Hứa Tư đi bên trái Trương Khắc, mặc tây phục màu xám, trang phục công sở nữ tiêu chuẩn, nhưng vẫn đẹp não nề, không phải là hắn không động lòng với Hứa Tư. Chẳng qua hắn là kẻ có lý trí chưa tới mức bất chấp mọi giá theo đuổi thôi, có điều gặp cô đi cạnh Trương Khắc thế này, không dễ chịu chút nào, thầm nghĩ, đợi đánh cho thằng nhóc này tán ra bại sản rồi, lo gì không có cơ hội. Lại nhìn qua Tạ Vãn Tình, mặc dù chẳng còn tình nghĩa gì nữa, nhưng hắn vẫn đi tới chào. Mọi người cũng bay chuyến này sao? Chuyện đâm sau lưng người ta đến thế rồi vẫn tới ân cần chào hỏi, chẳng qua là giả dối mà thôi. Cho dù có không nể mặt hắn cũng chẳng phải là thất lễ, Trương Khắc lạnh lùng nói. Nếu không thích nhìn thấy chúng tôi, Khoa Vương có thể bao cả chuyến bay, đừng để mọi người nhìn nhau cùng khó chịu. Trần Tĩnh đi theo bên Tạ Kiếm Nam, vốn cũng định chào một tiếng, nhưng lời nói không khách khí gì của Trương Khắc làm cô mất hết dũng khí nói chuyện, cảm thấy Trương Khắc có hơi mất lịch sự. Tạ Chiêm thì sớm trở mặt với Tạ Vãn Tình lâu rồi, chẳng còn mặt mũi nào đi tới, khoanh tay trước ngực huých Lưu Minh Huy. Không tới chào à? Lưu Minh Huy càng cảm thấy thiếu tự nhiên. Đám Lưu Minh Huy bỏ việc tập thể không làm văn phòng ở Bắc Kinh thuộc khu Hoa Bắc bị tác động trực tiếp, đám Trương Khắc tới Bắc Kinh, chuyện ăn ở đã được an bài thỏa đáng. Khách sạn ở gần Đại học Thanh Hoa, năm 96, bốn đường vành đai còn chưa xây, có điều so với sự ùn tắc trong ở khu trung tâm, ở đây cũng được rồi. Trương Khắc ít cơ hội tới Bắc Kinh, chuyến này còn tính gặp Lương Văn Giang. Đầu tháng 7. Trương Khắc dùng danh nghĩa của Cẩm Hồ lấy 500 từ từ cấp cho Côn Đằng Online, chuẩn bị lập nên cổng web sớm nhất trong nước, chuyện cụ thể do đám Mã Hương Đông,
Lương Văn Giang phụ trách, nhưng cũng không thể không hỏi thăm ngó ngàng tới. Rời khỏi sân bay vào thành phố thì trời đã tối rồi, Trương Khắc không tới khách sạn mà đi gặp mặt Trần Tín Sinh, đi cùng y có Tô Tân Đông, Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, những người khác theo Đinh Hòe tới nhà khách. Bắc Kinh vào tháng 11, trời đêm rét căm căm, nhiệt độ giảm xuống 0 độ, trừ những chốn giải trí phồn hoa chuyên sống về đêm ra thì trên phố không còn mấy người đi lại nữa. Tam Lý Chuân là nơi mà người nước ngoài sống ở Bắc Kinh thường xuyên ghé qua, Trần Tín Sinh dù trước kia sang Mỹ học tập và làm việc, nhưng huyết thống thuần chính, không hiểu sao một lần hẹn nói chuyện chính thức đều chọn ở đây. Đại khái ở Tam Lý Chuân không cảm thấy sự vắng vẻ của Bắc Kinh vào buổi tối, đây là chốn ăn chơi đèn hoa rực rỡ, người qua người lại đông đúc náo nhiệt, cho dù nhìn thấy Mỹ nữ khá cao như Tạ Vãn Tình Hứa Tư cũng không bất ngờ lắm, có điều mật độ Mỹ nữ ở Bắc Kinh so với Thượng Hải, Hàng Châu thì hơi ít. Vẫn là quán ăn Nhật mọi người gặp nhau năm năm ngoái, Trần Tín Sinh đứng đợi ngoài cửa quán ăn vẫn phong độ nho nhã như thế, gặp Trương Khắc câu đầu tiên là. Chiều qua hay tin Ái Đạt, lòng tôi có chút lo lắng, giờ thấy Khắc thiếu gia, liền yên tâm trở lại rồi. Tin tức nhân viên tiêu thụ cao cấp của Ái Đạt tập thể chạy sang khoa Vương truyền rất nhanh, Trần Tín Sinh nghe được tin tức này chỉ khịt mũi một cái. Căn cứ vào hiệp nghị bí mật giữa Ti và Ái Đạt. Một nửa số chip giải mã Ái Đạt mua của Ti có giá thấp hơn 40% so với thương hiệu đầu đĩa khác. Chip giải mã và mắt đọc là hai linh kiện chủ yếu nhất cả đầu đĩa, do lũng đoạn kỹ thuật, hai linh kiện này chiếm tới 70%, 80% chi phí sản xuất một cái đầu đĩa, tính ra chi phí sản xuất mỗi một cái đầu đĩa của Ái Đạt ít hơn thương hiệu khác từ 15%, 20%. Trần Tín Sinh không cho rằng Khoa Vương có thể tạo thành uy hiếp gì với Ái Đạt, hắn chỉ nói đùa mà thôi. Trương Khắc lắc đầu. Dù thế nào cũng không ngăn được con đường phát tài của Ti, anh đúng là chẳng có gì phải lo. Trần Tín Sinh cười ha hả, nói với hai cô gái. Tôi còn đang nghĩ liệu có thể gặp được cô gái xinh đẹp kia không, vậy mà Khắc thiếu gia lại đưa tới hai quý cô, thực sự hết sức vinh hạnh. Rồi đưa tay mời bọn họ vào hết sức kiểu cách, cô gái kia mà hắn nói là Giang Đại Nhi. Ngồi xuống cạnh bàn thấp, bên trong có cửa nhỏ buông rèm. Các cô gái tiếp rượu sẽ đi ra xếp hàng cho khách chọn, hôm nay tất nhiên không an bài món này. Trần Tín Sinh báo chủ quán có thể bắt đầu đưa thức ăn lên, rồi hỏi Trương Khắc. Ái Đạt lần này sẽ tiếp tục có hành động lớn chứ? Tùy cơ hành động thôi, chúng tôi không cưỡng cầu. Trước mặt Trần Tín Sinh không thể nói năng lung tung được, Trương Khắc cười nói. Chúng tôi tới đây cũng không phải là để thảo luận chuyện này, hiện giờ DVD trên thế giới tiến triển ra sao rồi? Trừ Warner Bros, những công ty điện ảnh chủ yếu như Disney, Fox, đều lo đĩa DVD sẽ dung dưỡng cho việc in sao lậu, tôi thấy cũng vì tình hình trong nước mới làm bọn họ lo lắng nghiêm trọng như thế. Trần Tín Sinh cười khổ, những công ty điện ảnh đó gần như không thu được một xu nào ở thị trường đĩa lậu hoành hành như TQ. Thêm vào bọn họ vẫn hoài nghi vào thị trường Âu Mỹ, nên chưa có ý đi theo, tôi thấy dù năm sau đầu đĩa DVD có ra đời mà không có công ty điện ảnh nào hỗ trợ. Khó mà mở rộng được. Thế cũng tốt, VCD có thêm vài năm tuổi thọ nữa. Trương Khắc gật đầu. Tôi lo phần bản quyền hơn, Philip, Sony, Pioneer đi trước chúng ta nhiều rồi, chúng ta có nên dốc sức đuổi theo không? Đuổi theo thế nào? Trần Tín Sinh tò mò hỏi. Kỹ thuật DVD của Thái Khắc lấy ra sản xuất DVD còn chưa thành thục, hay là lấy ra sản xuất mắt đọc VCD luyện tay trước? Trương Khắc hỏi mang tính thăm dò. Thái Khắc là công ty năm ngoái Ái Đạt và Ti liên doanh thành lập, ban đầu thành lập Thái Khắc là vì nghiên cứu kỹ thuật hạch tâm của DVD. Nghe Trương Khắc nói hy vọng Thái Khắc sản xuất VCD luyện tay, Trần Tín Sinh há hốc mồm, một lúc sau mới phản ứng lại, chỉ Trương Khắc lắc đầu cười. Cậu quá giảo hoạt đấy. Làm gì có chuyện đó, tôi suy nghĩ cho lợi ích chung của hai công ty đấy chứ. Chỉ sản xuất mắt đọc hay là cả đèn LED luôn? Cái nào phù hợp với lợi ích của cả hai chúng ta hơn? Trương Khắc hỏi ngược lại. Đèn LED. Trần Tín Sinh trầm ngâm. Nhưng kỹ thuật Thái Khắc nghiên cứu còn ở trên lý luận, cách sản xuất thực tế còn một khoảng xa. Điều đó tôi biết. Trương Khắc mặt dày nói. Tôi không tin ích lũy kỹ thuật về mặt ứng dụng đèn LED của Ti kém hơn của Nhật Hàn. Chương 432, Huy Hoàng còn tiếp tục. Khắc thiếu gia giảo hoạt quá. Trần Tín Sinh cười khổ với Tô Tân Đông. Cậu ấy nhìn chúng kỹ thuật đèn LED công suất cao của Ti rồi. Linh kiện hạch tâm nếu không tự làm được sản nghiệp đầu đĩa trong nước sẽ luôn luôn bị người ta kiềm chế. Tô Tân Đông nghiêm túc nói.
nên Ái Đạt phải vượt khó vươn lên. Trần Tín Sinh đưa tay vỗ đầu. Ti giao dịch với Ái Đạt, sao luôn có cảm giác bị thiệt thế nhỉ? Anh là giám đốc của Ti Trung Quốc, luôn phải trung thành với lợi ích của Ti. Trương Khắc giang tay ra cười. Nhưng tôi luôn cho rằng hợp tác của chúng ta phù hợp với lợi ích hai bên. Khi đó các cự đầu công nghiệp điện tử hải ngoại đã đi sâu nghiên cứu DVD rồi các kỹ thuật hạch đều là đồ trong túi họ, chỉ có một khe hở là kỹ thuật đọc ghi đĩa, công ty Thái Khắc tiến hành nghiên cứu kỹ thuật này, chia chén canh cuối cùng. Thái Khắc đúng là có kỹ thuật đọc ghi đĩa, nhưng muốn sản xuất đèn LED, còn phải có kỹ thuật và dây chuyển sản xuất trọn bộ của Ti mới được. Trương Khắc đề xuất làm từ mắt đọc VCD, một là tích lũy kinh nghiệm cho mắt đọc DVD, hai là tiến thêm một bước giảm bớt giá thành sản xuất VCD, đảm bảo Ái Đạt đứng ở thế bất bại trong nước. Trần Tín Sinh đương nhiên biết tính toán của Trương Khắc, hắn nghĩ một lúc rồi nghiêm chỉnh nói. Khắc thiếu gia cũng biết đấy, kỹ thuật thực sự khó đưa vào trong nước được, người nước ngoài không ngốc, làm thế sẽ khiến cho trình độ kỹ thuật trong nước tăng lên nấc thang mới, nếu cậu đồng ý thì nhà máy liên doanh sẽ đặt bên Mỹ. Nhưng cậu đồng ý được sao? Trương Khắc chân thành hỏi. Vậy làm sao mới có thể để Tổng Bộ Ti yên tâm với cuộc hợp tác này? Ái Đạt vì sao không hề sợ sự gây hấn từ phía Khoa Vương? Giá chip giải mã ưu đãi từ Ti chỉ là một phần, quan trọng hơn tự tin của Trương Khắc vì y nắm trong tay sản phẩm thế hệ mới có tính năng siêu việt. Trương Khắc tuy không coi Khoa Vương vào đầu, nhưng nếu Ái Đạt chỉ dừng ở trình độ một doanh nghiệp lắp ráp thì chống lại các cự đầu chế tạo điện tử nước ngoài sẽ chỉ là trò cười. Biểu hiện của Ái Đạt một năm qua làm người ta phải kinh ngạc, bên phía tổng bộ cũng phải nhìn với một con mắt khác. Tôi nghe nói từ chỗ ông Trương Á Bình chủ tịch của Philips có ý mới khác thiếu ra đi tham quan tổng bộ Hà Lan của bọn họ. Trần Tín Sinh mỉm cười. Nếu thời gian tới Ái Đạt tiếp tục giữ được sự huy hoàng như trong năm qua, tôi cũng sẽ có đủ tự tin thuyết phục tổng bộ đồng ý hợp tác sâu rộng hơn với Ái Đạt. Ăn tối xong, mọi người chia tay, lên xe Tô Tân Đông hỏi Trương Khắc. Trần Tín Sinh có phải là đang cổ vũ chúng ta đoạt Tiêu Vương năm sau không? Anh nói câu Ái Đạt tiếp tục giữ được sự huy hoàng như trong năm qua ấy hả? Đúng thế. Nếu Ái Đạt làm như thế, người ta sẽ cho rằng thành công của Ái Đạt là dựa vào tuyên truyền Tiêu Vương mà thôi. Trương Khắc lắc đầu. Tôi nghĩ yêu cầu của Trần Tín Sinh với chúng ta không thấp như vậy đâu, Ái Đạt cần có hành động mạnh mẽ sắc bén hơn đánh động bọn họ. Trương Khắc cảm giác rất tốt, Tạ Vãn Tình, Hứa Tư ở bên cạnh cười khúc khích, chuyện đám Lưu Minh Huy bỏ sang Khoa Vương là một tổn thất với Ái Đạt, nhưng thực sự hiểu được ý đồ của Trương Khắc cũng chỉ có vài người trong xe, ngoài ra còn có Đinh Hòe. Trương Khắc chẳng lo lắm vấn đề Tiêu Vương, trong lòng chỉ nghĩ, dù sao Trần Tín Sinh đã lên tiếng, việc thành lập nhà máy mắt đọc đã có khả năng nhất định. Trương Khắc quay sang hỏi hai cô gái. Nếu ngày mai Trương Á Bình đại biểu tổng bộ Philips đưa ra lời mời, các chị có hứng thú tới Hà Lan chơi một chuyến. Trong lịch sử đã xảy ra, Philips đã mời chủ tịch của điện khí Ái Đa tới tổng bộ Hà Lan chơi, Trương Khắc không cho rằng Trần Tín Sinh nghe đồn thổi. Nếu là tổng bộ thì tôi còn có cớ để đi. Hứa Tư giang tay ra, Việt Tú và Philips chẳng có mậu dịch qua lại cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Tạ Vãn Tình lắc đầu cười. Chị lấy đâu ra thời gian? Thấy hai cô như thế, Trương Khắc cũng chẳng hứng thú mấy nữa, bảo Tô Tân Đông. Vậy anh đưa vợ và con gái đi chơi đi. Chuyện chưa ra đâu vào đâu mà. Tô Tân Đông giờ phút này lo thối ruột, chỉ coi Trương Khắc nói đùa. Nhưng nếu chúng ta làm mắt đọc, Philips biết rồi sẽ nghĩ gì? Còn có thể nghĩ gì? Philips không thể phong tỏa chúng ta từ kỹ thuật, nhà máy Sony chưa đủ cung cấp lượng mắt đầu đáng tin cậy về chất lượng. Bọn họ muốn giữ lũng đoạn lợi nhuận, chẳng lẽ không cho người ta tìm con đường khác để đi? Ngày 8 tháng 11, Đàm Hy Tùng chủ nhiệm ban tin tức quảng cáo DTHTW giống như mọi năm dậy sớm hơn thường nhật một tiếng đồng hồ, khi ra khỏi nhà thấy mẹ đang ở phòng khách thắp hương, cô đã giải thích cho mẹ ý đồ của Đại hội Tiêu Vương, nhưng mẹ cô, một phụ nữ già ở Sơn Đông lên, chỉ biết rằng đây là một việc lớn, thắp hương mong con gái được thuận lợi bình an. Đàm Hy Tùng tới TW Mai Địa Á. Nơi tổ chức đại hội diễn ra ở tầng 3, cô tham gia đại hội này lần thứ 3 rồi, chẳng hề cảm thấy nhẹ nhàng vì quen việc. Trừ truyền thông trực thuộc DTHTW, hơn trăm phóng viên của các đài truyền hình tỉnh thành đều tới nơi sớm, nếu không phải lãnh đạo trong DTH phản đối, Đàm Hy Tùng còn muốn đại hội này được truyền hình trực tiếp. Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy, Triệu Ti Minh. Đám người của Khoa Vương cũng tới Mai Địa Á sớm, còn chưa vào đại sảnh. Triệu Ti Minh nhìn qua cửa kính thấy rất nhiều phóng viên,
còn cả đại biểu các doanh nghiệp tiến vào, nhưng không mấy phóng viên đến phỏng vấn, nghi hoặc hỏi. Bọn họ đang đợi gì thế? Bọn họ đợi người của Ái Đạt. Tả Kiếm Nam tự tin đáp. Năm sau vinh dự này sẽ của chúng ta. Bọn họ đi vào đại sảnh, tức thì có rất nhiều phóng viên ùa tới, còn có cả người vừa chạy vừa gọi đồng nghiệp phản ứng chậm chạp. Đó là Lưu Minh Huy của phòng thị trường Ái Đạt. Sau khi Chu Du tới Tân Quang, công việc tiếp xúc với giới truyền thông do Lưu Minh Huy phụ trách, cho nên hắn vừa đi vào, liền có phóng viên nhận ra ngay. Lưu Minh Huy chưa kịp nói gì thì đoàn người bọn họ đã bị phóng viên vây kín, vô số micro, máy ghi âm, ống kính chĩa vào hắn. Xin hỏi ông Lưu, lần này Ái Đạt có lòng tin đoạt được Tiêu Vương không? Xin hỏi ông Lưu, rất nhiều bài báo đưa tin, năm nay doanh thu của Ái Đạt ước chừng 4 tỷ, con số này có đáng tin không? Ông Lưu, xin cho hỏi, Ái Đạt chuẩn bị ứng phó với cuộc chiến Tiêu Vương năm nay ra sao? Theo tôi biết rất nhiều doanh nghiệp sản xuất đầu đĩa trong nước đều tới tham gia cạnh tranh Tiêu Vương, ông có cho rằng bọn họ là đối thủ mạnh của Ái Đạt không? Xin hỏi. Lưu Minh Huy dọc đường đi đều nghĩ tới vấn đề cạnh tranh giá quyết liệt giữa Ái Đạt và Khoa Vương, chẳng may diễn biến quá căng thẳng thì hắn phải làm thế nào? Không ngờ vừa vào cửa bị phóng viên vây kín, hỏi dồn dập, làm hắn luống cuống. Xin lỗi, ông Lưu đã rời khỏi Ái Đạt, hiện giờ là đại biểu của Khoa Vương tham gia cạnh tranh Tiêu Vương. Ứng đối thì Tạ Chiêm có thể nói là nhân tài số một, trong lòng cũng hâm mộ Ái Đạt được giới truyền thông theo đuổi nhiệt tình như thế. Cổ phóng viên vây quanh nghe thế thì ngẩn ra, đều lộ vẻ thất vọng, quay người định đi. Tích tắc đó Lưu Minh Huy cảm thấy hụt hẫng vô cùng, địa vị của hắn trong nghề chẳng phải do Ái Đạt cho hắn sao, những nghĩ lại Ái Đạt được chú ý như vậy chẳng phải vì hào quang Tiêu Vương sao. Cái mất đi rồi sẽ quay lại, huống hồ 80 vạn của Khoa Vương chuyển vào tài khoản của hắn mới là lợi ích thực. Sự kiện đám Lưu Minh Huy bỏ sang Khoa Vương tập thể tuy truyền đi trong nghề, nhưng chưa lan tới giới truyền thông. Chương 433, phóng viên bao vây. Không phải tất cả các phóng viên đều bỏ đi, cũng có phóng viên mẫn cảm nhận ra, trước ngày tranh Tiêu Vương, thời gian mẫn cảm như thế nhảy sang công ty mới, chẳng phải tin tức đáng khai thác sao. Lập tức có người quay lại chặn đám Lưu Minh Huy ở cửa. Xin hỏi ông Lưu, vì sao lại rời khỏi Ái Đạt? Cũng có người hỏi Tạ Chiêm. Xin hỏi, vừa rồi ông nói là công ty gì? Tạ Chiêm cười vui vẻ nói. Chúng tôi là Điện Khí Khoa Vương, ông Lưu giờ đảm nhiệm Tổng Giám sát phòng thị trường. Đây là chủ tịch của chúng tôi. Tạ Chiêm muốn giới thiệu Tạ Kiếm Nam và mình, nhưng phóng viên căn bản không quan tâm chỉ chĩa micro và Lưu Minh Huy. Ông Lưu, có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân ông chuyển sang Khoa Vương không? Xin hỏi ông Lưu, có phải ông chuyển sang Khoa Vương có liên quan tới cuộc cạnh tranh Tiêu Vương? Điện Khí Khoa Vương sản xuất cái gì, có phải là lắp ráp đầu đĩa VCD? Vì sao ông cho rằng một công ty chưa hề có danh tiếng có tư cách tranh Tiêu Vương với Ái Đạt? Giữa Khoa Vương và Ái Đạt, ông cho rằng bên nào có năng lực cạnh tranh Tiêu Vương hơn? Trong lòng Lưu Minh Huy chẳng hề có ý phát biểu, nhưng trước ông chủ mới phải biểu hiện tốt, liền sửa soạn lại ngôn từ, đáp. Khoảng thời gian ở Ái Đạt, có ích lớn cho cuộc đời của tôi, nhưng tôi cho rằng Khoa Vương còn giúp tôi nhiều ích lợi hơn nữa, nên tôi rời khỏi Ái Đạt. Khoa Vương chúng tôi hiện chưa có tên tuổi gì. Nhưng tin rằng các vị mau chóng phải nhìn với con mắt khác. Nói thế tức là ông sang Khoa Vương để giúp họ cạnh tranh Tiêu Vương. Cái gói là nhiều ích lợi hơn nữa có phải là Khoa Vương trả ông lương cao hơn cho nên ông mới bỏ Ái Đạt, hay nói cách khác ông cho rằng Ái Đạt làm ông bị thua thiệt. Lưu Minh Huy suýt hoài nghi cô phóng viên thanh tú trước mắt này là do Ái Đạt chuyên môn mời tới mỉa mai hắn, nỗ lực bình ổn tâm tình cho hơi bình tĩnh. Đây chỉ là điều động công tác bình thường, có gì đáng kinh ngạc. Như vậy mà bình thường sao? Nữ phóng viên hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hay là ông rời khỏi Ái Đạt lâu rồi? Tôi còn nhớ nửa tháng trước trong hoạt động huy chương vàng trợ học, ở Hồ Bắc ông còn đại biểu cho Ái Đạt phát biểu. Khoa Vương nếu không ở đây tranh Tiêu Vương thì có lẽ là bình thường. Tôi muốn hỏi ông Lưu, ông đại biểu Khoa Vương tham gia đại hội Tiêu Vương, phải chẳng nắm rất rõ kế hoạch tranh đoạt Tiêu Vương của Ái Đạt. Cô gái này mồm miệng sắc bén. Thiếu điều nói Lưu Minh Huy tại thời khắc quan trọng vì tiền phản bội Ái Đạt nữa thôi. Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của Lưu Minh Huy bị cô ta nói cho đỏ dừ. Triệu Ti Minh đi theo chuyến này để học kinh nghiệm, không đảm nhận chức vụ cụ thể ở Khoa Vương, ban đầu được phóng viên bao vây hắn rất hứng phấn, giờ thì khó chịu rồi, đây là chuyện trong lòng ai cũng hiểu, cô phóng viên này có quá mất lịch sự không? Tạ Kiếm Nam bình tĩnh nói.
Tôi nghĩ nhiều doanh nghiệp tham gia cạnh tranh Tiêu Vương như thế, khó dự đoán được kết cục thế nào, hẳn sẽ không có kế hoạch cụ thể nhắm vào sự kiện này. Tôi là chủ tịch của Khoa Vương, mời ông Lưu tham gia chỉ vì nhìn vào kinh nghiệm phong phú của ông ấy ở việc tiêu thụ tuyên truyền thị trường. Tôi nghĩ lưu động nhân tài không có gì đáng ngạc nhiên. Các bạn truyền thống chặn chúng tôi ở cửa thật không hay lắm, có thể tránh sang một bên trước, chúng ta tới bên kia, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng đây là cơ hội tốt tuyên truyền cho Khoa Vương, Tạ Kiếm Nam thầm tính lấy chuyện này ra truyền bá, nhưng thời gian eo hẹp, lại sợ Trương Khắc phản kích mãnh liệt, trì hoãn thời cơ tham gia cạnh tranh Tiêu Vương. Các phóng viên tất nhiên muốn đào sâu thêm nội tình, rất phối hợp chuyển sang một góc đại sảnh, bao vây bọn họ, có điều vẫn phân tâm nhìn về phía cửa, ai cũng nhận ra bọn họ đang đợi đại biểu của Ái Đạt. Cảnh tượng này mau chóng thu hút đại biểu các doanh nghiệp khác. Qua rất lâu nhìn thấy đại biểu của Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa, Kim Chính. Nhưng mãi không thấy đoàn người Trương Khắc đâu. Hay là bị tắc đường rồi. Triệu Ti Minh đứng ở một góc nghỉ ngơi cười trên đau khổ của kẻ khác. Nếu đúng thế mọi người sẽ bị ép phải đợi bọn họ. Trần Tĩnh không vui nói, Ái Đạt đáng hưởng đặc quyền này, vì bọn họ là xí nghiệp Tiêu Vương thời gian qua được DTHTW ra sức tuyên truyền. Còn vài phút nữa thôi vẫn chưa thấy đám Trương Khắc có ai tới, phóng viên đợi trong đại sảnh đều mất kiên nhẫn, hoài nghi hay là để sót người rồi, thế nhưng mau chóng nhận được thông tin phản hồi, đại biểu của Ái Đạt đúng là không tới. Tới giờ đại hội bắt đầu vẫn không thấy đoàn người Trương Khắc đâu, Tạ Kiếm Nam khi trả lời phỏng vấn cũng có chút phân tâm rồi. Các phóng viên cũng cảm thấy rất nghi hoặc, không ngừng có người chạy ra ngoài nhìn, rồi thất vọng quay về, đành vào hội trường trước, cuối cùng chỉ còn lác đác vài phóng viên ở lại hỏi Lưu Minh Huy chi tiết việc bỏ sang Khoa Vương, song rõ ràng tâm tư đặt ở cửa ra vào. Tạ Kiếm Nam đang muốn hỏi nhỏ Lưu Minh Huy xem chuyện gì xảy ra thì Tô Tân Đông, Lưu Hải Yến, Triệu Hải Chu tới nơi, ở đại đường không còn mấy phóng viên nữa, cũng không ai để ý nơi lấy thẻ đăng ký. Đến khi đám Tô Tân Đông đi qua mới có một phóng viên loáng thoáng nhớ Tô Tân Đông có lần hiện diện trên truyền hình, liền chạy theo hỏi, Tô Tân Đông đưa đồng hồ lên, ý bảo sắp tới giờ rồi. Có gì muốn hỏi liệu có thể đợi tới khi đại hội kết thúc được không? Phóng viên đó mặc dù thông cảm, nhưng vẫn theo vào hội trường, khi đợi thang máy không để lỡ thời cơ đưa ra câu hỏi. Ông Lưu Minh Huy của quý công ty chuyển sang Khoa Vương, giám đốc Tô có suy nghĩ gì? Tạ Kiếm Nam cũng rất muốn nghe Tô Tân Đông trả lời, lúc này cửa thang máy mở ra, hai người họ vào trong, Tạ Kiếm Nam muốn chạy theo cạnh cửa thang máy ra, hắn muốn biết Trương Khắc và tầng quản lý của Ái Đạt có phản ứng lớn thế nào, hắn rất muốn biết, hắn muốn thấy sự cay cú tức tối và bất lực hoảng sợ của đối thủ, nhất là từ Trương Khắc, hơn một năm bày mưu tính kế chỉ vì đợi ngày này. Chúng ta đi thôi chứ. Trần Tĩnh tới khoác tay Tạ Kiếm Nam, cô ta cũng lấy làm lạ sao Trương Khắc, Tạ Vãn Tình còn cả Hứa Tư nữa. Vì sao không xuất hiện? Trương Khắc không tới sao? Triệu Ti Minh không biết giấu tâm sự, trước khi biết một phần chân tướng vụ việc Thôi Úc Mạn và các việc liên quan, hắn vừa hận vừa sợ Trương Khắc, sau khi nghe Tạ Kiếm Nam kể ra, chấn động trong lòng rất khó hình dung, ít nhất không thấy quá hận Trương Khắc nữa, đó là tâm thái rất lạ, có lẽ hắn cảm thấy bị Trương Khắc bắt nạt cũng không phải là quá mất mặt. Trương Khắc, Tạ Kiếm Nam lẩm nhẩm cái tên này, y là con rắn độc nấp trong bóng tối. Thao túng người khác từ đằng sau tựa hồ là lạc thú lớn nhất của y, chưa chắc đã lộ diện đâu. Tạ Kiếm Nam còn chưa nói xong câu này Trương Khắc đã xuất hiện, còn có Đinh Hòe, Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, bọn họ không lấy thiếp mời ra đổi thẻ của DTH mà trên ngực đã đeo sẵn thẻ đi thẳng qua các bảo vệ ngoài đại sảnh vào đại sảnh. Tạ Kiếm Nam không nhìn rõ là loại thẻ bài gì, thầm nghĩ là loại thẻ khách mời đặc biệt, chắc đây là đặc quyền của xí nghiệp Tiêu Vương. Còn ở đây sao? Trương Khắc cố ý tới cuối cùng, còn tính có thể có phóng viên đợi ở đại sảnh, nên để Tô Tân Đông vào trước, không ngờ người của Khoa Vương vẫn còn ở đại sảnh. Có phải là vừa được phóng viên phỏng vấn ở chỗ này không? Tạ Kiếm Nam thấy ánh mắt sắc bén của Trương Khắc chiếu vào Lưu Minh Huy thầm nghĩ, y có hận cũng phải thôi. Lưu Minh Huy vừa bị đám phóng viên quần cho kiệt quệ, bất kể hắn tự phân bua cho bản thân ra sao, đều không thoát được hiểm nghi phản bội, trong lòng hắn cũng không phủ nhận điều này. Làm hắn không dám đối diện với Trương Khắc. Chương 434, đấu giá Tiêu Vương. Nếu nói ở việc mở rộng thị trường, kiến thiết mạng lưới tiêu thụ của hắn có kinh nghiệm gì ưu việt hơn người khác, thì gần như đều học từ Trương Khắc. Trương Khắc đã từng nói một câu, đánh trúng vào tâm khảm người quảng cáo, phải tiết kiệm từng đồng đầu tư vào quảng cáo, cũng phải tận dụng từng đồng để bỏ vào quảng cáo.
Đó là điều tinh anh marketing thời đó chưa nhận thức được, dù nhận thức được cũng không có cách nào khống chế được. Người của Tổng bộ Thị trường, Lưu Minh Huy không tin lôi kéo được, vì những người đó đều rất sùng bái Trương Khác. Đương nhiên Lưu Minh Huy không đem điều này ra nói cho Tạ Kiếm Nam, hắn phải đề cao giá trị của bản thân, đem quyết định của Trương Khác nói thành là trí tuệ tập thể, điều này phù hợp với lợi ích của hắn hơn. Hình tượng của Trương Khác ở bên ngoài là tên hoàn khố lái xe sang, thích phô trương kiêu ngạo. Gặp ông chủ cũ, nói thế nào cũng là chuyện xấu hổ, có điều biểu hiện của Lưu Minh Huy hôm nay đúng là thiếu phong độ đại tướng, Tạ Kiếm Nam vốn chẳng đánh giá cao hắn ở điểm này, vì có thể thông qua Trần Tĩnh trực tiếp chỉ đạo phòng thị trường. Tạ Kiếm Nam rất lịch thiệp mời Trương Khác cùng đi thang máy vào hội trường. Chúng tôi đi cầu thang bộ. Trương Khác không để ý tới thiên trí giả dối của Tạ Kiếm Nam, cùng ba người còn lại đi bộ lên trên, hội trường ở tầng 3 không phải tầng 30. Xem ra bọn họ loạn rồi. Tạ Kiếm Nam nhún vai, trong lòng hắn thấy rất hả, nhưng ở trước mặt Trần Tĩnh, hắn phải thể hiện khí độ cần phải có. Trần Tĩnh cau mày, tựa hồ cũng cho rằng khí độ của Trương Khác không đủ rộng rãi. Ở cửa vào hội trường, ba người Tô Tân Đông bị phóng viên chặn lại, nhân viên DTH nỗ lực tách phóng viên ra, để ba người bọn họ đi vào, bên trong bọn họ cũng bị chú ý, nhất là những đại biểu doanh nghiệp có chí tranh Tiêu Vương đều đứng cả dậy. Trừ phóng viên của DTH có thể vào hội trường ra, các phóng viên khác phải ở ngoài đợi tin. Đám Trương Khác đi cầu thang bộ lên, đám Tạ Kiếm Nam đang vào hội trường, không có phóng viên nào vây lấy bọn họ, lại có người giơ máy ảnh lên chụp đám Trương Khác, ai bảo Hứa Tư xuất chúng như thế. Hội trường năm nay bố trí khác nhiều so với năm ngoái, trừ vị trí đài chủ tịch ra, có thêm đài cao dùng đấu thầu vì năm nay sẽ đấu giá công khai để tăng thêm tính cạnh tranh. Khác với năm ngoái, DTH đưa hết giờ quảng cáo Hoàng Kim ra đấu thầu, năm ngoái chỉ có khoảng thời gian 65 giây xen kẽ giữa tin tức thời sự và dự báo thời tiết. Đương nhiên với đa phần doanh nghiệp thì vẫn trông vào 65 giây đó nhất, cho dù không có thực lực cạnh tranh cũng dư tâm thái tham gia xem náo nhiệt. Tiến hành đầu tiên tất nhiên là 65 giây này, như thế mới có thể để các đoạn quảng cáo thời điểm khác nước lên theo thuyền. Trong 13 đoạn quảng cáo 5 giây này DTHTW ra luật không có quá 3 doanh nghiệp cùng ngành nghề được quảng cáo, tức là vào giai đoạn ra giá công khai không quá 9 doanh nghiệp cùng ngành nghề. Giai đoạn báo giá kín ban đầu rất bình yên, Đàm Hy Tùng báo ra giá 1.888 vạn, chọn 40 doanh nghiệp đầu vào vòng trong đó có 12 doanh nghiệp đầu đĩa, phải trừ đi 3 doanh nghiệp báo giá thấp nhất trong đó. Không công bố giá cụ thể của 40 doanh nghiệp này, giai đoạn báo giá kín chỉ xác định người chọn vào vòng trong. Như vậy doanh nghiệp đầu đĩa vào vòng trong với số lượng tối đa cho phép, 9 doanh nghiệp, đúng như dự đoán trước đó của giới truyền thông, Đại hội Tiêu Vương năm nay là thịnh hội của ngành đầu đĩa. Khi xác định danh sách 40 doanh nghiệp, điện tử Ái Đạt đứng ở vị trí đầu, mọi người đều cho rằng Ái Đạt lại ra một cái gác trên trời, hoặc có lẽ đây là đặc quyền của xí nghiệp Tiêu Vương. Dưới đài chủ tịch có một khu vực nhỏ để trống, đại biểu doanh nghiệp lọt vào vòng trong đều vào đó ngồi, Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy tới đó trước. Chọn chỗ quan sát tốt, Tạ Kiếm Nam nhìn trộm về phía Tô Tân Đông và Lưu Hải Yến, theo ánh mắt Tô Tân Đông có thể nhìn thấy Trương Khác và Hứa Tư ngồi cạnh nhau, Hứa Tư cầm sách tuyên truyền đại hội, hình như đang trao đổi ánh mắt với Đàm Hy Tùng, bọn họ đúng là có liên hệ với cao tầng DTH, Tạ Vãn Tình và Đinh Hòe có vẻ đang trao đổi chuyện gì đó, không chú ý vào hội trường. Đàm Hy Tùng đeo kính gọng vàng, con mắt phía dưới tựa như ẩn chứa nụ cười giảo hoạt, khái niệm Tiêu Vương là thành tựu lớn nhất cuộc đời cô ta đứng dậy muốn đẩy sự cuồng nhiệt này lên đỉnh cao. Giá cạnh tranh Tiêu Vương lần này thấp nhất là 1.888 vạn, mỗi lần tăng giá 10 vạn. Tựa hồ mọi người đều ý thức Ái Đạt lần này ở thế quyết đạt được Tiêu Vương, Đàm Hy Tùng vừa lên tiếng, mọi người bất giác nhìn sang chỗ đại biểu Ái Đạt, nhưng bất ngờ Tô Tân Đông nheo mặt lại không nhìn ai hết. Chỉ quan sát Đàm Hy Tùng đang phát biểu. Không khí tức thì ngưng trệ. 120 triệu. Phút im lặng ngắn ngủi thôi không ngờ làm người ta chân run rẩy. Một tiếng báo giá vang lên làm người hội trường giật mình, nhìn sang người trung niên hơi hỏi giơ biển số 67. Từ giá thấp nhất 1.888.000 vạn 18 triệu tăng vọt lên 120 triệu, không ít người hít một hơi khí lạnh, xôn xao, chỉ có khu vực 40 doanh nghiệp là vô cùng yên tĩnh. Tạ Kiếm Nam cười khẩy, nói nhỏ với Trần Tĩnh. Chẳng bằng ông ta báo luôn giá 200 triệu mới có thể dọa được người khác. 40 doanh nghiệp ngồi đây đều có nghiên cứu kỹ càng về mô hình thành công của Ái Đạt, tất nhiên biết giá trị của Tiêu Vương. Trương Khác cũng ngồi thản nhiên,
lịch sử này đã hoàn toàn thay đổi, không có nghĩa là y mất đi phương hướng phán đoán. Hiện giờ thị trường trong nước chưa ổn định, người tiêu dùng bị động tiếp thụ tin tức quảng cáo, dưới sự thao tác của DTHTW khái niệm tiêu vương cực có giá trị, các báo truyền hình truyền thống chính cũng tích cực phối hợp làm khái niệm tiêu vương khai thác triệt để. Trước đó Trương Khắc đưa ra dự toán 280 triệu không phải là thuận tay nhặt lấy. 180 triệu. Trương Khắc đang suy nghĩ lung tung thì giá lên tới 180 triệu rồi, chẳng ai kiên nhẫn tăng thêm từng 10 vạn một, Tân Khoa, Ái Đa, Bộ Bộ Cao đều đã giơ bảng tới 160 triệu thì ngừng báo giá, khả năng là bỏ rồi, cho rằng tiêu vương không đáng giá hơn thế, cũng có thể tạm nghỉ chuẩn bị lát nữa đánh ra. Khoa Vương vẫn chưa giơ biển, dùng khóe mắt nhìn thấy Tạ Kiếm Nam luôn quan sát bên này, biển số nằm trong tay Lưu Minh Huy đã chuyển qua tay hắn, Trương Khắc cười lạnh, doanh nghiệp muốn đoạt tiêu vương nhiều lắm, nhìn tôi có tác dụng chó gì. Lưu Minh Huy lòng bàn tay đầy mồ hôi, năm ngoái chỉ có Chu Du đi cùng Trương Khắc tham gia đại hội, lần đó Chu Du bị Trương Khắc chơi một vố, trở về tất nhiên không nói thật, khoác lác một phen nói dễ dàng lắm, Lưu Minh Huy tưởng là thật. Người không ở hiện trường không cảm nhận được không khí ngột ngạt áp lực tới cực điểm đó, những người vẫn giữ được khí độ, còn nở nụ cười trấn định tự nhiên đúng là không đơn giản. May mà biển số đã nằm trong tay Tạ Kiếm Nam, Lưu Minh Huy tuy hồi hộp, nhưng có thể rãnh rỗi quan sát thần sắc của người khác, Tô Tân Đông đang nói chuyện với Lưu Hải Yến, biển số thuận tay vứt trên bàn, tựa hồ không có ý cầm lên. 260 triệu. Tạ Kiếm Nam không kìm nổi nữa, sau khi Bộ Bộ Cao báo ra giá 220 triệu hắn báo giá luôn, hy vọng đánh lui doanh nghiệp khác, cạnh tranh trực tiếp với Ái Đạt. Sau khi giá lên tới trên 200 triệu, mọi người trở nên cẩn thận, người thêm 100 vạn, người thêm 10 vạn, nhùng nhằng mất một hồi lâu. Khoa Vương trước đó không dơ biển số, đột nhiên tăng thêm 40 triệu làm tim khối người vọt ra ngoài lồng ngực, mấy người đang định dơ biển số ủ rũ bỏ xuống, người tay vẫn nở ra lưng chừng. Những doanh nghiệp không tham gia cạnh tranh tựa hồ nhiệt huyết sôi sùng sục, có người kích động đứng dậy muốn nhìn xem người dơ biển số 88 báo ra giá 260 triệu kia trông thế nào. Tạ Kiếm Nam chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tân Đông, thấy hắn cầm lấy biển số rồi, ngẩng đầu nhìn Đàm Hy Tùng đang chủ trì cuộc đấu giá. Nhìn ngữ khí và cử chỉ của cô ta, hẳn đã qua bồi dưỡng chuyên môn. 260 triệu lần thứ hai. Đàm Hy Tùng chậm chậm giơ tay lên, khi tay tới mức cao nhất cô ta sẽ báo ra giá cuối cùng, ánh mắt chuyển sang mặt Tô Tân Đông, cổ vũ hắn giơ biển số. 260 triệu lần thứ. Thêm 10 vạn. Không phải là Tô Tân Đông mà là ông chủ của Hồng Đào Quy, một con hà mã nặng trên 100 kg, giơ biển số trong tay. 260 triệu 100 ngàn. Trái tim mọi người quay về chỗ cũ, đợi một cuộc giằng co mới. Hà Mã Đinh Dịch Hùng báo giá xong quay đầu sang, bộ mặt béo núc của ông ta khiến hai con mắt chỉ còn là khe hẹp tí hi, nhưng không hề trở ngại ông ta ném cho Tạ Kiếm Nam một ánh mắt khiêu khích rõ ràng. Hồng Đào Quy và Đan Tân đều là công ty kinh doanh đồ chăm sóc sức khỏe vào năm 91-92, hai người bọn họ coi như là người quen cũ. Chỉ có điều thời đầu Hồng Đào Quy ở mặt kinh doanh xí nghiệp lẫn kênh tiêu thụ đều không bằng Đan Tân, chỉ được tính là nhãn hiệu cấp 2. Tạ Kiếm Nam bán Đan Tân cho Chính Thái ra nước ngoài học, Chính Thái kinh doanh bảo thủ, khiến Hồng Đào Quy mượn thế vươn lên. Ngồi bên cạnh Đinh Dịch Hùng là cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, hơi gầy nhỏ, nhưng không thể phủ nhận cực kỳ ngọt nước, mặc lễ phục đen khoét cổ rất sâu, ngực lộ ra mảng lớn, chiếc đùi nhỏ nhắn lộ quá nửa vắt chéo yêu nhã. Cô ta tựa hồ chẳng sợ cái lạnh ghê người của Bắc Kinh. Đinh Dịch Hùng liếc nhìn Tạ Kiếm Nam xong quay sang cười nói với cô gái lẳng lơ tận xương tủy đó, hình tượng người đẹp và quái thú tương phản mãnh liệt, làm người ta không khỏi có suy nghĩ xấu xa, cô bé nhỏ nhắn ở trên giường phối hợp với cơ thể phì nộn của họ Đinh ra sao đây? Nghĩ xấu thế thôi, đố kỵ thì không có mấy, trong hội trường lại còn chẳng phải đa phần là ông chủ tài sản kếch xù, mỹ nữ đối với người bình thường mà nói là rất chân quý. Nhưng với họ mà nói thì rất bình thường. Tạ Kiếm Nam vốn định tung cú đấm mạnh hạ hết doanh nghiệp khác, ép Ái Đạt đứng ra, không ngờ bị Đinh Dịch Hùng nhẹ nhàng hóa giải, trong lòng hết sức bức bối, như đấm vào chỗ trống, sức lực không phát tiết ra được. Giá của Tạ Kiếm Nam đúng là làm đại biểu của Bộ Bộ Cao khiếp sợ, Tổng Giám đốc Bộ Bộ Cao không phải ông chủ đằng sau có thể tự quyết, trong kế hoạch của bọn họ giá tiêu vương không lên tới mức này. Nếu không có Đinh Dịch Hùng hoãn lại, bọn họ không có đủ thời gian quyết định phản ứng tiếp theo. Tạ Kiếm Nam tiếp tục giơ biển số báo giá 270 triệu, hắn thấy Tô Tân Đông đặt biển số lên đùi, nhưng không nhìn bên này, cũng không nhìn Trương Khắc. Điều này rất bình thường,
sau khi Lưu Minh Huy bỏ sang Khoa Vương, Ái Đạt chắc chắn phải điều chỉnh dự tớn cao hơn 280 triệu, hiện giá chưa tới con số này, Tô Tân Đông cần gì trao đổi với Trương Khác? 272 triệu. Phía bộ bộ cao cao tiếp tục ra giá, không chơi trò phát ngán thêm 10 vạn như của Đinh Dịch Hùng. Nhà máy rượu Đường Hà và Ái Đa bỏ cuộc. Bộ bộ cao ban đầu phất lên nhớ làm thông tấn, đoạn phim quảng cáo Lưu Nghị Vĩ ngồi trong nhà xí dùng điện thoại không dây của bộ bộ cao nói, alo, Tiểu Lệ, em khỏe không? Để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bộ bộ cao tham gia vào sản nghiệp đầu đĩa chỉ sớm hơn Khoa Vương một chút, nhưng thời làm thông tấn có tích lũy kỹ thuật, danh tiếng thương hiệu, lẫn tài chính đều khá lớn, là thương hiệu đầu đĩa đứng thứ 3 trên thị trường chiếm 12% phân ngạch, sau Ái Đạt và Tân Khoa. Tân Khoa đã bỏ báo giá, Tạ Kiếm Nam thấy ông chủ của Tân Khoa đặt biển số qua một bên, thoải mái nói chuyện với người đi cùng. Bộ bộ cao, Khoa Vương, Hồng Đào Quy dây dưa mãi không xong, giá tăng từng chút một, nhưng lúc giờ biển số không do dự mấy. Trương Khác đang tính nếu bộ bộ cao đoạt được Tiêu Vương thì thị trường sẽ biến hóa thế nào? Chắc chắn bộ bộ cao có năng lực tiêu hóa được thị trường mở rộng mạnh do hiệu ứng Tiêu Vương mang lại, năm sau thị trường còn tăng trưởng, để cho bộ bộ cao không gian khá lớn, không quá xâm hại tới lợi ích của Ái Đạt và Tân Khoa. Lúc này bộ bộ cao cần ngăn ngừa những doanh nghiệp sau như Ái Đa, hoặc doanh nghiệp mới như Khoa Vương nhảy vào chiếm thị trường, dùng thủ đoạn hạ giá làm loạn thị trường đầu đĩa. Ái Đạt, Tân Khoa, bộ bộ cao phải chiếm lấy hạn ngạch quảng cáo ở thời điểm hoàng kim, không cho Ái Đa, Khoa Vương có cơ hội vươn lên, có thế mới duy trì được cục diện lợi nhuận cao trong thời gian dài, ngày tháng của mọi người thoải mái hơn được một chút. Nếu Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương, như vậy cục diện hỗn loạn đẫm máu năm sau đã được định đoạt, hiện giờ phân ngạch của Khoa Vương chưa tới 2%, với hào quang Tiêu Vương, sẽ tăng tưởng với tốc độ dung lượng thị trường không cung cấp đủ, vậy Khoa Vương phải dựa uy của Tiêu Vương đạp lên các nhãn hiệu khác phía trước mình. Lúc đó giảm giá sản xuất, marketing, đầu tư quảng cáo chính xác hơn, đảm bảo lợi nhuận là điều đầu tiên phải suy xét. Trương Khác đang tính toán thì Khoa Vương, bộ bộ cao, Hồng Đào Quy đã đẩy giá lên tới trên 280 triệu. Đại biểu nhà máy khác đã toát mồ hôi lạnh rồi, thấy người Ái Đạt chưa dơ biển, có người bắt đầu thì thầm nghị luận. Ái Đạt không phải sớm đã quyết định bỏ cạnh tranh rồi đấy chứ. Có khả năng, nếu không khi giá lên tới 200 triệu, Ái Đạt trực tiếp đẩy lên 280 triệu là đủ dọa tất cả đối thủ rút lui rồi. Giống như Khoa Vương vừa rồi, nếu không phải Dịch Đinh Hùng dính lấy như đĩa sớm đã đoạt Tiêu Vương với giá 260 triệu rồi. Hồng Đào Quy không dám đấu với Ái Đạt. Doanh thu năm nay của Ái Đạt là 4 tỷ, ít ra kiếm được 1 tỷ, tài chính hùng hậu, Hồng Đào Quy không dám đụng vào. Trương Khác thì biết Tạ Kiếm Nam sẽ không nghĩ như thế, hắn biết được kế hoạch từ Lưu Minh Huy, cũng sẽ tính đủ mọi phản ứng của Ái Đạt rồi. Lúc này sự im lặng của Ái Đạt tuy gây cho hắn áp lực tâm lý lớn, nhưng không làm hắn bất ngờ. Đại khái lúc này Tạ Kiếm Nam không ý thức được Ái Đạt có thể bỏ cạnh tranh. Trương Khác thấy buồn chán, bảo Hứa Tự đặt tay lên bàn. Nói là muốn xem tướng tay cho cô, thực sự là ngắm bàn tay nhỏ trắng mềm ấy, nếu chẳng phải Đinh Hòe ở đây làm vướng mắt, Trương Khác còn muốn Tạ Vãn Tình đưa tay ra so bì. 300 triệu, Khoa Vương báo giá 300 triệu rồi. Có người thốt lên một tiếng cố áp ức. Đinh Dịnh Hùng lắc đầu bất lực, thể hiện uy phong trước mặt mỹ nữ là chuyện rất hay, nhưng không thể chơi quá lửa, ông ta cũng có giới hạn của mình, mấy năm qua số tiền Hồng Đào Quy kiếm được còn chưa tới 300 triệu. Ông ta không phải người không dám mạo hiểm, nhưng ít nhất thất bại cũng không thể mất đi thân phận phú ông ta biết bộ dạng mình thế này muốn hưởng thụ mỹ nữ vô cùng vô tận chẳng qua nhờ tiền. Ông ta có bao nhiêu tiền, có bấy nhiêu mỹ nữ sẵn sàng nằm dưới tấm thân hơn 100kg kia cho ông ta giày vò, còn rên xiết sung sướng. Ông ta biết tất cả là ma lực của đồng tiền. Tổng giám đốc của bộ bộ cao biết Khoa Vương sau khi đoạt được Tiêu Vương, sẽ lợi dụng đám người Lưu Minh Huy chiếm lấy thị trường vốn có Ái Đạt. Vốn ông ta tưởng Ái Đạt sẽ mạnh mẽ phản kích, chỉ cần giữ được Tiêu Vương, thiệt hại đám Lưu Minh Huy gân ra cho Ái Đạt sẽ bằng không, cho nên ban đầu họ báo giá rất cẩn thận, thậm chí không có ý tranh Tiêu Vương. Đến khi Tạ Kiếm Nam báo giá 260 triệu, Tô Tân Đông cầm lấy biển nhưng do dự không dơ, ông ta mới ý thức được Ái Đạt có khả năng bỏ rồi, ông ta không biết kế hoạch của Ái Đạt, tất nhiên không bị con số 280 triệu làm mê hoặc giống Tạ Kiếm Nam. Ông ta tính mượn uy Tiêu Vương. Bộ bộ cao có thể chiếm 30% phân ngạch thị trường, mà thị trường năm sau còn tăng trưởng, nên ít nhất doanh thu tăng lên 4 lần, dù lợi nhuận sẽ tụt giảm, nhưng vẫn còn không gian khá lớn. Ông ta mau chóng viết một con số đưa cho ông chủ đằng sau màn,
đồng thời giơ biển lên, ông ta muốn tung đòn dứt điểm Khoa Vương, nhưng ông chủ lại có vẻ ngần ngừ. Chương 435, thắc mắc của Trần Tĩnh. Thêm 10 vạn. Đàm Hy Tùng nghi hoặc nhìn tổng giám đốc của bộ bộ cao, còn ông ta nhìn ông chủ của mình, không báo giá, cô ta đành hô. 300 triệu 100 nghìn lần. Không, chúng tôi báo 320 triệu. Được ông chủ gật đầu, tổng giám đốc bộ bộ cao cắt ngang lời Đàm Hy Tùng. Thế nhưng sự do dự trong tích tắc của ông ta đã bị Tạ Kiếm Nam nhìn thấy, chưa đợi Đàm Hy Tùng xác nhận, hắn trực tiếp giơ biển. 350 triệu. Dây dưa tới bây giờ không thể để ý tới phản ứng của Ái Đạt nữa, hắn phải đánh lui bộ bộ cao. Tất cả ồ lên, giọng Đàm Hy Tùng cũng run run. Số 88, 350 triệu, anh chắc chứ? Vâng, 350 triệu lần thứ nhất, 350 triệu lần thứ hai. Cô ta quên cả khống chế tiết tấu báo giá, nhưng ánh mắt không quên nhìn Tô Tân Đông lúc này đã bỏ biển xuống bàn, còn phía bộ bộ cao vẫn trao đổi. 350 vạn lần thứ 3. Giọng Đàm Hy Tùng cao vút lên, một đại biểu doanh nghiệp phía dưới đột nhiên cảm giác có nước nhỏ vào miệng ông ta. Số 88, dành Tiêu Vương với giá 350 triệu, chúc mừng điện khí, Khoa Vương. Đàm Hy Tùng bây giờ mới cúi xuống nhìn tên doanh nghiệp này. Điện khí Khoa Vương. Thành phố Hải Châu, cùng thành phố với điện tử Ái Đạt. Cô ta đánh mắt cho trợ thủ mang tư liệu chi tiết của Khoa Vương lên, trước đó cô ta chỉ nghiên cứu mấy doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh Tiêu Vương nhất như Ái Đạt, Bộ Bô Cao, Tân Khoa, Rượu Đường Hà. Trong hội trường tất cả mọi người đều đứng dậy, tiếng vỗ tay như sấm rền, mặc dù rất nhiều người cảm thấy khó tin con số Khoa Vương báo ra, Tô Tân Đông cũng không thể mất khí độ cũng đứng dậy hướng Khoa Vương vỗ tay. Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy đáp tạ lời chúc mừng của mọi người, nhưng niềm vui không che lấp được nghi hoặc lớn trong lòng Tạ Kiếm Nam, Tô Tân Đông từ đầu tới cuối không giơ biển. Xuyên qua khe hở đám đông hắn nhìn thấy Trương Khắc bình tĩnh gần như tới mức lạnh lùng ngồi trên ghế, khóe môi mang một nụ cười. Nụ cười đó như một bóng ma lớn tức thì bao phủ lấy Tạ Kiếm Nam. Tương ứng với cảnh sục sôi bên trong hội trường, các phóng viên của báo, truyền hình bên ngoài cũng kích động không thôi. Khoa Vương ra giá 350 triệu đoạt Tiêu Vương vượt xa mọi dự đoán của giới truyền thông, điện tử Ái Đạt suốt cả buổi không giơ biển. Nghe đồn tổng giám đốc của Ái Đạt còn ngủ gật trong cuộc đấu giá, mà trước đó cao tầng thị trường Ái Đạt tập thể nhảy sang Khoa Vương, tất cả dễ làm người ta liên tưởng tới một vở hí kịch. Mặc dù trước đại hội rất nhiều truyền thông đã phỏng vấn Lưu Minh Huy, nhưng giờ mới có thể khẳng định đây là điểm nóng nhất trong một loạt bài Tiêu Vương. Đoàn đội cạnh tranh của Ái Đạt trước đại hội phản bội hàng địch. Đã tạo nên con ngựa ô Khoa Vương trước đó không hề được ai hay biết. Điện tử Ái Đạt, nghe đồn mang lượng hối phiếu ngân hàng cực lớn tới Bắc Kinh. Không ngờ cả buổi không giơ biển, đằng sau đó ẩn chứa nội tình lớn thế nào. Đám ký giả vốn đầy lòng hiếu kỳ như bị người ta gãi đúng chỗ ngứa, hưng phấn vô cùng. Huống chi Ái Đạt và Khoa Vương đều là doanh nghiệp cùng một thành phố. Trong thời gian nghỉ trưa của đại hội, các phóng viên mở thật to mắt nhìn đại biểu doanh nghiệp nối nhau rời hội trường. Chỉ sợ lọt mất nhân vật có giá trị. Lúc này các phóng viên phát hiện phóng viên của DTHTW đã ở bên trong bao vây lấy đại biểu của Khoa Vương, Ái Đạt, bộ bộ cao phỏng vấn rồi, bọn họ lớn tiếng kháng nghị hành vi đặc quyền này của DTHTW. Nhân viên bảo vệ DTHTW tất nhiên mặc xác bọn họ la lối phản đối, người phụ trách trận tự hội trường thấy phóng viên bên ngoài phản đối ẩn ý cũng không đứng ra giải thích gì hết, trực tiếp điều thêm bảo vệ bên ngoài vào ngăn đường ra vào hội trường. Ái Đạt trong ra tay giành lấy quảng cáo trong giờ Hoàng Kim không có nghĩa là trong năm tới không hợp tác với DTHTW, buổi chiều cạnh tranh thời gian quảng cáo khác, Tô Tân Đông không cần ngủ gật nữa. Lần này Trương Khắc dẫn bao nhiêu người tới như thế là đều có phân công. Tô Tân Đông là đại biểu chính thức ứng phó với giới truyền thông. Tạ Vãn Tình là một trong số chủ đằng sau của Ái Đạt tiếp xúc với cao tầng DTH, hiệp đàm việc hợp tác tuyên truyền năm sau, Đàm Hy Tung là phụ nữ. Phụ nữ giao tiếp với nhau sẽ tốt hơn. Hứa Tư và Đinh Hòe sẽ hiệp đàm cụ thể chuyện xây nhà máy mắt đọc VCD với Ti, dù không sợ Philip ngáng đường, nhưng đành lừa được bọn họ lâu bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nên lấy danh nghĩa Việt Tú tiến hành hợp tác với Ti. Chuyện hấp dẫn nhất đã không còn, Hứa Tư, Đinh Hòe cùng Mã Hải Long rời hội trường, tới CTT, tiến hành viếng thăm chính thức. Tạ Vãn Tình và Lưu Hải Yến hôm qua đã tới gặp Đàm Hy Tùng, suốt cả buổi sáng cô ta đầy nghi vấn. Vì sao Ái Đạt không giơ biển? Nghe Tạ Vãn Tình mời dùng cơm trưa, tất nhiên là đồng ý, muốn tìm hiểu rõ ý đồ của Ái Đạt.
Đàm Hy Tùng thấy Ái Đạt không thể thiếu tiền, càng không thể xem nhẹ quảng cáo ở DTHTH, địa vị của Ái Đạt ở thị trường trong nước cũng chưa phải vững như bàn thạch. Tô Tân Đông vào một góc hội trường ứng phó với phóng viên DTHTW, bọn họ khá chậm chạp, còn chưa biết chuyện Lưu Minh Huy, còn hỏi mấy câu vô vị như tại sao không dơ biển. Tô Tân Đông chỉ đối phó qua loa cho có. Bên cạnh Trương Khác chỉ còn Phó Tuấn, y không vội rời khỏi hội trường. Nhìn đám Tạ Kiếm Nam được phóng viên DTH nhiệt tình phỏng vấn, Trương Khác chỉ coi như trò hay, tất nhiên không bỏ đi được. Lúc này tiếng cãi vã của phóng viên bên ngoài đã truyền vào, Trương Khác thiếu chút nữa ngửa mặt cười. Đừng nói là thập niên 90, dù mười mấy năm sau, DTHTW luôn giữ tác phong lão đại, làm phóng viên địa phương cực kỳ khó chịu. Khác thiếu gia, nghĩ tới chuyện gì vui thế? Phó Tuấn cảm thấy Trương Khác cười rất quỷ dị. Khoa Vương sẽ chết rất thảm. Trương Khác không che giấu nụ cười rạng rỡ của mình. Nghĩ tới cảnh đó anh có thấy buồn cười không? Phó Tuấn lắc đầu cười, Trương Khác không che giấu hắn chuyện gì, thực sự coi hắn là tâm phúc. Phó Tuấn tất nhiên biết mình phải làm gì, biết gì cũng không tìm hiểu sâu thêm, càng không nói cho người khác biết. Khoa Vương và Ái Đạt đều là doanh nghiệp của Hải Châu, xin hỏi Chủ tịch Tạ. Khoa Vương có phải đã thu được gợi mở rất lớn từ Ái Đạt không? Tạ Kiếm Nam thấy ánh đèn chiếu vào mình hơi mạnh, hơi quay đầu đi tránh, không ngờ nhìn thấy Trương Khác khoanh tay đứng cách đó không xa, đang cười nói rất vui vẻ với Phó Tuấn. Ái Đạt cả buổi sáng không dơ biển, như một bóng ma bao phủ toàn thân hắn, làm lòng tin của hắn xuất hiện dao động cực kỳ hiếm có, lúc này thấy Trương Khác cười vui tới quá mức, trong lòng này ra chút nóng nảy, rốt cuộc y đắc ý cái gì? Xin hỏi Chủ tịch Tạ. À, Tạ Kiếm Nam giật mình tỉnh lại, nhìn phóng viên đối diện đang tỏ ra nghi hoặc. Xin lỗi, cô có thể hỏi lại lần nữa không? Trần Tĩnh thấy Tạ Kiếm Nam không tập trung thì lấy làm lạ, quay đầu sang phía vừa rồi Tạ Kiếm Nam vừa nhìn, nụ cười của Trương Khác còn chưa biến mất, đúng là một nam nhân kỳ lạ. Trần Tĩnh không khỏi nhớ tới hôm đó trên đường cao tốc, Trương Khác đi chiếc Volvo đời mới nhất, bị Tạ Tử Gia ép đổi xe. Chắc chắn không có người nào đã vờ câm rồi lại còn đồng ý cho một cô gái xa lạ lấy xe mới tinh phóng như điên. Vậy mà Trương Khác lại làm thế. Tạ Tử Gia đùa ác ném hoa tai của cô vào ghế sau của y, liệu có nam nhân nào lại thản nhiên lấy nó đi tặng một cô gái xinh đẹp. Vậy mà Trương Khác cứ làm thế. Trần Tĩnh không tưởng tượng ra được sau khi Tạ Tử Gia biết sự thử có nổi khùng không, vô thức sờ chiếc hoa tai ở tai trái, Hứa Tư trả nó cho cô ở trạch viện cắt ra, phải rồi Hứa Tư đã đi đâu. Đương nhiên đối với Trương Khác, cô không chỉ có ấn tượng kỳ quái, nhớ lại những cuộc tiếp xúc gần đây, cảm thấy Trương Khác hơi hẹp hòi, không đủ phong độ. Đó là vì cô chỉ biết một phần chân tướng từ Tạ Kiếm Nam mới nghĩ như thế, rất nhiều chuyện Khoa Vương đã dự mưu từ trước đó lâu rồi. Ái Đạt cả sáng không dơ biển, lúc này Trương Khác lại cười rất tươi, cũng để lại thắc mắc lớn trong lòng Trần Tĩnh. Rất nhiều thứ bắt đầu từ sự tò mò. Có bài hát gì nhỉ? Tò mò giết chết con mèo. Chương 436, lâu rồi không làm việc tốt. Trương Khác nhìn thấy cảnh tượng ngoài hội trường hơi căng thẳng, ra hiệu cho Tô Tân Đông chú ý. Tô Tân Đông mau chóng nhận ra nhân viên DTHTW đang tranh chấp với phóng viên các báo, truyền hình khác. Ái Đạt không dơ biển, vậy không phải là đối tượng tuyên truyền của DTHTW nữa, phóng viên DTHTW không cần quấy rầy hắn lâu. Chớp mắt cái hắn đã hiểu ý Trương Khác, Tô Tân Đông nói. Xin lỗi. Bụng tôi rất đói, chắc sáng sớm chưa ăn thứ gì, chuyện phỏng vấn có thể để sau không? Không ngờ Tô Tân Đông lấy cớ đau đói từ chối phỏng vấn, làm hai phóng viên DTHTW ngớ ra rất lâu, Tô Tân Đông thu dọn đồ xong vẫn chưa tỉnh lại. Tô Tân Đông rất phóng khoáng đưa tay ra nói. Hy vọng các vị phóng viên viết vài lời hay cho Ái Đạt. Triệu Hải Chu đưa hai phần tài liệu cho họ. Đây là tài liệu về công ty chúng tôi, mong hai vị chịu khó xem qua. Hai phóng viên mở túi hồ sơ ra, thấy trừ một xấp giấy còn có một cái phong bì, hiểu ý nói. Được, chúng tôi sẽ nghiêm túc xem tài liệu của quý công ty. Đám phóng viên bên ngoài vừa thấy ba người Tô Tân Đông đi ra, từ thì gạt nhân viên DTHTW qua một bên, ùa tới bao vây lấy Tô Tân Đông. Xin hỏi ông có phải là Tổng Giám Đốc Tô của Điện tử Ái Đạt không? Tô Tân Đông tựa như hoàn toàn quên mất vừa rồi kêu đói bụng, miệng giữ nụ cười thân thiết nói. Vâng, tôi chính là Tô Tân Đông. Rồi chọn một vị trí tốt, cố gắng để có thật nhiều phóng viên vây quanh mình. Xin hỏi Giám đốc Tô, tôi nhìn thấy suốt cả buổi sáng Ái Đạt không dơ biển,
điều này khác rất xa dự liệu của giới truyền thông trước cuộc cạnh tranh. Không biết nguyên nhân là vì sao? Ái Đạt có phương án tuyên truyền quảng cáo định sẵn cả năm, cuộc cạnh tranh buổi sáng rất náo nhiệt, nhưng có chỗ không khớp với kế hoạch Ái Đạt định ra, nên buổi sáng tôi đành nhắm mắt dưỡng thần. Vì đại hội này, tối qua tôi hưng phấn không ngủ được, đáng nhẽ muốn ngủ một giấc cơ, nhưng như thế thì thất lễ quá. Tô Tân Đông cười ha hả, làm phóng viên xung quanh cũng cười theo. Thân là phóng viên, tố dưỡng nghề nghiệp là moi tin, nếu dễ dàng bỏ qua Tô Tân Đông như thế, hóa ra thành phóng viên đại nhân của DTHTW hết sao? Có phải Ái Đạt không dơ biển là do chuyện ông Lưu Minh Huy nhảy sang Khoa Vương không? Tôi thừa nhận ông Lưu là giám đốc trình độ năng lực cao, nhưng ông ta rời đi không ảnh hưởng chút nào tới Ái Đạt, cũng không gây tổn thất gì. Ái Đạt không thể vì một bộ phận người mà bỏ kế hoạch cả năm. Tô Tân Đông bình tĩnh đáp. Liệu có phải ông Lưu mang phương án của Ái Đạt sang Khoa Vương, làm hỏng kế hoạch của Ái Đạt, cho nên bị ép bỏ cơ hội cạnh tranh này? Phải chăng Ái Đạt có lời gì khó nói trong việc này? Lời khó nói. Tô Tân Đông cười, câu hỏi này quá hợp ý hắn rồi, có điều hắn vẫn chú ý ngôn từ, ít nhất không để thành phố phát giác ra bọn họ trực tiếp công kích Khoa Vương. Trí tưởng tượng của bạn phóng viên này rất tốt, Ái Đạt không có lời gì khó nói cả, Khoa Vương là một doanh nghiệp muốn làm lớn, tôi đại biểu Ái Đạt chúc mừng thành công bước đầu của họ. Vậy là giám đốc Tô không phủ nhận. Tôi không thừa nhận. Chơi trò ngôn từ, Tô Tân Đông chẳng kém ai, còn kéo dài bài viết ra sao là chuyện bọn họ. Theo dự đoán của một số báo chí, hiện giờ Ái Đạt thực lực tài chính hùng hậu, cho dù có nhân viên cao cấp dẫn người phản bội, Ái Đạt vẫn có thực lực đoạt Tiêu Vương. Vì sao Ái Đạt chọn từ bỏ? Tô Tân Đông giữ nụ cười thân thiết, giới truyền thông đã thừa nhận đây mới là chân tướng rồi, đối với người thích viết bài éo le lay động lòng người đó, trừ một số tờ báo sẽ bị DTHTW ảnh hưởng làm giảm bớt sự thực này, tin rằng đa phần tờ báo sẽ hào hứng góp vui. Tô Tân Đông nhìn thấy Trương Khác đứng trong đội ngũ phóng viên hỗn loạn cười rất quỷ dị, trả lời câu hỏi vừa rồi. Tôi đã nói Ái Đạt không vì một bộ phận nào đó bỏ đi mà bị tổn thất. Quảng cáo là điều cần thiết, nếu không nỗ lực của Ái Đạt không ai biết đến. Nhưng Ái Đạt càng muốn đem tiền tiêu ở chỗ thực tế, quan niệm kinh doanh của Ái Đạt là cuộc sống mới, lựa chọn mới, cải thiện cuộc sống của mọi người là mục tiêu lớn nhất của Ái Đạt. Chúng tôi sẽ làm ra sản phẩm mới hơn nữa, tốt hơn nữa, đó là phương hướng nỗ lực của chúng tôi. Trương Khác thì thầm với Phó Tuấn. Cái miệng lão Tô dẻo thật, tôi thấy Chu Du tới cũng chưa chắc đã nói hay hơn được. Phóng viên được phái tới Bắc Kinh tham gia đại hội này có thể nói đều là tinh anh trong nghề, lập tức có người tám lấy lời nói của Tô Tân Đông hỏi. Chẳng lẽ Ái Đạt không muốn làm ra nhiều sản phẩm hơn nữa, để càng thêm nhiều người biết được nỗ lực của Ái Đạt sao? Mọi người đều hiểu ý phóng viên này là, Ái Đạt nên chiếm lấy Tiêu Vương, để càng nhiều người biết được sản phẩm của Ái Đạt. Tô Tân Đông còn chưa kịp trả lời, Trương Khác đã học giọng điệu phóng viên hỏi. Giám đốc Tô, lông dê ở trên mình dê. Nếu Ái Đạt bỏ ra mấy trăm triệu cạnh tranh Tiêu Vương, cuối cùng số tiền này tính vào sản phẩm sẽ do người tiêu dùng gánh vác, đây có phải là điều quá bất công với người tiêu dùng không? Trương Khác trước ngực đeo thẻ rất giống thẻ DTHTW phát cho phóng viên xung quanh thấy câu này của y có lý, đều chĩa micro về phía Tô Tân Đông. Tô Tân Đông không trực tiếp khẳng định nghi vấn của Trương Khác được, như thế là công kích vào Tiêu Vương, hắn hơi hợt đáp. Xí nghiệp lấy lợi nhuận làm mục đích. Bất kể là làm ra nhiều sản phẩm tốt hơn, hay mới hơn, đều là hy vọng xí nghiệp có thể sinh tồn, có lợi nhuận. Còn về suy diễn ra sao tất nhiên tùy người ta rồi. Tạ Kiếm Nam lúc tiếp nhận vẫn luôn chú ý tới người của Ái Đạt, đã nhận ra tình hình bên này. Tạ Kiếm Nam khá hiểu thao tác truyền thông, nhưng buổi tra phỏng vấn, nhanh nhất cũng phải đợi tới báo tối mới đăng tin. Sau khi kết thúc đại hội, DTHTW sẽ cho đăng trên tin tức thời sự. Nhưng chỉ là tin tức đơn giản, tin tức thực sự có tính khuynh hướng quá nửa do báo giấy cho đăng, như vậy phải đợi tới sáng mai. Nếu là lập nên một hướng suy nghĩ nào đó vào báo tối, ví như làm người đọc đồng tình với Ái Đạt bị Lưu Minh Huy phản bội, khiển trách Khoa Vương, lập trường này rất có thể tiếp tục được duy trì, Khoa Vương dù có tốn công lớn cũng chưa chắc đính chính lại được. Vừa thấy Tô Tân Đông ra khỏi cửa bị phóng viên vây lấy, Tạ Kiếm Nam lập tức có lo lắng này. Nhưng hắn không thể bỏ phóng viên DTHTW lại được, nhỏ giọng bảo Trần Tĩnh ra ngoài, nghe xem Tô Tân Đông nói gì, nếu quá đáng thì lập tức triệu tập báo chí Thanh Minh cùng phản kích. Tô Tân Đông người tầm trung, bị phóng viên vây quanh tất nhiên không nhìn thấy Trần Tĩnh, Trương Khác cũng không nhìn thấy.
Câu trả lời của Tô Tân Đông tuy có chút khuynh hướng, có chút ám thị, nhưng vẫn còn kiềm chế. Câu hỏi của Trương Khác làm Trần Tĩnh giận tím mặt, đây rõ ràng là lời công kích Ái Đạt. Cái gọi là lông dê trên mình dê, tức là Khoa Vương lấy 350 triệu mua Tiêu Vương, cuối cùng sẽ do người tiêu dùng phải chịu. Nếu có phóng viên hỏi thế, có lẽ Trần Tĩnh sẽ tán đồng, nhưng người hỏi là Trương Khác, cô thầm rủa một câu, đồ tiểu nhân. Lời tiếp theo không cần nghe nữa, quay lại hội trường. Nhưng có phóng viên vòng ngoài nhận ra cô ta là đại biểu của Khoa Vương, nhưng Tô Tân Đông đang trả lời rất đặc sắc, không ai muốn tím lấy cô ta phỏng vấn, có điều chi tiết này có thể phát triển, nó cho thấy hai bên thủ án rất sâu, dù đối phương phỏng vấn cũng đề phòng. Trần Tĩnh quay vào trong Trương Khác mới nhìn thấy, vỗ trán nói với Phó Tuấn. Thế là thành tiểu nhân rồi. Nhưng bật cười nói tiếp. Ha ha, mà có phải là lần một lần hai nữa đâu. Sau khi DTHTW kết thúc quảng cáo, Trần Tĩnh đem chuyện Trương Khác đâm sau lưng cho Tạ Kiếm Nam nghe, hắn cau mày lại, Lưu Minh Huy thì nói. Ái Đạt có lẽ khống chế được một hai tờ báo viết bậy, nhưng các tờ báo khác sẽ giữ nhất trí cao độ với DTHTW. Tạ Kiếm Nam thấy phóng viên bên ngoài tựa hồ đang đợi bọn họ, mặc dù biết sẽ gặp phải chất vấn, nhưng vẫn đi ra, nếu không báo tối hôm nay sẽ có nguy hiểm nhất định. Tô Tân Đông thấy đoàn người Tạ Kiếm Nam đi tới, nới với các phóng viên. Nhân vật chính tới rồi, các bạn thả cho chúng tôi đi ăn cơm chứ. Các phóng viên đều cười rộng lượng, nếu không bọn họ cũng rơi vào mâu thuẫn, tiếp tục theo Tô Tân Đông đào sâu thêm vấn đề hay phỏng vấn Tân Tiêu Vương. Nhìn các phóng viên ùn ùn kéo tới, Tạ Kiếm Nam mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn nở nụ cười, nhìn thấy Trương Khác và Phó Tuấn xen lẫn trong đám đông, sắc mặt trở nên khó coi. Quả nhiên Tạ Kiếm Nam trả lời tới câu thứ ba thì bị Trương Khác nắm được cơ hội làm khó. Nghe nói ông Lưu Minh Huy dẫn chủ quản cao cấp của Ái Đạt đầu quân cho Khoa Vương. Khi tranh đoạt được Tiêu Vương, Khoa Vương có lợi dụng điều này chiếm lấy thị trường của Ái Đạt không? Đó gọi là đâm một đao ngại gì không đâm thêm một đao nữa, Khoa Vương có làm thế không? Lưu Minh Huy hổ thẹn cúi đầu xuống không dám nhìn Trương Khác. Tạ Kiếm Nam mắt thoáng qua một tia lửa, hỏi lại. Xin hỏi bạn phóng viên này là người của báo nào, tôi nhìn không rõ. Trương Khác đưa thẻ bài tới. Tôi là Giản Chí Khang phóng viên Nhật Báo Kiến Nghiệp, ông Tạ có gì nghi vấn sao? Giản Chí Khang là bạn học của Chu Tiểu Quân, là phóng viên đặc phái của Nhật Báo Kiến Nghiệp tới Bắc Kinh, nhưng giờ bị ép đi du lịch cố cung rồi. Trương Khác đồng ý cho hắn một buổi phỏng vấn riêng, nên kiếm được cái thẻ này. Tạ Kiếm Nam đương nhiên cũng không muốn hiện trường biến thành trò hề. Câu hỏi khiêu khích và phá đám của Trương Khác làm các phóng viên khác vô cùng thống khoái, kiên nhẫn đợi Tạ Kiếm Nam trả lời. Tạ Kiếm Nam tức bầm gan tím ruột, nhưng hắn chơi người ta phải chấp nhận người ta chơi lại, hiện giờ hóa giải khốn cảnh này mới là quan trọng nhất. Tạ Kiếm Nam nhanh chóng bình tĩnh lại, đáp. Khoa Vương và Ái Đạt đều là xí nghiệp dân doanh chính phủ Hải Châu trọng điểm nâng đỡ, được cổ vũ cạnh tranh công bằng, điều này có lợi cho nâng cao sức cạnh tranh của xí nghiệp, cạnh tranh chưa bao giờ là chuyện xấu. Câu hỏi của bạn phóng viên này tôi chỉ có thể trả lời, Khoa Vương cạnh tranh một cách hợp pháp, đúng quy tắc thương nghiệp với Ái Đạt. Ái Đạt làm rất xuất sắc, Khoa Vương muốn đuổi kịp, tất nhiên đặt Ái Đạt làm mục tiêu, chúng tôi không quên một năm trước Ái Đạt là một doanh nghiệp rất nhỏ, điều này làm chúng tôi tự tin vượt qua Ái Đạt. Tài ăn nói của Tạ Kiếm Nam đúng là hạng nhất, còn mập mờ lấy Chu Phú Minh ra trấn áp dọa dẫm, thấy các phóng viên khác gần như bị hắn làm mê hoặc, không để lỡ thời cơ Trương Khác hỏi thêm một câu. Giám đốc Tạ có cho rằng vào thời khắc quan trọng thông qua việc lôi kéo người của đối thủ để lấy tin tức thương nghiệp, có phù hợp với đạo đức thương nghiệp không? Câu này không khác gì câu trước đó, xin mời người tiếp theo. Tạ Kiếm Nam không dây dưa với y nữa, lờ đi luôn. Trong mắt Trần Tĩnh, hành động của Trương Khác là vô lý và gây rối, cô ta chừng đôi mắt cực đẹp lên nhìn y. Trương Khác thì đáp lại bằng nụ cười hờ hững, y ở đây không phải là để phá rối. Mà là cảnh cáo Tạ Kiếm Nam nếu muốn lợi dụng đám người Lưu Minh Huy chiếm lấy thị trường Hoa Trung, Hoa Nam thì Ái Đạt sẽ không ngồi yên. Trương Khác và Phó Tuấn rời đi, đợi các phóng viên chú ý hết về phía Tạ Kiếm Nam mới đi hội họp với đám Tô Tân Đông cùng ăn cơm trưa. Trong mắt Tạ Kiếm Nam, giá trị của đám Lưu Minh Huy là thông qua mạng lưới tiêu thụ Ái Đạt đã kiến thiết trước đó, cướp lấy làm của mình. Đương nhiên chỉ dựa vào bọn họ là không đủ, song có thêm hào quang Tiêu Vương thì có thể làm được. Đoạt được một bộ phận này, phá vỡ mạng lưới tiêu thụ hoàn chỉnh của Ái Đạt chỉ là một phần, quan trọng hơn khiến Ái Đạt phải trả lại tiền đảm bảo, từ đó gặp áp lực tài chính lưu động,
dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền xấu, đó mới là cục diện Tạ Kiếm Nam muốn thấy. Đây vốn là một mâu thuẫn ngay từ đầu đã cực kỳ gay gắt và không thể điều hòa, phản ứng của Trương Khắc làm Tạ Kiếm Nam ý thức được Trương Khắc hiểu rõ hậu quả. Tạ Kiếm Nam thầm nghĩ, muốn tới thì tới đi. Nhưng Tạ Kiếm Nam vẫn thắc mắc, vì sao Ái Đạt không có chiếm lấy Tiêu Vương, hay là sau khi từ bỏ mới ý thức được hậu quả nghiêm trọng đó. Điều này là không thể. Vì không để lỡ cuộc cạnh tranh buổi chiều, bọn họ tới hiệu KFC tương đối vắng gần đó DTHTW, những nơi khác chật kín người rồi. Đang chuẩn bị ăn thì Tạ Vãn Tình gọi điện tới, bảo bọn họ đến nhà phòng ăn nhỏ của DTHTW, đó là phòng ăn phục vụ cho cao tầng DTHTW. Tới nơi, thấy Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh cùng những đại biểu của doanh nghiệp cạnh tranh được 5 giây quảng cáo ở giờ Hoàng Kim đều ở đó. Tạ Vãn Tình và Lưu Hải Yến đợi đám Trương khác tới ăn cơm. DTHTW không keo kiệt một bữa cơm không cho, Đàm Hy Tùng trước khi đi đã đánh tiếng với phục vụ, Trương khác tới chọn một bàn ở chỗ hẻo lánh, bảo Lưu Hải Yến và Triệu Hải Chu ghé đầu tới. Ăn cơm xong hai người giúp tôi làm một trò xấu. Tạ Vãn Tình ôm đầu, đến thua sự thẳng thắn của Trương khác. Vì làm người Tạ ra đau lòng, em có thể làm mọi chuyện. Trương khác mặt mày rất thiếu nghiêm túc nói. Năm ngoái chúng ta đoạt được Tiêu Vương còn đàm phán với DTHTW. Hai người len lén tiết lộ ra cho tôi, đừng để người thật thà bị thiệt. Tạ Kiếm Nam đương nhiên không thể ném ra 350 triệu vì 5 giây quảng cáo, chắc chắn hắn biết cuộc đàm phán của Ái Đạt năm ngoái qua Lưu Minh Huy, chuẩn bị đầy đủ mặc cả với DTHTW. DTHTW cũng chuẩn bị đưa những đoạn quảng cáo thứ yếu khác ra bù đắp, nhưng nơi này thêm nơi khác ít, Khoa Vương thêm thì 12 doanh nghiệp kia sẽ ít đi, ít nhiều ra sao phải xem trình độ đàm phán của các bên. Trương khác chỉ sợ các doanh nghiệp khác không biết tình hình chân thực, nên bảo Lưu Hải Yến, Triệu Hải Chu lén truyền tin tức ra, để bọn họ tranh với Khoa Vương. Khi Tạ Kiếm Nam tự cho rằng tin tức bí mật có được từ Lưu Minh Huy lại thành bí mật ai ai cũng biết, không biết mặt hắn thế nào. Lúc này không thể tới trước mặt hắn nói thẳng bí mật ra, thật đáng tiếc. Đại hội Tiêu Vương lần thứ 3 của DTHTW thành công huy hoàng, vị trí của Đàm Hy Tùng hẳn mau chóng thành quả đào mật ai ai cũng thèm. Làm như thế cho dù truyền tới tai cô ta chắc cũng không có vấn đề nhiều lắm. Có điều gây phiền phức cho người khác là chuyện thiếu đạo đức, cố gắng không để người khác biết thì hơn. Nghe Trương khác sai hai người kia lén lút đi làm trò xấu, Tạ Vãn Tình chỉ lườm y một cái, từ lúc Tạ Kiếm Nam lôi kéo đám Lưu Minh Huy sang vào đúng lúc quan trọng, cô hoàn toàn không dung tình với bọn họ được nữa. Nếu chẳng phải vô tình thấy nhân viên tiêu thụ của Ái Đạt đi cùng Tạ Chiêm, nếu chẳng phải vì nhận ra Lưu Minh Huy tâm tư bất ổn, thì lúc này điện tử Ái Đạt sẽ vô cùng thảm, cho dù đã biết trước, phòng thị trường vẫn dẫn hỗn loạn, chỉ trong 5 ngày, Dương Vân đã phải chạy đi cấp cứu khu Hoa Nam 3 lần. Đối phương đã muốn dồn mình vào đường cùng, nếu vẫn nể nang thì không phải là rộng lượng mà là ngu xuẩn. Buổi chiều chỉ cạnh tranh thời gian quảng cáo thứ yếu, Trương khác không cần ở lại đây nữa, nhưng đám Lưu Hải Yến, Triệu Hải Chu không có nhiều thời gian rảnh tiếp đám Trương khác, đi hưởng thụ bữa cơm do DTH đặc biệt chuẩn bị cho họ. Trương khác vừa ăn vừa nói với Tô Tân Đông. Hiện mạng lưới tiêu thụ của Khoa Vương còn yếu, một tháng mới tiêu thụ được 1 vạn chiếc, với không gian lợi nhuận thế này, lượng tiêu thụ của Khoa Vương phải đạt trên 10 vạn mới cân bằng được chi phí. Bọn chúng nhất định sẽ mau chóng nâng cấp mạng lưới tiêu thụ. Còn chúng ta, giữ vững mạng lưới tiêu thụ là một bước quan trọng, Khoa Vương nhất định sẽ nhắm vào điểm này, chúng ta cần chuẩn bị trước, chỉ cần bọn chúng không chiếm được mạng lưới tiêu thụ của chúng ta, bọn chúng sẽ gặp khó khăn. Tô Tân Đông rất tán đồng với phán đoán của Trương khác. Mạng lưới tiêu thụ không phải có thể khai thác vô hạn chế, Khoa Vương không cướp được của chúng ta, ắt đi cướp của doanh nghiệp khác, đồng thời bọn chúng sẽ học chúng ta thu tiền đảm bảo, nếu không tài chính lưu động của bọn chúng rất thiếu hụt. Tôi thấy sau đại chiến quảng cáo, sản nghiệp đầu đĩa sẽ mau chóng chuyển sang cuộc chiến sinh tồn. Đây là xu thế tất yếu thôi, chỉ có Ái Đạt mau chóng suy sụp, nhường ra một miếng bánh lớn, mới làm cục diện này không xuất hiện. Trương khác cười khì khì. Tiếc quá, đã nhiều năm rồi tôi không làm việc tốt. Chương 437, nghi vấn trùng trùng. Khái niệm Tiêu Vương là thủ đoạn thị trường của DTHTW, là cuộc tuyên truyền CF cấp hoa lệ mà DTH cho người đạt được nó, Tiêu Vương càng lung linh, DTH có được lợi ích càng lớn. Câu này Lưu Minh Huy nghe được từ chỗ Trương khác, đương nhiên vì nâng cao giá trị bản thân, hắn tự nhận là lĩnh ngộ của bản thân, đây là điều thường tình của con người thôi. Tạ Kiếm Nam không thể không thừa nhận,
Lưu Minh Huy mặc dù có chút thiếu sót khí độ, nhưng kiến thức về thao tác thị trường có chỗ còn sâu sắc hơn y. Trần Tĩnh thì cũng chỉ mới tiếp xúc với Lưu Minh Huy sau lần trở về từ Hong Kong, năm ngoái cô tốt nghiệp Đại học Thương mại nổi tiếng nhất của châu Âu, có lý luận kinh tế rất cao, nhưng tình hình thực tế trong nước làm cô hoang mang, kiến thức không thể áp dụng được vào thực tế công tác, làm cô không có đất dụng võ. Sau vài lần giao lưu với Lưu Minh Huy, một số vấn đề khiến cô băn khoăn được làm sáng tỏ, cô hết sức khâm khâm phục hắn. Bất kể xuất phát từ nhu cầu nào, Lưu Minh Huy cũng sẽ không đề cao hình tượng của Trương Khác, đem huy hoàng của Ái Đạt Quy cho những tinh anh như Đinh Hòe nghiên cứu, Lỗ Khanh Sinh sản xuất, Tương Vi tài vụ, Chu Du, Dương Vân. Tất nhiên cả hắn, lo thị trường, Tô Tân Đông nắm toàn cục, nên mới có Ái Đạt. Trước kia đám Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Triệu Cẩm Vinh đều cảm thấy khó tin về thành công của Ái Đạt, dùng đủ các loại phương thức điều tra cầm hồ, loại điều tra này làm bọn họ nhìn Trương Khác mông lung như ngắm hoa trong sương. Hành vi lời nói của Trương Khác làm người ta nghi hoặc, là tên hoàn khố thì quá phô trương, vệ sĩ, xe hơi, trợ lý tư, quanh quẩn giữa các mỹ nhân. Là một ông chủ nắm số tài sản cực lớn thì lại quá im ắng. Xã hội hiện đại, một người lý trí bình thường không thể sùng bái vô hạn một đồng loại. Bọn họ phải tìm một lời giải thích hợp lý cho thành công của cầm hồ. Lời của Lưu Minh Huy phù hợp với đáp án bọn họ cần, Trương Khác ít tuổi chứng chặt là đúng, có tài hoa không phải giả, nhưng thành công lớn nhất là do y may mắn có được toàn trợ thủ là tinh anh trong nghề. Lưu Minh Huy là nguyên lão trong thời sáng lập Ái Đạt, Trương Khác cũng không thể phủ nhận điều này, Đinh Hòe, Tô Tân Đông đều được hắn mời từ Vạn Yến sang. Vậy mà Lưu Minh Huy chỉ được phụ trách một phòng ban. Trần Tĩnh cho rằng Lưu Minh Huy ở Ái Đạt ủy khuất tài năng, Trương Khác không có tư cách oán trách hắn, chuyện Lưu Minh Huy bỏ đi tìm nơi khác là thường tình. Đương nhiên Trần Tĩnh tiếp xúc với Lưu Minh Huy cũng chỉ được vài ngày, có điều vài ngày thôi làm nhận thức của cô về Trương Khác thêm phức tạp, một thanh niên có tài hoa thương nghiệp hiếm có, một khuôn mặt mê hoặc với phụ nữ, nếu như không quá hẹp hòi như thế. Biểu hiện của Trương Khác ngày hôm nay làm cô hết sức thất vọng, hụt hẫng. Hôm đó Trương Khác từ Hong Kong về, nói gì với anh ở trong văn phòng. Tới giờ hẹn với Đàm Hy Tùng, Tạ Kiếm Nam đứng dậy dọn dẹp tài liệu tựa như vô tình hỏi một câu. Lưu Minh Huy thầm giật mình, nhớ lại câu nói của Trương Khác hôm đó, nếu tôi không từ Hong Kong trở về, đám người Khoa Vương sao biết tầm quan trọng của anh với Ái Đạt. Anh cống hiến cho Ái Đạt nhiều như thế, đây là món quà tôi tặng anh. Tất nhiên hắn không thể nói thật được, gượng cười đáp. Chẳng qua là mấy lời giữ lại, cuối cùng là trở mặt. Hành vi của Trương Khác hôm nay chắc anh cũng thấy rồi. Ồ, Tạ Kiếm Nam cười, biểu hiện của Trương Khác hôm nay chứng tỏ Lưu Minh Huy bỏ đi chọc vào chỗ đau của Ái Đạt. DTHTW liệu có nhượng bộ không? Trần Tĩnh không còn hứng thú tìm hiểu về Trương Khác nữa, hỏi sang chuyện mặc cả với DTHTW, cô vẫn không thấy chắc lắm. Đó là điều tất nhiên. Tạ Kiếm Nam trả lời, hắn rất tán đồng lời của Lưu Minh Huy, từ ý nghĩa nào đó. DTHTW hy vọng xí nghiệp đoạt được Tiêu Vương có kỳ tích thị trường hơn bất kỳ ai, để doanh nghiệp toàn quốc nhìn thấy ma lực của Tiêu Vương. Hắn đưa tay ra thân mật bẹo má Trần Tĩnh. DTHTW tuyệt đối không làm việc đập bể chiêu bài của mình đâu. Đáng tiếc Tạ Kiếm Nam không biết lần này đối thủ của hắn không phải chỉ có Đàm Hy Tùng, mà vẫn là Trương Khác ẩn nấp đằng sau. Nếu 12 doanh nghiệp kia không biết trong DTHTW còn có thể mặc cả, nhất định sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Tiêu Vương ở mức tối đa, thậm chí không cần Tạ Kiếm Nam nỗ lực. Hiện giờ ai chả muốn có được nhiều tài nguyên quảng cáo hơn nữa. Còn có khóc mẹ mới cho bú, đạo lý nông cạn này làm sao bọn họ không biết cho được. Đàm Hy Túng tính xử lý xong việc ở bên này rồi sẽ tới hội trường một chút, lời phát biểu kết thúc đã chuẩn bị xong, nhưng cục diện làm cho cô ta điên đầu, 13 doanh nghiệp đều nắm lấy thóp của DTHTW không buông. Đàm Hy Tùng đành trì hoãn cuộc họp báo an bài lúc hoàng hôn, nhưng đàm phán với 13 doanh nghiệp, cho dù một tháng chưa chắc ra đâu vào đâu. Cuối cùng giám đốc DTH đích thân quyết định, chặn lại một số quãng thời gian quảng cáo đưa ra đấu giá buổi chiều chia cho 13 doanh nghiệp kia, còn chưa thế nào do ban tin tức quảng cáo quyết định, nên bên doanh nghiệp không chịu thỏa hiệp, bên DTH thả bỏ hiệp nghị với doanh nghiệp đó. Đương nhiên DTHTW mạnh tay như vậy là do buổi trưa Đàm Hy Tùng và Tạ Vãn Tình cùng ăn cơm trưa, Tạ Vãn Tình biểu thị hoài nghi với thực lực tài chính của Khoa Vương, ám thị Khoa Vương một khi không có thực lực hợp tác với DTHTW, Ái Đạt sẵn sàng thay thế, phương án hợp tác như cũ, Ái Đạt có thể trả giá trên 200 triệu. Xuất hiện cục diện này, Đàm Hy Tùng không thể không hoài nghi Ái Đạt,
nhưng quản lý cao cấp của Ái Đạt bị lôi kéo sang Khoa Vương cũng là một sự thực, các doanh nghiệp khác không phải không có người thông minh. Đàm Hy Tùng chỉ đành cứng rắn yêu cầu Khoa Vương chấp nhận phương án hợp tác giữa DTHTW và Ái Đạt, nếu không cô ta không thể trấn áp cục diện hôm nay. Nhưng Ái Đạt chỉ bỏ ra 8.000 vạn, còn Khoa Vương bỏ ra tận 350 triệu, sao có thể dùng cùng một loại phương án, điều này khác xa so kỳ vọng của đám Tạ Kiếm Nam, tới 5 giờ chiều DTHTW mới chịu nhượng bộ ở phương thức chi trả. Khoa Vương trả tiền theo từng tháng, thanh toán hoàn toàn trước Đại hội Tiêu Vương năm sau. Phương án này hóa giải một chút áp lực tài chính tiền kỳ của Khoa Vương. DTHTW không sợ có doanh nghiệp nào quyền nợ, đương nhiên nếu doanh nghiệp đó phá sản thì khác. Khoa Vương phải nới lỏng điều kiện, 12 doanh nghiệp còn lại có tiêu chuẩn thao chiếu, DTHTW bù đắp nhiều hơn suy nghĩ của bọn họ, đều vui vẻ ký hợp đồng. Đàm Hy Tùng thở phào, lau mồ hôi trên trán, nghĩ năm sau phải đề phòng tình huống này, năm ngoái bị Ái Đạt làm trở tay không kịp rồi, năm nay càng náo loạn. Không ngờ rằng đây lại thành cái cớ về sau cô ta bị mất chức. Đàm Hy Tùng không có thời gian mà nghỉ, đại hội đã đi vào hồi kết, cô ta không chú ý được tới bên đó nữa, phải do một phó giám đốc DTH tới tọa trấn, cô ta đi an bài chuyện họp báo. Ba người Tạ Kiếm Nam trở về phòng khách quý DTH chuẩn bị cho bọn họ, một lúc sau Tạ Chiêm và Úc Bình từ ngoài vào, Tạ Chiêm oang oang nói. Thằng nhãi chưa mọc đủ lông đó, thật không biết nó đang có mưu đồ gì. Sao thế, cả chiều bọn chúng cũng không dơ biển à? Tạ Kiếm Nam ngạc nhiên hỏi, Ái Đạt không thể hoàn toàn bỏ quảng cáo trên DTHTW được. Bọn chúng có dơ biển, đoạn 30 giây quảng cáo đầu phim lúc 8 giờ, bọn chúng dơ biển đầu tiên, còn trực tiếp báo giá 26 triệu, con mẹ nó, quá tà môn, không ai dám dơ biển tranh với chúng. Tiếp theo Tân Khoa cũng như thế, trực tiếp ra giá cao không ai theo nổi. Ngoài ra Ái Đạt còn lấy quảng cáo tài trợ liên hoan cuối năm. Hoàn toàn không giống năm ngoái, Ái Đạt lấy được những đoạn quảng cáo trên với tổng giá 60 triệu. Tạ Chiêm buổi chiều đi xem Ái Đạt có động tĩnh gì, hội trường phẳng lặng như nước giếng, không khí kích động buổi sáng do Khoa Vương đạp qua xác kẻ thù xông lên bị Ái Đạt quét sạch. Chương 438, đợi chiêu sát thủ. Hắn không hiểu đạo lý trong đó, buổi sáng Ái Đạt im lặng không chỉ gây áp lực tâm lý cho Khoa Vương mà còn cho cả doanh nghiệp khác, buổi chiều Ái Đạt vừa ra tay là hô giá cao ngất ngường. Tỏ ý quyết tâm tới cùng, tất nhiên không ai dám tranh với Ái Đạt. Thực ra không phải hắn không hiểu mà là hắn không cam tâm. Tạ Kiếm vỗ vai Tạ Chiêm. Trương Khác là kẻ khó dây, không phải bây giờ anh mới biết, tiếp theo là lúc phải phấn chấn tinh thần lên, chuyện phải làm nhiều lắm, còn phải đề phòng y đâm sau lưng. Tôi nói trước như thế, đừng để tới lúc đó tôi ép mọi người quá đáng. Tạ Chiêm chửi bới. Mẹ nó lũ sản xuất linh kiện ở Hải Châu cùng một bọn với Ái Đạt. Mua cũng được, nhưng phải trả tiền trước, càng chẳng nói tới C, Q, T, Sony nữa, như thế ở khâu linh kiện, chúng ta không giành ra được đồng nào. Nói tới cái này là hắn nổi điên, trước kia hắn làm máy chơi game có nhà máy nào không cho 3 tháng thanh toán tiền hàng. Nhưng Ái Đạt với những nhà cung ứng đó đều tiền trao cháo mốc luôn, Khoa Vương chẳng lẽ đòi hỏi hơn được. Linh kiện phải mua trước 1 tháng, như thế chiếm dụng tài chính lưu động của chúng ta 1 tháng, tương ứng 100 triệu. Sau này sản lượng tăng lên 20 vạn chiếc, riêng tài chính lưu động đã cần 400 triệu. Trương Khác vì hỗ trợ ngành công nghiệp điện tử ở Hải Châu phát triển, không chỉ giúp đỡ kỹ thuật, còn cấm chỉ mua hàng nợ tiền. Ngoài ra khi khảo sát nhà cung ứng, trừ chất lượng, còn tham gia vào quản lý sản xuất, thúc đẩy những doanh nghiệp đó thăng cấp cùng Ái Đạt. Trừ chip giải mã, mắt đọc là hai linh kiện hạch tâm nhất, Hải Châu đã hình thành chuỗi cung ứng linh kiện hoàn thiện. Nếu Khoa Vương không muốn mượn chuỗi cung ứng này, phải tới Quảng Đông tìm nhà cung ứng, trước tiên chu kỳ cung cấp hàng tăng lên 7 ngày, vận chuyển khiến giá thành tăng cao, chất lượng cũng khó khống chế. Vậy nên sử dụng chuỗi cung ứng ở Hải Châu là chắc chắn, Tạ Kiếm Nam chống cằm nói. Như vậy chúng ta cần đề phòng Trương Khác giờ trò ở chuỗi cung ứng này, trước kia sản lượng ít còn dễ, giờ nếu Ái Đạt phơ hàng của chuỗi cung ứng, sẽ đủ chúng ta khóc vài ngày, không thể phụ thuộc vào mỗi Hải Châu được. Phải liên hệ cả với phía Sơn Đông. Trần Tĩnh về hơn một năm rồi, từng định tới Hải Thái công tác, về sau ở lại giúp cha, nhưng Trần Gia Thiện chỉ để cô đi thực tập, không cho cô cải cách gì hết, vì ông ta cho rằng con gái mình chưa đủ kinh nghiệm ứng phó với thị trường trong nước. Đại khái mấy ngày này Trần Tĩnh mới hiểu được chỗ hiểm ác thực sự trên thương trường. Tạ Chiêm gật gù. Điều này tôi biết, đã tiến hành phần nào rồi, tôi sẽ bỏ thời gian đi một chuyến, chỗ yếu nhất của chúng ta là bảng mạch.
cái này ái đạt tự thiết kế được. Bỏ qua chip giải mã, mắt đọc có thể nói trong ngành sản xuất đầu đĩa, vấn đề chất lượng chủ yếu nảy sinh ở tính ổn định và thiết kế bảng mạch. Sản xuất đầu đĩa hiện nay đã đơn giản hóa tới mức chỉ cần có tiền thuê vài ba nông dân cũng lắp được một cái, đơn giản thì đơn giản đấy, nhưng hậu quả rất rõ ràng, nó kiềm chế nhiệt tình đầu tư phát triển kỹ thuật của doanh nghiệp. Tạ Kiếm Nam phải thừa nhận, về kỹ thuật ái đạt có thực lực rất mạnh, nhưng hắn không cho rằng đó là nhân tố cạnh tranh quan trọng trong thị trường hiện nay. Giống số đông, hắn cho rằng marketing là vua, chẳng qua Khoa Vương đúng là cần tăng cường hơn ở phương diện này. Dù sao Khoa Vương đi sau ái đạt một năm, Tạ Kiếm Nam không vì điều này mà mất tự tin. Lúc này Tạ Kiếm Nam nhận ra không thấy Triệu Ti Minh đâu, liền hỏi Tạ Chiêm, Tạ Chiêm giang tay. Tôi và giám đốc Úc tới hội trường, không chú ý hắn đi đâu, hắn cũng không nói. Triệu Cẩm Vinh nhét con trai vào Khoa Vương là để rèn luyện kỳ vọng thành tài, dù sao Khoa Vương đặt trên đất Hải Châu, phải dựa vào địa đầu xà Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam tất nhiên phải giúp chiếu cố tốt cho con ông ta. Triệu Ti Minh nếu chẳng phải năm ngoái bị đuổi học nhốt vào trường cải tạo thanh thiếu niên một thời gian, giờ không chừng vẫn đang ở trường gây họa người khác, bị chỉnh như thế, trở nên ngoan ngoãn hơn một chút. Tạ Kiếm Nam vừa định gọi điện thì Triệu Ti Minh ở ngoài đẩy cửa đi vào. Cậu đi đâu đấy? À, đi mua báo, gần đây không có nên phải đi xa một chút. Triệu Ti Minh đưa một chồng báo ra. Tạm thời chỉ có hai tờ báo có bài đăng thôi. Nghĩ tới mua báo là tiến bộ so với trước kia rồi, Tạ Kiếm Nam cười nói. Tôi cũng đang muốn xem báo tối viết cuộc phỏng vấn chưa ra sao đây. Xem xong Tạ Kiếm Nam hối hận ngay, không nên xem cái này trước lễ họp báo mới đúng, báo Tề Lỗ còn đỡ một chút, Nhật báo Bắc Kinh không nể nang gì, viết bài cực lâm li bi đát, nửa bài viết nói về chuyện đám Lưu Minh Huy nhảy sang Khoa Vương, liên hệ ái đạt bỏ tranh Tiêu Vương liên hệ với sự trỗi dậy bất ngờ của Khoa Vương, nói Khoa Vương có hiểm nghi trộm cơ mật thương nghiệp của đối thủ. Nhật báo Bắc Kinh thuộc phòng tuyên truyền thành ủy Bắc Kinh, đám Tạ Kiếm Nam, Lưu Minh Huy chỉ tính đến nguồn lực quảng cáo của DTHTW, nhưng quên mất truyền thông địa phương có mưu cầu lợi ích riêng, không nhìn thấy những mâu thuẫn tồn tại giữa DTHTW và truyền thông địa phương. Ái đạt năm 96 đăng ký quảng cáo ở Nhật báo Bắc Kinh tới mấy chục vạn, khi Ái đạt và Khoa Vương tranh chấp, họ tất nhiên có lập trường của mình. Tạ Kiếm Nam nhớ lại lúc Khoa Vương đoạt Tiêu Vương, các đại biểu doanh nghiệp đứng dậy vỗ tay, chỉ có Trương Khác bình tĩnh như không ngồi cười, không ngờ chuyện xấu tới thật nhanh. Còn may, Tạ Kiếm Nam cố làm ra vẻ thoải mái rất phong độ nói. Nhà phân phối không vì cái gọi là đạo đức nghề nghiệp mơ hồ mà do dự, loại chuyện này không cần đi giải thích, càng dây dưa càng lọt vào bẫy của y. Cuộc họp báo liệu có phóng viên làm khó không? Trần Tĩnh lo lắng hỏi. Đó là cuộc họp báo của DTHTW, bọn họ không tự phá hỏng đâu. Tạ Kiếm Nam không lo lắng chuyện này, hắn đang suy tính có nên thành lập phòng ban chuyên ứng phó với truyền thông không? Đây là vũ khí sắc bén có thể tận dụng. Ở Ái Đạt năm ngoái chuyên môn để Tương Vi phụ trách phương diện này, nên khi đó Ái Đạt không lo có kẻ cố ý làm khó. Trương Khác biết cuộc họp báo tiếp theo không có phóng viên nào dám khiêu chiến quyền uy của DTHTW cố ý gây khó dễ cho Tạ Kiếm Nam, trả lại thẻ cho Giản Chí Khang. Trần Tín Sinh sau khi biết được tình hình gọi điện mới Trương Khác ăn cơm, Hứa Tư, Đinh Hòe, Mã Hải Long đang ở công ty ti bàn việc, cho nên đi cùng hắn tới chỗ ăn cơm luôn. Văn phòng khu Hoa Bắc có hai chiếc xe hơi, một để cho đám Tô Tân Đông, một buổi trưa Mã Hải Long chở Hứa Tư tới CTT, ba người Trương Khác bắt xa tới Tam Lý Chuân. Suốt cả ngày hôm nay trời nổi gió, vừa ra khỏi DTH nhiệt độ tụt giảm mạnh, Hải Châu lúc này nhiệt độ chừng 13, 14 độ, còn Bắc Kinh băng đã đóng kín mặt sông rồi, người cứ run cầm cập, chui vào xe lại thấy nóng. Mùa đông ở Bắc Kinh là thế đấy. Người phương Nam tới Bắc Kinh làm việc nếu không quen cách ăn mặc bên ngoài mặc áo khoác dày, bên trong mặc áo sơ mi mỏng, thì sẽ thấy ngoài phòng lạnh, trong phòng nóng. Tới quán ăn Nhật hôm nọ, nhóm Trần Tín Sinh, Hứa Tư đều đã ở đó rồi, Trương Khác từ xe ra lạnh muốn đóng băng luôn, trong phòng tuy có lò sưởi, ngồi một lúc chưa hồi phục lại. Tôi rất kỳ vọng năm tới Ái Đạt duy trì được huy hoàng của năm qua. Trần Tín Sinh mời mọi người vào chỗ. Chiều này của Ái Đạt rất đẹp. Tôi cho rằng anh còn tiếp tục đợi chứ. Trương Khác xoa xoa tay, ngồi xuống bên Hứa Tư, hỏi. Chiêu nào của chúng tôi đẹp? Xử lý sự kiện chuyển công ty, cả sáng không dơ biển, hình thành sự đối lập sắc nét, khơi lên tò mò của giới truyền thông. Khi đó tôi đang gọi điện cho Trương Á Bình, thiếu chút nữa không nhịn được muốn chạy tới xem mọi người làm gì. Trần Tín Sinh cười vui vẻ.
Tôi bảo nhân viên mua báo, có 27 tờ báo tối khuynh hướng đồng tình với Ái Đạt, tôi nghĩ các tờ báo khác đa phần sẽ có lập trường này. Giành được sự đồng tình của đa số phải nói là một kỹ năng sống. Trương Khắc nói rất thực. Trần Tín Sinh tán đồng. Năm nay truyền thống nhớ tới Khoa Vương cũng không quên Ái Đạt, có điều hiện Ái Đạt không cần thêm chút danh tiếng nữa rồi. Tăng thêm một chút là tốt. Trương Khắc cầm lấy thực đơn. Nói ra thì so với cách oanh tạc mù mịt trời đất, tôi thích cách mưa dầm thấm lâu hơn. Nhưng có vẻ Khác thiếu gia còn cố ý lộ một sơ hở, Giang tiểu thư không đi cùng. Giang Đại Nhi là đại sứ hình tượng của Ái Đạt, nếu Ái Đạt muốn cạnh tranh Tiêu Vương, làm gì có chuyện không mang cô đi tuyển truyền, Trương Khắc lắc đầu. Đại Nhi có chuyện riêng của cô ấy, không nên vì chuyện vô vị này làm phiền. Cũng không thể nói là sơ hở, con người có góc chết tư duy, tôi có lộ ra hàng trăm sơ hở hắn cũng không nhìn thấy. Đúng thế, quá mức mê tín vào thủ đoạn thị trường, 350 triệu này không đáng. Trần Tín Sinh kết luận. Hiện giờ ra phố Bắc Kinh, tùy tiện hỏi 100 người thì có tới 8 người biết tới tên Ái Đạt rồi, Ái Đạt đúng là không cần tốn thêm tiền nâng lên 100 nữa, giữ mức độ như thế này là cần thiết. Nếu giá Tiêu Vương thấp hơn, Ái Đạt sẽ cạnh tranh, còn đúng như anh Trần nói, 350 triệu là không đáng. Trương Khắc chỉ vài món ăn hỏi ý Hứa Tư, Tạ Vãn Tình. Hiện tại Ái Đạt cần là bồi dưỡng lòng trung thành của người tiêu dùng, mục tiêu của Ái Đạt không phải chỉ nghĩ mỗi đầu đĩa. Trần Tính Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói. Người Trung Quốc không phải chú trọng chi hành hợp nhất sao, tôi tiếp xúc với không ít người, nhưng không gặp mấy người thực hiện được. Hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau, tư tưởng trọng tâm trong tâm học của Vương Dương Minh, đọc Quan Cư Nhất Phẩm nếu muốn hiểu thấu đáo. Ai cũng biết cũng nói nhưng làm được không dễ. Có vài chuyện tôi không nên hỏi, nhưng không kìm được nữa, bước tiếp theo Khoa Vương chắc chắn sẽ chiếm đoạt mạng lưới tiêu thụ của Ái Đạt sẽ phản ứng ra sao? Chiến tranh giá cả à? Trần Tín Sinh biết Ái Đạt có ưu thế về giá, chiến tranh giá cả chắc chắn là quần bài chủ lực của Trương Khắc. Hiện chỉ có Tân Khoa miễn cưỡng chống lại được, Khoa Vương cùng với doanh nghiệp hạng 2 hạng 3 khác sẽ đại bại. Lợi dụng ưu thế giá thành phát động cuộc chiến giá cả đánh gục toàn bộ đối thủ cạnh tranh sao? Trương Khắc lắc đầu. Ái Đạt không muốn làm đồ tể, và lại chiến tranh giá cả không có mấy dư vị, dù có chiếm được 98% thị trường, thì chưa kịp hưởng thụ lợi nhuận lũng đoạn VCD đã bị đào thải rồi. Lúc này tốt nhất là ngậm miệng kiếm tiền, bọn họ muốn đánh thì Ái Đạt sẽ theo thôi. Trương Khắc vĩnh viễn không coi Khoa Vương là đối thủ cạnh tranh chân chính, không cần phải dùng thủ đoạn kịch liệt như thế. Vậy Ái Đạt có chuẩn bị khá sao? Trần Tín Sinh càng hiếu kỳ hơn. Anh thực sự một chút kiên nhẫn cũng không có à? Ha ha ha! Trần Tín Sinh cười ngượng, Trương Khắc muốn hợp tác với ty sản xuất mắt đọc, không có chút gì đó cụ thể, hắn không tiện làm công tác với tổng bộ. Nửa tháng nữa Ái Đạt sẽ tổ chức đại hội nhà phân phối, khi ấy mong anh, Trương Á Bình, ông Ngải Mặc và cả phía Sony cũng tới. Còn tận nửa tháng nữa. Trần Tín Sinh khổ não vỗ đầu, Ái Đạt tổ chức đại hội nhà phân phối đưa ra chiêu sát thủ, ngăn chặn mang lưới tiêu thụ thất thoát là chuyện quá bình thường. Tôi sẽ tốn rất nhiều tế bào não vì suy nghĩ đây. Nếu anh không đợi được thì hay là tôi mời anh mai tới Hải Châu một chuyến. Trương Khắc cười híp mắt nói. Sẽ có thứ tôi kỳ vọng thấy chứ. Ai mà biết kỳ vọng của anh cao tới mức nào. Trương Khắc càng tỏ ra thần bí. Có điều người của Khoa Vương sẽ tới bái phòng anh đấy, anh không ra mặt sao? Có giám đốc phòng linh kiện phụ trách rồi, tôi lười một chuyến vậy, và lại tới Hải Châu cũng có thể thuận tiện xem qua Khoa Vương thế nào, xem liệu có giống Ái Đạt lần đầu tôi thấy không? Nói thật tình, Khoa Vương hiện nay hơn Ái Đạt ngày đó nhiều. Mặc dù có tiếng nói không hài hòa, nhưng bắt đầu từ tối hôm đó, điện tử Khoa Vương chắn chắn là tiêu điểm truyền thông toàn quốc chú ý nhất. Không biết văn phòng Hải Châu trú tại Bắc Kinh có dốc toàn quân ra hỗ trợ thanh thế cho đám Tạ Kiếm Nam hay không? Năm ngoái vào thời gian này chủ nhiệm văn phòng La Kinh tất bật chạy qua chạy lại làm người ta rất cảm động. Theo Trương Khắc biết, đại biểu của Philip, C, Q, Sony đều đã đi bái phòng Tạ Kiếm Nam, Trần Tín Sinh mặc dù không ra mặt, vẫn phái giám đốc phòng linh kiện đi. Tư giao là tư giao, làm ăn là làm ăn, mặc dù Trần Tín Sinh không đánh giá cao tương lai của Khoa Vương. Nhưng không thể phủ nhận năm tới Khoa Vương sẽ là một trong số doanh nghiệp điện tử nóng nhất, ở hai linh kiện mấu chốt, Khoa Vương đáng được hưởng giá ưu đãi giống Tân Khoa và Bộ Bộ Cao. Trương Khắc để Tô Tân Đông, Triệu Hải Chu ở lại Bắc Kinh 2 ngày xem tình hình, Mã Hải Long phối hợp với bọn họ,
y và những người khác 9 giờ sáng hôm sau bay về Hải Châu, mời cả Trần Tín Sinh đi theo. Trần Tín Sinh lần trước tới Hải Châu là trước Tết năm 96, khi ấy khu công nghiệp điện tử Trấn X Long mới có quy mô sơ bộ, hiện quy mô đã đạt trên 4.000 mẫu, trừ mắt đọc và chip giải mã, nơi này quy tụ toàn bộ nhà máy sản xuất linh kiện phục vụ sản xuất đầu đĩa. Xưởng lắp ráp của Khoa Vương cũng chuyển vào đây, Trương Khắc tất nhiên không ngăn cản, Hải Châu còn vài doanh nghiệp lắp ráp đầu đĩa khác, nhưng chủ yếu làm hàng giả nên không có mặt ở nơi này, ngoài ra còn có nhà máy sản xuất đĩa của đám Thiệu Chí Cương. Gần như hình thành chuỗi công nghiệp đầu đĩa hoàn chỉnh rồi. Trần Tín Sinh cảm khái nói. Kiến trúc cao nhất trong khu công nghiệp là văn phòng của Ái Đạt, cao 6 tầng, đứng trên tầng cao nhất có thể nhìn bao quát toàn bộ khu. Đứng trên ban công tầng cao nhất, Trần Tín Sinh nhìn thấy phía nam nhà máy Ái Đạt vốn có hơn 1.000 mẫu đất vốn được Ái Đạt giữ lại phát triển, hiện đã xây văn phòng, nhà xưởng gần xong, liền hỏi Trương Khác. Ái Đạt chuẩn bị làm gì ở đó? Sau khi xây xong, nhà máy linh kiện sẽ chuyển vào đó. Trần Tín Sinh cười hỏi. Có phải cũng định đưa cả nhà máy sản xuất mắt đọc vào đó không? Ha ha, Ái Đạt còn một số kế hoạch khác, hạng mục mắt đọc đàm phán không thành, chúng tôi sẽ cân nhắc hạng mục thiết bị học tập cầm tay. Kỳ thực Ái Đạt đã lên kế hoạch này sẵn rồi dù hạng mục mắt đọc có thành không vẫn làm, Trương Khắc nói. Chỉ cần ti quyết tâm hợp tác với chúng tôi, những nhà xưởng này sẽ dùng được ngay. Nhưng liệu Ái Đạt có điều kiện theo kịp công nghệ đèn LED không? Đôi khi có một số kỹ thuật về lý luận không khó nắm bắt, nhưng điều kiện công nghệ của nhà máy trong nước quá tệ, sản phẩm sản xuất ra chất lượng không ổn định, căn bản không thể cạnh tranh với nước ngoài. Trương Khắc thành thực nói, ở phương diện này nhà máy đang cải thiện, đương nhiên vẫn thua kém, cần ti phái người chỉ đao. Ha ha, xem ra Khắc thiếu gia rất tự tin có thể làm tôi động lòng. Thấy Trương Khắc có lòng tin xây nhà máy liên doanh như thế, lòng hiếu kỳ của Trần Tín Sinh đã lên tới cực điểm, nhưng Trương Khắc rất kiên nhẫn đưa hắn đi tham quan khu công nghiệp, Trần Tín Sinh không nhịn nổi oán trách. Tò mò dày vò người ta lắm đấy, cậu biết không hả? Phải để thời gian cho Đinh Hòe chuẩn bị chứ, thôi được giờ chúng ta tới công ty khoa kỹ. Chương 439, chiếu cố đại cục. Khi xuống lầu Trương Khắc giải thích chuyện tách trung tâm nghiên cứu ra khỏi Ái Đạt. Trần Tín Sinh hơi lấy làm lạ. Vậy là Ái Đạt không còn trung tâm nghiên cứu nữa sao? Cũng có, từ kết cấu hoàn chỉnh của công ty vẫn phải giữ trung tâm nghiên cứu, chỉ có điều kết hợp cùng với Viện Nghiên cứu Điện tử Cẩm Hồ. Sao Cẩm Hồ lại vươn ra lĩnh vực ngoài rồi? Trần Tín Sinh thắc mắc thực sự. Ái Đạt năm nay kiếm tiền tiêu vào đâu? Trương Khắc nói qua loa. Viện Nghiên cứu Điện tử Cẩm Hồ chỉ để thuận tiện nghiên cứu lĩnh vực rộng hơn thôi. Nếu không ở dưới danh nghĩa Cẩm Hồ làm những hạng mục đó, người trong nghề cười chúng tôi không chuyên tâm nghiệp vụ. Ha ha, tôi rất muốn xem Ái Đạt không chuyên tâm với nghiệp vụ thế nào, vừa rồi cậu nói tới hạng mục thiết bị cầm tay, kỹ thuật hẳn đã hoàn thiện rồi. 2 năm qua có tích lũy được chút nghiên cứu khống chế hệ thống ở đầu đĩa, nên giờ muốn thử ở thứ khác xem sao. Trần Tín Sinh nghe Trương Khắc phủ nhận Ái Đạt dùng quân bài ưu thế chi phí sản phẩm phát động chiến tranh giá cả là đoán được Ái Đạt có quân bài khác tránh Khoa Vương cướp canh trong bát của họ, đó là đi trước về kỹ thuật. Khống chế chi phí và dẫn đầu kỹ thuật mới được gọi là sức cạnh tranh chân chính của một doanh nghiệp sản xuất, chứ không phải mê muội chỉ biết dùng thủ đoạn thị trường. Người trong nghề mặc dù không đánh giá quá cao kỹ thuật của Ái Đạt, ít nhất không cho rằng Ái Đạt có thực lực kỹ thuật hơn Tân Khoa và nhà máy điện tử của Đài Loan. Có điều do ti luôn có quan hệ kỹ thuật mật thiết với Ái Đạt, Trần Tín Sinh có kỳ vọng rất cao vào Ái Đạt. Lúc này là giờ tan ca, đường từ khu công nghiệp vào nội thành bị tắc, xe của Trương Khắc cũng bị kẹt trong dòng xe, đang nhích lên từng chút một như ốc sên. Di động vang lên, là điện thoại của Tống Bồi Minh. Trương Khắc vừa ấn nút nghe, giọng của Tống Bồi Minh đã gấp gáp truyền tới. Cậu về Hải Châu rồi hả, đang trên xe phải không? Trương Khắc nhìn quanh. Y không thông báo cho ai mình về Hải Châu, chắc Tống Bồi Minh nhìn thấy xe của mình. Vâng, 9 giờ cháu xuống máy bay, 1 giờ chiều mới tới thành phố, chú Tống đang ở xe nào thế? Cậu không cần lắc qua lắc lại như thế nữa, tôi ở ngay xe buýt đen phía sau cậu ấy, thị trưởng đường cũng ở đây, chúng tôi vừa mới từ khu khai phát về. Không nghe thấy nói cậu sẽ về hôm nay, tôi vừa thấy Tô Tân Đông trên TV, còn đang ở Bắc Kinh cơ mà. Cháu cùng giám đốc Trần của ti về. Lặng lẽ một chút, đám người của Khoa Vương còn tưởng cháu đang ở Bắc Kinh giở trò xấu, để bọn chúng thấp thỏm một chút cũng tốt. Hiện cháu đang tới viện nghiên cứu,
tối chú và bác Đường có an bài khác không? Viện nào, của Cẩm Hồ hay Thái Khắc? Tống Bội Minh tất nhiên nắm rõ tình huống của Cẩm Hồ như lòng bàn tay. Là cái ở đường Sơn Thành. Được, xe chúng tôi theo ngay sát đằng sau cậu. Xe dừng lại trước viện nghiên cứu, đợi chiếc xe buýt đen theo kịp, Trương Khắc chạy ra mở cửa xe cho Đường Học Khiêm và Tống Bội Minh, bọn họ đang trao đổi chuyện đường nối khu khai phát và thành phố phải tu bổ một phen. Đường nối khu khai phát với Tượng Sơn, Trấn Ích Long và thành phố còn là đường cấp huyện, chưa nói tới nhỏ hẹp, lại còn chung đường với cả xe đạp và xe máy. 6 làn đường ạ. Trương Khắc loáng thoáng nghe được nội dung họ trò chuyện. Cháu thấy ít nhất phải 8 làn, với xu thế phát triển hiện nay của Hải Châu, 8 làn xe tối đa cũng chỉ chống đỡ được 4-5 năm. Cháu nói thì dễ lắm, làm đường 6 làn đã có người chửi bác hoang phí rồi, nếu làm đường 8 làn, người ta chẳng hoài nghi bác điên sao. Đường Học Khiêm xuống xe, cười mắng Trương Khắc, thấy Trần Tín Sinh, nhiệt tình bắt tay. Ông Trần, hoan nghênh tới Hải Châu làm khách. Đúng là bụt chùa nhà không thiêng, hòa thượng ngoài thì đắt khách. Trương Khắc làu bào. Đường Học Khiêm phì cười. Vậy cháu muốn sao, bác xuống mở xe cho cháu nhé. Thế thì cháu tổn thọ mất, đang có thời gian tốt đẹp chờ đợi cháu mà. Trương Khắc cười khì khì, bảo Phó Tuấn đi đón Đường Thanh và Cố Kiến Bình. Tống Bội Minh thấy Trương Khắc đứng ở cửa chưa có ý vào, hỏi. Còn đợi ai nữa? Nhà khoa học đứng đầu viện nghiên cứu ạ. Trương Khắc đáp. Đó là Đinh Lỗi, vốn là kỹ sư hàng đầu của công ty T Trung Quốc, do Trần Tín Sinh tiến cử tới chủ trì nghiên cứu phát triển kỹ thuật đọc ghi DVD của viện nghiên cứu Thái Khắc. Đợi lát nữa ăn cơm tối trừ Trần Tín Sinh, Đinh Lỗi ra thì không có người ngoài nào khác. Về Hải Châu, Trương Khắc cho Hứa Tư nghỉ phép vài ngày, trước đại hội nhà phân phối. Y còn bỏ thời gian ra tới Hong Kong một chuyến, chuyện trao đổi với Tôn Thượng Nghĩa và Cát Minh Đức bị Lưu Minh Huy làm cắt ngang. Trước đó ở phòng triển lãm bày mấy chiếc đầu đĩa đã đưa ra thị trường, hiện đều đã bị bỏ đi, bày 10 mấy chiếc máy mẫu, trông không đẹp cho lắm. Nhiều thế. Trần Tín Sinh nghi hoặc. 18 cái đều là máy mẫu cả sao? Thực ra chỉ có một cái thôi. Ninh Hòe phụ trách giải thích. Cái đầu tiên là đầu đĩa mới nhất của thị trường. Máy mẫu thực sự chỉ có cái cuối cùng, có 16 cải tiến tương đối lớn, ý của Khắc Thiếu Gia là đem từng cải tiến một biểu diễn mới có sức thuyết phục. Khắc Thiếu Gia, mọi người đều gọi cháu như vậy à? Đường Học Khiêm lần đầu nghe thấy cách xưng hô này cảm giác rất mới mẻ. Trương Khắc gãi đầu cười ngượng, nó thực đây chẳng phải cách xưng hô hay ho gì, nhưng y thích. Ồ, ái đạt định biến đại hội nhà phân phối thành lễ giới thiệu sản phẩm mới sao? Trần Tín Sinh hơi hiểu một chút. Trương Khắc cho Trần Tín Sinh xem tất nhiên là đầu đĩa siêu cấp VCD, tổng cộng có 16 kỹ thuật độc quyền trọng yếu, biểu diễn từng kỹ thuật một tất nhiên có hiểm nghi khoe khoang phô trương, nhưng thích hợp tạo không khí lễ giới thiệu sản phẩm. Trương Khắc mỉm cười. Không phải đang cần thương lượng với anh sao? Sao cần phải thương lượng với tôi? Anh cứ xem là hiểu. Trương Khắc cố làm vẻ cao thâm. Khoa Vương cũng là xí nghiệp Hải Châu. Trần Tín Sinh không biết hai vị quan viên chủ yếu của Hải Châu bên cạnh có thái độ ra sao với chuyện cạnh tranh của hai công ty, cho nên đối đáp rất thận trọng. Đường Học Khiêm, Tống Bội Minh không hiểu kỹ thuật, nghe Đinh Hòe nói có 16 cải tiến, liền đợi biểu diễn từng cái một. Đinh Hòe đích thân thao tác máy. Ở trên hình ảnh gốc lần lượt được chồng lên hình ảnh hoặc văn tự khác, có thể thể hiện rất nhiều loại phụ đề hoặc trong hoặc mở với các ngôn ngữ khác nhau. Rất nhiều cách phát hình, tua chậm, nhanh. Xem từng cảnh, độ nét cao, năng lực biểu hiện âm hưởng rất tốt, chuyển đổi nhanh giữa các định dạng PAL và NTSC còn có cả công năng hòa âm, karaoke. Hai người Đường, Tống chỉ là người ngoài nghề xem náo nhiệt, Trần Tín Sinh mỗi lần thấy hình ảnh đầu đĩa mới thể hiện ra mắt lại sáng lên một phần, Đinh Lỗi hận không thể tháo tung cái máy mẫu cuối cùng ra. 16 thứ cải tiến đều tập hợp ở chiếc máy mẫu cuối cùng sao? Lão Đinh nói với tôi như thế, ai mà biết anh ta có lừa tôi không? Hai vị là chuyên gia giúp chúng tôi với. Trương Khắc nhún vai. Đinh Hòe lập tức biểu diễn chiếc máy cuối cùng. Trần Tín Sinh và Đinh Lỗi tất nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết kỹ thuật hơn, không có hiện tượng vằn xước, độ nét tăng cao rất nhiều. Đinh Lỗi chú ý tới một chi tiết, hỏi Đinh Hòe. Đang chiếu với đĩa dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn sao? Đúng thế. Đinh Hòe tự hào đáp. Trần Tín Sinh cũng chú ý tới thời gian hiển thị ở góc màn hình. Hơn nhiều so với dung lượng lưu trữ của VDC tiêu chuẩn, liền vội nói với Đinh Hòe. Có thể chiếu luôn cả cái thứ nhất không? Đinh Hòe liền làm theo,
Trần Tín Sinh có thể nhận ra độ nét tăng cường rất cao, xoa cằm nhìn Đinh Lỗi, không dám khẳng định. Đinh Lỗi hỏi, chỉ tối ưu hệ thống khó làm được điều này phải không? Giọng nói không hoài nghi mấy. Trần Tín Sinh không hỏi về kỹ thuật, đó là cơ mật của Ái Đạt, quan tâm tới vấn đề khác. Chiếc máy mẫu này mọi người đầu tư bao nhiêu? 40 triệu phải không nhỉ? Trương Khắc không chắc lắm, hỏi Đinh Hòe. Gần chừng đó. Chậc chậc. Trần Tín Sinh tặc lưỡi. Đảm bảo được độ ổn định không? Độ ổn định không thể làm hoàn mỹ được, nhưng đưa ra thị trường không thành vấn đề. Đinh Hòe đáp, nửa năm qua hắn chỉ chuyên môn nâng cao tính ổn định của siêu cấp VCD, có độ ổn định đáng tin cậy, đây chỉ là câu trả lời mang tính khiêm tốn thôi. Có thể mở ra cho tôi xem không? Trần Tín Sinh đưa ra thỉnh cầu xa xỉ, có Đinh Lỗi ở đây, rất nhiều vấn đề kỹ thuật chỉ cần nhìn qua một cái là nắm được phần nào. Nhưng mục đích của Trương Khắc là làm Trần Tín Sinh ngứa ngáy, liền bảo Đinh Hòe mở ra. Trần Tín Sinh đủ trình độ nhìn kết cấu máy biết ngay Ái Đạt đã phải bỏ công sức rất nhiều vào mảng này, đại biểu cho chất lượng và độ ổn định đáng tin cậy, song hắn cũng có cảm khái của mình, vỗ trán chỉ Trương Khắc nói. Tên tiểu tử cậu luôn mồm nói Ái Đạt thiếu nhân viên kỹ thuật nghiêm trọng, bên Thái Khắc, thì phái 5 kỹ sư Ái Đạt chỉ phái 1, sao lúc làm cái thứ này không kêu thiếu nhân viên kỹ thuật? Trương Khắc mặt dày nói. Thì chính vì làm cái này nên mới thiếu nhân viên kỹ thuật đấy. Trần Tín Sinh chịu thua. Cho tôi xem danh sách độc quyền được không? Nếu anh vội về hôm nay thì tôi bảo lão Đinh đi lấy cho anh xem. Trương Khắc nói thế Trần Tín Sinh không vội nữa. Đường Học Khiêm và Tống Bồi Minh không rõ mấy, nhưng từ phản ứng của Trần Tín Sinh, Đinh Lỗi nhìn ra được phần nào. Đường Học Khiêm quan tâm hỏi. Trình độ máy mẫu cao lắm à? Cao thế nào phải cần giám đốc Trần đánh giá ạ? Trương Khắc vờ khiêm tốn. Có điều Ái Đạt chưa bao giờ coi Khoa Vương là đối thủ cạnh tranh. Nếu muộn một năm thôi thì giá trị của nó không thể thể hiện được. Trần Tín Sinh nói một câu đơn giản. Trần Tín Sinh nhìn vấn đề thấu triệt như thế, làm Trương Khắc hoài nghi có phải hắn đã đem tinh lực chủ yếu đặt lên mặt này. Dự đoán giữa năm sau cự đầu công nghiệp điện tử thế giới sẽ đưa ra đầu đĩa DVD hoàn thiện, không gian sinh tồn của siêu cấp VCD sẽ rất hạn hẹp, nên thời gian chênh lệch một năm này là cực quan trọng. Lúc này Đường Thanh ở ngoài cửa thò đầu vào, thấy có người ngoài, liền làm ra vẻ cô gái ngoan, lễ phép chào hỏi từng người một, rồi nói với cha cô. Ba, con và mẹ đợi ở phòng tiếp đãi rồi. Bên này cũng đã xong, chúng ta ăn cơm thôi. Trương Khắc xoa tay nói. Trương Khắc đã sao nhà bếp chuẩn bị một bàn cơm, Trần Tín Sinh sau khi ăn trưa ở nhà ăn công ty kiến nghị buổi tối ăn cơm ở đây luôn, hắn tới Hải Châu không phải là để hưởng thụ, tranh thủ thời gian xem Ái Đạt còn ém bao nhiêu hàng. Khi đi tới nhà ăn, Đường Học Khiêm kéo Trương Khắc tụt lại đằng sau, hỏi. Ái Đạt không phải lo sự cạnh tranh tới từ Khoa Vương phải không? Hiện giờ là thế ạ. Trương Khắc gật đầu. Bất kể là về chi phí hay về kỹ thuật Khoa Vương đều kém quá xa, cái gọi là cạnh tranh chỉ là theo đuổi một phía từ Khoa Vương mà thôi. Thế thì tốt. Đường Học Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua thành phố còn chuyên môn mở cuộc họp về Ái Đạt và Khoa Vương. Ồ! Trương Khắc cười, xem ra hôm qua để lại áp lực đủ mạnh cho Tạ Kiếm Nam rồi, làm hắn phải vội vàng lôi thành phố ra. Chu Phú Minh có phải là lo cháu hạ sát thủ với Khoa Vương? Có một điều không thể phủ nhận, Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương có tác dụng xúc tiến kinh tế Hải Châu, vì thế thành phố thống nhất ý kiến rồi, có điều cháu cứ kệ ông ta, bác nói lập trường của mình nhé, trước tiên không thể vì tranh chấp mà tàn sát lẫn nhau, như vậy không có lợi gì cho Ái Đạt, phá hỏng kiết thiết kinh tế Hải Châu, ảnh hưởng cũng không tốt. Nếu như Ái Đạt không để Khoa Vương vào mắt là tốt rồi, bác không lo lắm nữa, bác nghĩ Ái Đạt khi cạnh tranh với Khoa Vương có nên suy tính để bọn họ cũng cống hiến cho Hải Châu. Bác lo cháu sẽ đánh chết Khoa Vương sao? Bác thì luôn ủng hộ cháu, có điều cũng suy nghĩ rất lâu, muốn công bằng là chuyện không dễ, bác lo nói thế này sẽ khiến cháu bị trói chân trói tay. Ba cháu cũng bảo cháu chú ý tới toàn cục. Trương Khắc cười gian. Suy nghĩ chân thực của cháu là nếu đánh chết Khoa Vương ngay ngược lại sẽ khiến Tạ gia chuyên tâm vào các sản nghiệp khác, tốt nhất là cho chúng chết dở sống dở, để bọn chúng cống hiến một chút cho kinh tế Hải Châu. Đường Học Khiêm thấy Trương Khắc lúc này có chút trẻ con, nhắc y. Đừng có chơi quá lửa đấy. Cả nhà Đường Học Khiêm, cùng Tống Bồi Minh ăn tối xong rời đi, Trương Tín Sinh đương nhiên không thể nghỉ ngơi lúc này được, kéo Trương Khắc tới phòng trưng bày xem máu mẫu, không khỏi cảm khái.
khó tưởng tượng được Ái Đạt một mình làm ra sản phẩm này, 16 cải tiến này có thể định ra tiêu chuẩn VCD 3.0 rồi, cách thức lưu trữ mã hóa nén MPEG 2, là thành tựu có thể đào thải VCD, Ái Đạt có cái tên thỏa đáng hơn chưa? Siêu cấp VCD, tạm thời gọi như thế. Trương Khắc đáp, vài năm nữa thời đại DVD sẽ tới, siêu cấp VCD không đủ thời gian đào thải VCD, tôi thấy hai bên sẽ cùng tồn tại. Trần Tín Sinh ấn dừng hình, thấy độ nét của hình ảnh không giảm đi chút nào, lại than. Tôi có tập trung nhân thủ bên ti làm cũng chưa chắc 100% có thể làm tốt thế này. Ti về kỹ thuật có ưu thế tuyệt đối, Ái Đạt còn kém xa lắc xa lơ, Trần Tín Sinh nói thế chỉ thể hiện xúc động hôm nay thôi. Trương Khắc khiêm tốn nói. Tôi tin ti chuyên chú vào phương diện này nhất định còn làm tốt làm nhanh hơn chúng tôi, chẳng qua ti không có khả năng tập trung vào phương diện này nên chúng tôi mới có cơ hội lớn. Hiện tôi đã hoàn toàn tán đồng câu nói kia của cậu, Ái Đạt hoàn toàn không coi Khoa Vương là đối thủ cạnh tranh, bọn họ thích chơi cứ để họ tự chơi. Trương Khắc quay lại vấn đề chính. Vậy vấn đề nhà máy sản xuất mắt đĩa nắm chắc được vài phần rồi. Với quan điểm cá nhân tôi, ti không nên bỏ qua đối tác như Ái Đạt, đặc biệt khi hai bên không cạnh tranh trực tiếp ở cùng lĩnh vực. Có điều để thuyết phục tổng bộ, nên chẳng bảo kỹ sư Đinh viết tài liệu trình bày kỹ thuật tỉ mỉ tôi đưa về tổng bộ. Chúng tôi sẽ cung cấp một số tư liệu. Trương Khắc tới văn phòng của Đinh Hoè, lấy danh sách kỹ thuật độc quyền ra. Trương Khắc hiểu chỉ bằng vào kỹ thuật độc quyền này khó đảm bảo tổng bộ ti đồng ý, các nước Âu Mỹ có tư duy phong tỏa kỹ thuật với phía Đông, không dễ để trong nước tự sản xuất đèn LED. Nếu như Ái Đạt có thể bỏ thêm công sức nghiên cứu kỹ thuật đọc ghi DVD, không chỉ chia một chén canh trong thời đại DVD mà tới thời đại đầu đĩa HD sau này cũng không sợ thua thiệt bởi độc quyền, muốn đạt được mục đích đó, Ái Đạt phải tung ra mồi nhử lớn hơn nữa. Trần Tín Sinh và Đinh Lỗi xem danh sách kỹ thuật độc quyền một cách tỉ mỉ, cuối cùng nói. Tôi nghĩ một số kỹ thuật có thể dùng ở giải mã và khống chế hệ thống DVD, sau này dù Ái Đạt chuyên làm chip khống chế hệ thống DVD cũng sẽ có thành tích không tệ. Những kỹ thuật này Trương Khắc và Đinh Hoè đã thảo luận với nhau, dù bản thân y thiếu trí thức chuyên nghiệp nhưng ít nhất cũng nhận ra, với thực lực Ái Đạt hiện nay căn bản không đủ tư cách để kỹ thuật độc quyền của bọn họ được tiêu chuẩn DVD chấp nhận, với sức ảnh hưởng mạnh của các cự đầu nước ngoài bọn họ sẽ lấy kỹ thuật của bọn họ làm tiêu chuẩn toàn cầu. Trương Khắc nói, tôi nghe nói Tân Khoa tìm được một công ty Đài Loan ở thung lũng Silicon làm chip giải mã, giám đốc Trần cho rằng mất bao lâu bọn họ sẽ làm ra được. Đây là điều rất quan trọng đặc biệt thời gian qua công ty Đài Loan kia có được một số tiến triển nghiên cứu chip giải mã, gần tương đương kỹ thuật chip giải mã đời đầu, làm ti và CQ sinh ra cảm giác nguy cơ. Chương 440, quá âm hiểm. Xem ra tin tức của các vị ở phương diện này cũng rất nhạy bén. Trần Tín Sinh cảm khái, hắn biết nếu không chia sẻ lũng đoạn chip giải mã với Ái Đạt, thì Ái Đạt còn làm trước cả Tân Khoa. Bọn họ nghiên cứu từ đầu. Nếu muốn chip đời 2 có chất lượng ổn định cần ít nhất 1 năm. Tôi thấy chỉ 1 năm thôi, dù sao Tân Khoa hỗ trợ kỹ thuật rất mạnh. Trương Khắc thở dài. Thời gian tốt đẹp thật ngắn, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng tiếc. Đúng là quá ngắn. Trần Tín Sinh cũng than. Anh nói CQ có khả năng thuyết phục được không? Trương Khắc đột nhiên hỏi. Nếu bọn họ nhìn rõ hướng đi của thị trường thế nào cũng thuyết phục được. Khác thiếu gia sẽ hẹn ông Ngải Mặc tới Hải Châu trong thời gian gần chứ. Ninh Hoè nghe mà chóng cả mặt, hai người nói vòng vèo đề tài làm người nghe không đầu mối gì, hắn chưa bao giờ thấy Trương Khác nói chuyện với ai như vậy, cả hai lại tỏ ra thích cách nói chuyện phức tạp này, Trần Tín Sinh cũng lợi hại, chẳng trách có thể cáng đáng ti Trung Quốc. Nói đơn giản là Ái Đạt sẽ đưa ra kỹ thuật tương quan cho cả ti và CQ, ti và CQ lại đem kỹ thuật tương quan mỗi bên tập trung vào chip giải mã. Hẳn có thể đưa ra chip giải mã đời 3, như vậy không biết công ty Đài Loan kia còn lòng tin nghiên cứu tiếp nữa không? Siêu cấp VCD và DVD có chênh lệch kỹ thuật, nhưng chênh lệch không lớn, ngăn cản DVD xuất hiện là xa vời, nhưng càng nhanh chóng đưa ra siêu cấp VCD phổ biến nó trên thị trường sẽ có thể kéo dài thời gian DVD đào thải VCD, khả năng VCD và DVD sống chung cho tới kỹ thuật đời 3 thực sự xuất hiện cũng không phải là không có khả năng. Cách thúc đẩy siêu cấp VCD mau chóng đưa ra thị trường là ti, CQ và Ái Đạt hợp tác. Ti và CQ lũng đoạn thị trường chip giải mã, bọn họ liên hợp đã ra một kỹ thuật đầu đĩa, dứt khoát nó sẽ thành tiêu chuẩn kỹ thuật không của cả ngành nghề. Đương nhiên vì bảo mật Ái Đạt sẽ phải bỏ sử dụng một số kỹ thuật trong sản phẩm mới, Ái Đạt có thể đợi khi ti và CQ
Cưu nghiên cứu xong chip giải mã đời 3 mới đưa ra máy mới. Đó là mồi nhử của Trương Khác. Ông ấy năm ngoái bị bắt nạt thảm rồi, năm nay không thể bắt nạt ông ấy thêm nữa. Trương Khác đùa. Năm ngoái ti cướp mất nửa phân ngạch chip giải mã trong tay C, Q, nói bị bắt nạt thảm không ngoa chút nào. Trần Tín Sinh cười lớn. Mong rằng mỗi năm tới Ái Đạt tham quan một lần đều gặp được niềm vui bất ngờ thế này. Nhất định. Trương Khác cười xem đồng hồ. Thời gian không còn sớm, tôi không ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của anh nữa, lúc này chẳng là buổi chiều bên Mỹ hả? Trần Tín Sinh cười khổ, nói là để mình nghỉ ngơi, lại nhắc đây là giờ làm việc bên Mỹ, Trần Tín Sinh về nhà khách thì đã là 2 giờ sáng. Trương Khác xuống xe ở Tân Cẩm Viên, sáng mai định ngủ nướng, bảo Phó Tuấn không cần tới đúng giờ. Đêm đầu đông xe xe lạnh, mặt trăng phát ra ánh sáng tím nhạt, Trương Khác còn nhớ có học bài nhìn mây để xem thời tiết, ngẩng đầu lên nhìn một lúc, không nhớ ra ánh trăng tím đại biểu rằng sẽ có thời tiết nào. Mặc dù là rạng sáng nhưng Trương Khác không cảm thấy buồn ngủ chút nào, bật tivi lên lại thấy phòng khách quá vắng vẻ trống trải, bật điều hòa mãi mà chưa ấm, liền chạy lên tầng 2 lấy chăn nhung cuốn lên người. Năm 96, tiết mục đêm khuya rất ít, lại tẻ nhạt, có điều y mua rất nhiều báo, giống như năm ngoái, có nhiều tin liên quan tới Tiêu Vương. Sao còn chưa ngủ? Tạ Vãn Tình đẩy cửa đi vào, thấy Trương Khác cuốn chăn ngồi co ro đọc báo trên ghế sofa như ông già. Bên cạnh tivi bật nhưng tắt tiếng. Tạ Vãn Tình mặc đồ thể thao dùng tập luyện buổi sáng, rèm phòng khách đã kéo lên, Trương Khác lúc này mới chú ý thấy bên ngoài đã tờ mờ sáng, thốt lên. Hả, muộn thế rồi à? Cái gì mà muộn? Tạ Vãn Tình phì cười. Phải nói là sớm mới đúng, hôm qua nói chuyện khuya lắm hả? Trương Khác mở chăn ra cho Tạ Vãn Tình chui vào, rồi lấy chăn quấn kín lấy hai người, chỉ đồng tới ở với ông bà nội. Mấy ngày qua Tạ Vãn Tình rảnh rỗi nhiều, hai người có thêm thời gian dính lấy nhau. Tạ Vãn Tình cười dài ra, khoanh chân lại, thấy trên bàn chất cả một đống báo, lười biếng thò chân lật xem, toàn là tin liên quan tới Kha Vương, ngẩng đầu chỉ chạm tới cằm Trương Khác. Em nói không để ý tới Kha Vương mà. À, hôm qua em đồng ý với ba Đường Thanh, để Kha Vương có cơ hội cống hiến cho kinh tế Hải Châu, nhưng không thể để bọn chúng sống quá thoải mái được, em đang suy tính chuyện này. Bên phía Trần Tín Sinh có thu hoạch gì không? Anh ta còn phải trao đổi với Tổng Bộ, ngày mai Ngả Mặc sẽ tới Hải Châu, tin rằng sẽ tác động thúc đẩy quyết định của bọn họ. Trương Khác ôm lấy eo Tạ Vãn Tình, cảm thấy người ấm lên nhiều, đột nhiên nghĩ có thể tắt điều hòa đi được rồi, thế này tiết kiệm được không ít điện. Em định đưa siêu cấp VCD ra trên đại hội nhà phân phối mà. Tạ Vãn Tình quen khi hai người ở bên nhau nói chuyện Trương Khác không để cho cái tay ngoan ngoãn, nên cũng mặc y. Đúng là có kỹ thuật cần bảo mật, em đang nghĩ nếu dọa cho bọn chúng chạy mất dép thì không vui chút nào. Trương Khác đặt hẳn Tạ Vãn Tình ngồi trong lòng. Có điều nếu không tung ra con bài này, phải đề phòng Kha Vương cướp mạng lưới tiêu thụ của chúng ta, em phải động não ở chỗ khác. Nếu Ái Đạt tung ra siêu cấp VCD ở đại hội nhà tiêu thụ thì các nhà phân phối sẽ ôm chặt lấy chân Ái Đạt, đừng nói Kha Vương, tất cả doanh nghiệp sản xuất đầu đĩa trước khi nắm được kỹ thuật tương quân, tuyệt không dám đụng chạm vào Ái Đạt. Dù kẻ mê tín vào thị trường đến đâu cũng không dám kỳ vọng có thể vượt được Ái Đạt trong ngành nghề này. Khi ấy đám người kia thấy công không được sẽ giữ thế thủ tuyệt đối, đặc biệt ở trong nước lợi dụng chính trị ảnh hưởng tới kinh tế là chiêu được ưa chuộng, nhất là thành phố đã thống nhất ý kiến cổ vũ Kha Vương cống hiến cho phát triển kinh tế Hải Châu, Ái Đạt sẽ bị ép phục tùng đại cục. Trong thể chế này, giữ thái độ phía dưới trước mặt thế lực chính trị là điều cần thiết, có điều không phải không thể lấy thái độ này ra đổi lấy cái lợi khác. Như nhân tuyển giám đốc ngân hàng thương nghiệp, hay quyền hạn với khoản vay của hội đồng quản trị, có thể khiến Chu Phu Minh phải nhượng bộ. Tạ Vãn Tình đặt tay lên đùi Trương Khác, nhẹ nhàng xoa bóp cho y. Vậy thì em động não đi, có điều chỉ thấy hợp tác cùng ti, C, Q khai thác chip giải mã đời 3, có thể hạn chế đối thủ cạnh tranh chân chính của Ái Đạt là Tân Khoa, chắc em cũng tính thế phải không? Tân Khoa một lòng khai phá cách cục lũng đoạn chip giải mã. Nghiên cứu ra chip giải mã đời 3 ít nhất khiến cho nỗ lực của Tân Khoa ở thời đại VCD không thành công. Giọng Trương Khác hơi khàn khàn, chỗ không được bóp tới mà lại phồng lên như có phép thuật. Đương nhiên Trương Khác còn có một tính toán khá, một khi chip đời 3 nghiên cứu ra, công ty Đài Loan kia sẽ bị đòn đả kích mang tính hủy diệt, chỉ cần nuốt chửng công ty đó, Ái Đạt mau chóng nắm được kỹ thuật chip giải mã từ đời 1 tới đời 3. Dù Ti và C, Q có biện pháp để phòng Ái Đạt dùng chiêu này, Ái Đạt không tự làm chip giải mã thì tích lũy kỹ thuật là tài nguyên quý giá.
Trương Khác sợ bị người khác thấy suy tính của mình quá âm hiểm, nên đành nhịn trong lòng. Ôm Tạ Vãn Tình ngồi trên ghế sofa nói chuyện, vừa ấm áp vừa dễ chịu, không ngờ lại ngủ thiếp đi ngay cả Tạ Vãn Tình rời khỏi lòng đi mất lúc nào cũng không hay, đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót, Trương Khác mới tỉnh lại. Sao lại ngủ trên ghế sofa? Hứa Tư thấy Trương Khác mơ màng mở mắt ra, giúp hắn che kín chăn lại. Một mình ngủ trên giường quạnh quẽ lắm. Trương Khác nheo nhìn góc nghiêng ánh mắt trời chiếu lên sàn nhà, đoán lúc này chừng 8, 9 giờ, không rõ Tạ Vãn Tình rời khỏi lòng mình lúc nào, thấy cũng hay, nhắm mắt ôm một mỹ nhân, mở mắt ra thấy mỹ nhân khác, đời người còn gì khoan khoái hơn thế. Chương 441, bí mật không truyền ra ngoài. Cười gì mà đắc ý thế hả? Hứa Tư dọn dẹp đống báo bửa bộn trên bàn, thấy y cười rất quỷ dị, tò mò hỏi. Trương Khác tất nhiên không nói suy nghĩ xấu xa của mình ra, khoanh chân ngồi nhìn Hứa Tư dọn dẹp phòng. Hứa Tư quấn mái tóc dài lên, dùng một kẹp tóc màu tím cặp lại, cúi người thu dọn, cặp mông tròn căng chặt dưới lớp quần cà phê, lộ rõ sự đàn hồi mê người, Trương Khác do dự không biết có nên đưa chân ra chạm vào mông cô cảm thụ một chút hay không. Hứa Tư mặc trang phục nhẹ mùa thu, tư thế gặp người này càng làm đường nét thêm mê đắm, không biết ông trời tốn bao nhiêu tâm tư tạo ra được một giai nhân như thế. Trương Khác rất muốn bế cô lên gác khinh bạc một phen, có điều nhìn nụ cười trên mặt của cô làm động lòng ngây ra, cho dù chỉ là việc làm rất nhỏ, cũng có thể cảm thụ được cô bỏ hết tâm ý của mình vào đó, tình cảm ấy làm Trương Khác thấy hổ thẹn vì suy nghĩ vừa nãy, Hứa Tư xứng đáng được nam nhân toàn tâm toàn ý yêu thương, còn mình quá đa tình. Nhìn gì thế? Hứa Tư quay đầu lại, thấy Trương Khác nhìn mình ngây ngất, nở nụ cười ôn nhu tận xương cốt. Áy náy chỉ thoáng qua thôi, Trương Khác nuốt nước bọt. Có thể suy tính đêm nay tăng ca không? Không được. Hứa Tư má đỏ ửng, vẻ thẹn thùng dưới ánh nắng ban mai mang sự dụ hoặc vô hạn. Tôi bảo với ba mẹ là về nhà nghỉ ngơi rồi, làm gì có chuyện tăng ca? Thế à? Trương Khác âm thầm tính toán, đầu tiên là phải gọi điện sai Phó Tuấn đi làm chuyện khác. Lần này chị về không thể tính là nghỉ ngơi nữa, em tính rồi, trước tháng 12 em không rời khỏi Hải Châu được. Nên mời cả Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức tới Hải Châu luôn không? Đại hội nhà phân phối phải đông mới có thanh thế. Hay là tôi về Hong Kong một chuyến mới họ? Không cần nhiều lễ số như thế, bảo La Kinh Văn đưa thiếp, rồi em gọi điện thoại là được. Trương Khác chỉ nghĩ vấn đề tiếp đãi, theo lý mà nói cha mẹ hắn đón tiếp là hợp với lễ nghi, nhưng bên Tân Vu nhiều việc, Diệu Vân chỉ mới đi vào quỹ đạo, cha hắn sao đi được, để chú ý ra mặt chiêu đãi cũng được. Tạ Vãn Tình đẩy cửa đi vào, thấy Hứa Tư cũng ở trong phòng, theo bản năng giấu đồ ăn sáng đi. Hứa Tư ngạc nhiên hỏi. Chị Vãn Tình, chị không thấy Trương Đình à? Cô ấy vừa lái xe đi đón chị. À, trường học không có chuyện gì khẩn, để ý bên này trước. Tạ Vãn Tình mặt hồng lên, cô vừa nói dối đuổi Trương Đình đi, định tới ăn sáng với Trương khác, cả sáng ở bên tình nhân, một chuyện đẹp nhường nào, đang mơ mộng không ngờ đẩy cửa vào thấy ngay Hứa Tư, có chút quẫn bách. Hôm nay em cũng lười chẳng muốn đi đâu, ai giúp em gọi Dương Vân, Thái Phi Quyên, Chu Nhất Bình, Tương Vi tới đây một thể đi, chuyến này Dương Vân đủ cực rồi, phải để người khác chia sẻ cho anh ta. Trương Khác đứng dậy vặn mình, vào phòng vệ sinh rửa ráy, hai mỹ nhân có nghĩa là không thể làm gì được nữa rồi, đành từ bỏ ý định xấu với Hứa Tư. Dương Vân thời gian qua đến thảm, người gầy rộc đi, cứ nhắc tới Lưu Minh Huy là nghiến răng ken két, may mà thương hiệu Ái Đạt vẫn rất mạnh. Các nhà tiêu thụ không thể lập tức bỏ bọn họ được, tuy hỗn loạn, nhưng ít nhất còn cầm cự được. Nhưng Khoa Vương lần này chiếm được Tiêu Vương, Dương Vân rất lo không cầm cự nổi nữa. Trang Khác đang ăn sáng thì Thái Phi Quyên tới, hiện cô là tổng giám đốc của Cẩm Hồ, tiến hành quản lý giám sát riêng một số đầu tư và cổ phần của Ái Đạt, Tân Quang so ra áp lực ít hơn những người khác một chút. Ăn sáng xong, Trương Khác còn chùi mép thì Dương Vân, Tương Vi, Chu Nhất Bình cùng tới nơi. Tạ Vãn Tình rất tủi thân, cô không dám nói là tới ăn sáng cùng Trương Khác, nên nói là ăn sáng rồi, thấy Trương Khác phổi bỏ ăn như chết đói cuốn cả bữa sáng hai người vào bụng, nhân lúc không ai nhìn thấy khẽ nhéo y một cái. Chị còn chưa ăn sáng. Trương Khác cười xin lỗi, đẩy eo Tạ Vãn Tình lên lầu, bàn việc trong thư phòng. Phía Trần Tín Sinh hôm nay có đinh hòe tiếp, tạm thời có thể không lo tớn. Trương Khác mở màn. Đại hội nhà phân phối năm nay phải động não một chút. Rất nhiều người đang đợi Ái Đạt suy sụp, phải cho chúng thất vọng. Tôi tiết lộ cho mọi người một chút, ít nhất T và C, Q sẽ tỏ thái độ ủng hộ Ái Đạt ở đại hội lần này,
khả năng sẽ ký một vài hiệp nghị, Ti và C, Q có khả năng thông báo một vài tin tức ở đại hội, ở chỗ Đinh Hòe sẽ có vài kỹ thuật độc quyền trình diễn tại đại hội này. Khoa Vương hiện giờ khí thế hung hãn, nhưng không phải lo. Việc tuyên truyền thời gian này có thể tăng thêm chút dự toán, cụ thể đợi Tô Tân Đông về phối hợp với Phi Hồng và Hoa Âm. Sau khi Tôn Tĩnh Hương lập nên Hoa Âm, chuyện hợp tác giã Giang Đại Nhi và Ái Đạt đều lấy danh nghĩa Hoa Âm ra mặt, Giang Đại Nhi muốn đi con đường biểu diễn huy hoàng, cần có công ty chuyên nghiệp lập kế hoạch. Đại hội này tất nhiên cần Giang Đại Nhi xuất hiện trợ uy. Hôm qua Khoa Vương ở cuộc họp báo công bộ thời gian đại hội nhà phân phối của bọn họ chỉ muộn hơn của Ái Đạt một ngày, có thể thấy mưu đồ hiểm ác của bọn chúng. Mặc dù không thể lấy đầu đĩa siêu cấp VCD hoàn chỉnh ra thể hiện trên đại hội, Trương Khắc cũng sẽ không bỏ phô bày ưu thế đi đầu về kỹ thuật. Trương Khắc đem tình huống giới thiệu qua, Dương Vân mới hơi yên tâm. Ra bên đó lại đưa ra kỹ thuật mới, nửa năm trời không thấy có động tĩnh gì, còn tưởng bọn họ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Chủ yếu là một số kỹ thuật độc quyền về khống chế hệ thống, trong nước thị trường đĩa lậu hỗn loạn, đĩa cái tốt cái xấu lẫn lộn, năng lực sửa lỗi đĩa trở thành vô cùng quan trọng. Kỹ thuật Smart Chip Team của chúng ta có thể tăng cường công năng sửa lỗi, chỉ bằng cái này có thể bỏ lại các doanh nghiệp khác ở đằng sau rồi, bọn họ muốn tự nghiên cứu kỹ thuật tương tự thay thế cần một thời gian dài. Ồ, Dương Vân nhướng mày lên, cảm giác hết sức nở mày nở mặt. Hiện giờ thị trường phản ánh nhiều nhất là vấn đề này. Công ty mỗi ngày nhận được không ít điện thoại kêu ca đầu đĩa không đọc được đĩa, không nhả đĩa. Không ngờ công ty đã làm ra cái này rồi, chúng ta phải tuyên truyền rộng rãi, tôi xem Khoa Vương dựa vào cái gì cướp mạng lưới tiêu thụ của chúng ta. Ai ngờ Trương Khắc tạt cho gáo nước lạnh. Không tuyên truyền, chỉ âm thầm làm thôi. Vì sao? Dương Vân thộn mặt ra. Bí mật không truyền ra ngoài, một là tránh người khác mô phỏng. Chúng ta không tuyên truyền. Các doanh nghiệp đầu đĩa khác phải rất lâu mới ý thức được vấn đề, người tiêu dùng sẽ chỉ biết sản phẩm của Ái Đạt tốt, ấn tượng của người tiêu dùng rất quan trọng cho Ái Đạt sau này. Trương Khắc giải thích, một nguyên nhân nữa là giống như người ta hay nói đấy, vừa muốn làm điếm lại muốn bia trinh tiết, cái công năng này là để phối hợp với đĩa lậu, mà theo tiêu chuẩn đạo đức thương nghiệp chúng ta phải tích cực ngăn chặn đĩa lậu mới đúng. Ăn với chả nói, gái nọ gái kia cái gì? Tạ Vãn Tình cau mày lại. Trương Khắc cười ngượng nghịu. Ý chung là bí mật không truyền ra ngoài. Dương Vân nghiến răng nói. May tên khốn kiếp Lưu Minh Huy xéo sang Khoa Vương rồi, nếu không làm sao giữ bí mật được. Trương Khắc vỗ vai hắn. Hội đồng quản trị đã nghiên cứu, kế hoạch khích lệ cuối năm sẽ cho cả chủ quan cấp 1-2 vào, khả năng mỗi người không được nhiều lắm, nhiều thì 100-200 vạn, ít thì 30-40 vạn, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Phải tin tưởng tương lai Ái Đạt càng rực rỡ hơn. Một số chuyện, chỉ lưu truyền hội đồng quản trị chúng ta. Có điều anh có thể nói cái này ra cổ vũ người dưới. Dương Vân phấn chấn ngay, Tương Vi bĩu môi cười. Cho chút mật là lên tinh thần ngay, sao vừa rồi nói chuyện lại như mất phiếu gạo thế. Ngàn dặm bôn ba vì chữ tài mà. Dương Vân thản nhiên thừa nhận. Nói thực lòng, nếu tên họ Lưu đó không bất nghĩa đến thế, tôi cũng không hận hắn. Nghe nói trước khi hắn từ chức Khoa Vương đã gửi vào tài khoản của hắn 80 vạn. Tôi có nên thông qua ai đó tiết lộ ra ngoài không? Chương 442, bề ngoài huy hoàng của Khoa Vương. Trương Khắc khoát tay. Không cần làm chuyện này, chưa rồi, mọi người về công ty làm việc đi, tôi còn có chuyện khác. Hứa Tư không phải người của Ái Đạt, cũng chẳng thuộc Cẩm Hồ, tất nhiên không phải đi, hơn nữa hai cô gái đi cả thì bữa trưa của Trương Khắc giải quyết ra sao? Tới trưa, Trương Khắc nhận được điện thoại của Hứa Thụy Bình báo cho một tin tức tốt. Buổi sáng thành phố vừa thông qua phương án cải tổ quỹ tín dụng thành ngân hàng thương nghiệp, quyền phủ quyết cho vay của cổ đông được thông qua, về nguyên tắc thành phố cũng đồng ý để Lý Nghị Hoa làm giám đốc đầu tiên của ngân hàng. Ái Đạt phục tùng Đại cục kiến thiết kinh tế Hải Châu, Đường Học Khiêm tất nhiên lấy ra đổi lấy chút lợi thực tế, Trương Khắc chỉ không ngờ tới nhanh như vậy. Có điều hiện giờ Trương Khắc đang bận bù đầu, chỉ gọi điện cho Lý Nghị Hoa chúc mừng trước. Ngài Mặc đã nhận lời Lưu Hải Yến và Triệu Hải Chu tới Hải Châu, đây là chuyến bay từ Bắc Kinh tới Hải Châu duy nhất còn lại tuần này. So với một năm trước tới Hải Châu thì Ngài Mặc nhìn thấy rất nhiều thay đổi, dùng tiếng phổ thông không thể tính của tiêu chuẩn ra cảm khái về biến hóa của Hải Châu. Năm ngoái C, Q bị Ti chia mất nửa thị trường chi giải mã, nguyên nhân quan trọng là Ái Đạt cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ngoại tầng cho Ti, có điều Ngài Mặc rất tán thưởng công ty trong nước có thành tựu kỹ thuật. Và lại Ái Đạt tuy chỉ dùng một nửa chip giải mã của C, Q nhưng vẫn là khách hàng lớn.
Ái Đạt đưa ra lời mời, Ngải Mặc tất nhiên vui vẻ tới, huống chi ông ta có tâm tư giống Trần Tín Sinh, thuận tiện tiếp xúc thân mật hơn với Khoa Vương. Nhưng sau khi được đi tham quan viện nghiên cứu kỹ thuật Cẩm Hồ, xem trình diễn máy mẫu, ông ta triệt để vứt bỏ Khoa Vương. Ngải Mặc là phó tổng giám đốc cao cấp của CQ, quyền hạn cực lớn, xem trình diễn máy mẫu, đọc tài liệu kỹ thuật độc quyền tương quan, tố dưỡng nghề nghiệp cực tốt làm ông ta lập tức ý thức được khai phát chip giải mã đời 3, thúc đẩy siêu cấp VCD, làm cách cục lũng đoạn thị trường chip giải mã sẽ được kéo dài. Ông ta lập tức trao đổi với tổng bộ, đồng thời triển khai đàm phán với Trương Khác. Bên phía Ti hành động chậm hơn, dù sao công ty lớn phải có thế của họ, trừ Trần Tín Sinh tích cực trao đổi với tổng bộ ra, Trương Khác cũng bảo Đinh Hòe chủ động trình bày kỹ thuật tương quan với tổng bộ Ti. Nhưng sự quyết đoán của CQ khiến tổng bộ Ti bỏ do dự không cần thiết, một khi CQ và Ái Đạt ký kết hiệp nghị trước, Ti sẽ rất bất lợi, liền cấp quyền Trần Tín Sinh cùng CQ đàm phán trao quyền kỹ thuật với Ái Đạt. Bên phía Đinh Hòe đã chuẩn bị rất lâu rồi, nên ở phương diện phương án giải quyết, bọn họ có nghiên cứu hoàn chỉnh, thậm chí Trương Khác cho rằng nếu hiện giờ đạt thành hiệp nghị, nếu tới Tết Nguyên đán 1997 mới khai phát chip giải mã đời 3 là chậm lắm rồi, chỉ cần Ái Đạt cung cấp phương án giải quyết ra, sau đó cải biến tính năng hệ thống, gần như có thể đồng bộ đưa ra cùng siêu cấp VCD. Ngày 12 tháng 11, sân bay phía Bắc thành phố náo nhiệt hơn thường ngày, hôm nay có chuyến bay tăng cường từ Bắc Kinh tới Hải Châu, hành khách ở phòng chờ qua cửa kính nhìn thấy mấy cỗ xe của DTH. Có nhân vật trọng yếu nào sắp tới Hải Châu à? Một lữ khách trung niên không chịu nổi loại ghế nhựa lạnh ngắt trong phòng chờ, đứng ra ngó nghiêng. Mấy ngày qua nhiệt độ hạ xuống, trời âm u, ban ngày nhiệt độ chỉ chừng 5 độ, phương Nam độ ẩm lớn, người phương Bắc thường không chịu nổi, đáng lý trong phòng chờ phải có thiết bị điều hòa không khí, nhưng chẳng có tác dụng gì, cửa sổ mở toang hoang mà chẳng ai ngó ngàng, gió lạnh mặc sức càn quét, chỉ điều này thôi khiến vị lữ khách trung niên này chẳng ấn tượng gì tốt đẹp với Hải Châu. Chuyến bay từ Bắc Kinh đã hạ cánh, bên này chuẩn bị lên máy bay. Tạ Kiếm Nam ngồi máy bay hơi ù tai, suốt ngày đối diện với đám phóng viên truy đuổi, mặc dù tinh thần phấn khích, nhưng ra khỏi khoang máy bay, nhìn bầu trời u ám của Hải Châu, vẫn thở phào nhẹ nhõm. Thư ký trưởng Trương và giám đốc Tạ chắc đợi ở bên ngoài rồi. Lưu Minh Huy đi đằng sau Tạ Kiếm Nam nói. Được, chúng ta xuống thôi. Tạ Kiếm Nam quay lại nắm tay Trần Tĩnh. Cuối cùng cũng được thở phào. Chưa đâu, thời gian đại hội nhà phân phối của chúng ta và Ái Đạt sát nhau, sẽ tiếp tục bị các giới truyền thông chú ý. Lưu Minh Huy lắc đầu. Thế tức là chưa được nghỉ à? Trần Tĩnh hơi mỏi mệt nói. Tạ Kiếm Nam và Trương Hiểu Kiện gọi điện thoại, được biết Ái Đạt tỏ thái độ chú trọng đại cục, hắn đoán Trương Khác sẽ không ngừng có thủ đoạn nhỏ, nhưng chỉ cần không trở mặt, Khoa Vương sẽ có được thời gian phát triển quan trọng. Hắn sợ nhất là Trương Khác nổi giận. Ái Đạt hạ giá sản phẩm, Khoa Vương lúc này chẳng những không thể dám giá theo, danh tiếng thương hiệu thua xa Ái Đạt, hắn luôn cho rằng Trương Khác là kẻ hám lợi, nhưng vài lần chơi hiểm bị sau lưng ai chẳng tức, Trương Khác rất có thể giận quá mất khôn, làm hắn cực lo khả năng này. Mặc dù hạ giá là tự tàn sát nhau, nhưng Ái Đạt chỉ tàn mà không chết, Khoa Vương chưa có năng lực sinh tồn ngoan cường như vậy, Tạ Kiếm Nam vẫn còn biết mình, Khoa Vương ít nhất cần 3-4 tháng nữa mới đứng vững chân được. Nếu như Trương Khác đã thông qua đường học khiêm nói sẽ chú trọng đại cục phát triển kinh tế Hải Châu, ít nhất có thể loại trừ khả năng tàn sát lẫn nhau này. Rời sân bay, Tạ Kiếm Nam nhìn thấy mấy cỗ xe của DTH, phóng viên nhìn thấy bọn họ, đều cầm thiết bị phỏng vấn lên, nhưng nhìn chiếc Nissan màu đen bên cạnh đợi mệnh lệnh. Chu Phú Minh, Trương Hiểu Kiện từ chiếc Nissan đi ra, Tạ Chiêm đi ra từ chiếc xe khác, sau khi đoạt được Tiêu Vương, công việc trở nên bận rộn, hắn về Hải Châu trước. Bí thư Chu sao lại đến đây? Thần kinh vừa thả lỏng của Tạ Kiếm Nam lại căng lên, đi nhanh tới. Thư ký trưởng Trương không nói gì với tôi cả. Vừa khéo không có việc gì nên theo Hiểu Kiện tới đây, còn giúp cậu kéo tới vài phóng viên DTH. Chu Phu Minh bắt tay Tạ Kiếm Nam, mặt hướng về ống kính. Bí thư Chu còn chuyên môn giúp anh liên hệ chuyện chuyến bay. Tạ Chiêm cười rất nịnh bợ. Tạ Kiếm Nam tất nhiên cảm ơn không thôi, nếu chẳng phải tăng chuyến bay. Bọn họ sẽ phải đi tàu hỏa tốn rất nhiều thời gian. Cũng không phải chuyên môn vì cậu, một tuần chỉ có 2 chuyến bay tới thủ đô, không lợi cho cách cục phát triển kinh tế Hải Châu, tôi thấy ít nhất phải tăng thêm mỗi ngày một chuyến. Chu Phú Minh cố ý nói hời hợt, biểu thị coi trọng khí thế phát triển kinh tế tương lai của Hải Châu. Sa Điền giải tỏa quy mô lớn, gây mâu thuẫn xã hội gay gắt,
may nhờ thực nghiệp Hoành Viễn xây nhà định cư mới hóa giải phần nào mâu thuẫn. Sau 2 năm giải tỏa, tiến độ khai thác thương nghiệp chậm hơn tính toán của thành phố quá nhiều, kiến trúc thương nghiệp Tây Sa Điền chỉ thưa thớt vài cái, khiến sự huy hoàng khi xây tòa nhà Phủ Thiên xong chẳng còn lại mấy. City cổ phần Hải Châu không chỉ giải quyết vấn đề sinh tồn của gần như tất cả xí nghiệp khó khăn của Hải Châu, còn làm sống lại tài sản quốc hữu gần 1 tỷ, thành tích chói lọi. Cẩm Hồ, Tân Quang, Ái Đạt càng không phải nói, còn xí nghiệp dân doanh hàng đầu Hải Châu là Cẩm Thành tụt hậu quá nhiều. 2 năm qua Hải Châu xảy ra quá nhiều sự kiện kinh tế, bên lên bên xuống, ở vấn đề kinh tế, tiếng nói của Chu Phú Minh ngày một nhỏ. Hiện giờ lại nhắc tới vấn đề Tống Bồi Minh vào thường ủy, Chu Phú Minh muốn ngăn lại, có điều ông ta ở địa vị rất bị động, vì 2 năm qua kinh tế khu thành Nam thậm chí có thể nói là nhảy vọt. Chính vì thế Chu Phú Minh rất kỳ vọng vào Khoa Vương, vào thời khắc quan trọng, Khoa Vương lôi kéo một loạt nhân sự cao cấp của Ái Đạt, bất kỳ ai cũng thấy Khoa Vương đối lý. Chu Phú Minh vẫn đứng ra giơ cao ngọn cờ đại cục kiến thiết kinh tế thống nhất tư tưởng thường ủy, rồi thông qua Đường Học Khiêm gây áp lực với Trương Khác. Trước ống kính máy quay, Chu Phú Minh làm bộ quan tâm hỏi han chuyện ở Bắc Kinh. Thực ra Úc Bình đã theo Tạ Chiêm, Triệu Ti Minh về Hải Châu trước rồi, chuyện ở Bắc Kinh, Chu Phú Minh nằm trong chăn nghe cô ta kể hết chuyện xảy ra. Tạ Kiếm Nam trả lời đúng sự thực, mặc dù cạnh tranh Tiêu Vương mới qua 4 ngày, nhưng tin tức phản hồi từ thị trường làm người ta phấn chấn. Nhà phân phối liên tục yêu cầu tăng hàng, cũng không ngừng có nhà phân phối mới liên hệ, điện thoại reo không ngừng, tình hình mới đầu hệt Ái Đạt năm ngoái. Tạ Chiêm khinh khỉnh nói. Xem ra sự thành công của Ái Đạt cũng chẳng có nhiều bí quyết lắm. Có được tầm nhìn như thế là không dễ rồi. Chu Phú Minh không coi thường Trương Khác như hắn, nói một câu công bằng. Tạ Kiếm Nam chỉ biết hời hợt sơ qua về vụ án Đường Học Khiêm, tuyệt đối không có cảm xúc sâu như người ở trong vùng xoáy như Chu Phú Minh. Nên ông ta càng rõ Trương Khác hơn. Thời gian qua Chu Phú Minh dần dần nhìn rõ rồi, sự nhảy vọt của khu thành Nam, Ái Đạt và Tân Quang phát triển mạnh mẽ đều có bóng Trương Khác đằng sau, làm gì có chuyện một cầu chẳng có nhiều bí quyết lắm mà khái quát được. Những điều này giải thích không rõ với hắn được. Tạ Chiêm bị Tạ Vãn Tình đẩy khỏi Hải Dụ là do Trương Khác chỉ chiêu sau lưng, chỉ là điều này Tạ Chiêm chưa bao giờ nói ra với ai. Chu Phú Minh lại hỏi tình hình đại hội nhà phân phối. Ông ta bày tỏ sẵn sàng dọn sạch khách ở nhà khách Văn Sơn cho Khoa Vương tổ chức đại hội. Có kinh nghiệm từ Ái Đạt, nhất là có Lưu Minh Huy rồi, Tạ Kiếm Nam chỉ lo vấn đề tài chính, hỏi. Bí thư Chu, thành phố sắp lập nên ngân hàng thương nghiệp, có thể giúp Khoa Vương một phần tài chính lưu động không? Chuyện này, Chu Phú Minh cau mày. Ngân hàng thương nghiệp, Hải Dụ, Cẩm Hồ, Thịnh Hâm đều có tham dự, phương án mãi không xác định được, nhân tuyển giám đốc cũng có tranh cãi. Hiện giờ thành phố yêu cầu Ái Đạt chú trọng đại cục, nên một số vấn đề nhỏ phải nhượng bộ. Ban đầu Cẩm Thành cũng muốn tham gia vào ngân hàng, nhưng Đường Học Khiêm yêu cầu Cẩm Thành tuân theo lời hứa cả ba công ty kia là không huy động vốn từ ngân hàng, nên Triệu Cẩm Vinh mất đi hứng thú. Tạ Kiếm Nam biết phương án thành lập ngân hàng thông qua Triệu Cẩm Vinh, nghe Chu Phú Minh nói đã nhượng bộ ở một số vấn đề, biết Khoa Vương không thể thông qua thành phố gây áp lực với ngân hàng để được vay vốn rồi. Chu Phú Minh nói thêm. Vấn đề tài chính, thành phố sẽ triệu tập các ngân hàng khác nghiên cứu, ủng hộ xí nghiệp dân doanh là đại thế mà. Có điều gần đây thành phố đầu tư cơ sở khá lớn, cũng đang cò kè với ngân hàng, nếu huy động vốn từ Tân Thái, Huệ Sơn thì sao? Cần gì thành phố sẽ ủng hộ? Tạ Kiếm Nam biết cái khó của Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm không thể để chính phủ cung cấp hỗ trợ vô hạn cho bọn họ được, ý Chu Phú Minh đã rõ rồi, hy vọng Khoa Vương tích cực tìm nguồn vốn ở nơi khác. Tạ Chiêm trước đó dự đoán sản xuất cần tăng thêm 100 triệu tiền lưu động. Lúc này cách đại hội nhà phân phối còn 10 ngày nữa, sau đại hội, kiến lập hệ thống tiền đảm bảo, có thể lấy được tiền từ mạng lưới tiêu thụ, có điều ít nhất cần thêm nửa tháng. Trong tay Tạ Kiếm Nam có 70, 80 triệu, nhưng hắn biết muốn thực sự phối hợp được DTHTW quảng bá danh tiếng Tiêu Vương, vẫn phải đầu tư quảng cáo ở các kênh truyền thông khác, như thế phải đầu tư thêm một phần tài chính nữa. Tính ra vẫn thiếu 60 triệu nữa mới gom đủ số tiền cần thiết. Chắc chắn nửa tháng sau sẽ có tiền đảm bảo từ nhà phân phối, nhưng không đợi được tới lúc đó nữa, các nơi đang báo hết hàng liên tục, Khoa Vương không lập tức đầu tư sản xuất ngay sẽ để lỡ thời cơ, Tạ Kiếm Nam nghĩ xem ra cần phải trao đổi kỹ rồi. Sau khi hẹn Chu Phú Minh tối tới nhà khách Văn Sơn dùng cơm, đoàn người Tạ Kiếm Nam về thẳng văn phòng làm việc của Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam nói với Tạ Chiêm. Đối với đơn đặt hàng gia tăng của các nơi,
chúng ta cũng cần phải có sách lược, trước tiên là thỏa mãn các nhà phân phối thanh toán nhanh, đặc biệt là những nơi giao hàng lấy tiền ngay. Không vấn đề gì, các nhà phân phối ở gần đều tự đưa xe tới lấy hàng. Tạ Chiêm hỏi Lưu Minh Huy. Năm ngoái Ái Đạt cũng như thế phải không? Lưu Minh Huy gật đầu. Trước đại hội nhà phân phối vài ngày bị người ta lái xe tới cướp hết hàng rồi. Thế là thằng tiểu tử chưa mọc đủ lông đó hưởng lợi một năm rồi. Tạ Chiêm cay cú nói. Vậy hiện giờ chúng ta yêu cầu nhà phân phối thanh toán ngay cũng được. Tạ Kiếm Nam tán đồng. Anh làm thế đi, tôi thấy điều thêm 50 triệu nữa là có thể cầm cự được. Điều thế nào, chia đều ra à? Tạ Chiêm hỏi. Tôi dốc toàn bộ gia sản vào đây rồi, vài trăm nghìn cũng không có. Đem e, nhà, gái của anh thế chấp cho tôi cho anh vay. Tạ Chiêm đầu tư vào Khoa Vương 10 triệu, chiếm 8% cổ phần, Tạ Kiếm Nam biết mấy năm qua hắn kiếm được không ít, 10 triệu chưa làm hắn rỗng túi. Tạ Chiêm quay sang than. Trần Tĩnh, cô trông chừng anh ta đi, giờ còn mưu đồ với nữ nhân của tôi nữa. Trần Tĩnh tất nhiên không xen vào đề tài của nam nhân, Trần Tĩnh biết chuyện cô thư ký kia của Tạ Kiếm Nam, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ta sẽ không để loại chuyện này làm bản thân phải phiền lòng, một cô gái thông minh biết cách sống hạnh phúc. Nhưng nghĩ theo tỷ lệ đại nhã cũng phải đầu tư vào 10 triệu. Xe đi tới Trần Ích Long, Tạ Kiếm Nam thấy cổng điện tử Ái Đạt có mấy cỗ xe biển số ngoài ra vào, hỏi. Ái Đạt có động tính gì không? Trần Tín Sinh của Ti, ngài Mặc của C, Q sau khi tới Hải Châu không liên lạc với chúng ta, anh nghĩ cách tìm họ chưa? Thằng nhãi chưa đủ lông đó tinh lắm. Tôi hoài nghi nó khống chế Trần Tín Sinh và ngài Mặc rồi, lúc nào cũng có người đi kè kè bên cạnh, không kiếm được cơ hội. Hôm qua có gặp Trần Tín Sinh, còn do Phó Tuấn lái xe tới, lúc ăn cơm nhìn thằng chó Phó Tuấn đó ngồi một bên không nói không rằng, không ăn cơm, không uống rượu, tôi chỉ muốn cầm đũa chọc chết nó, chẳng bàn được chuyện gì cả. Nhớ lại chuyện hôm qua, Tạ Chiêm thực sự muốn giết Phó Tuấn. Có điều đã hẹn với Trần Tín Sinh rồi, hắn đợi anh về sẽ chính thức bàn chuyện cung cấp hàng. Dù sao kinh doanh chú trọng lợi nhuận, thằng nhãi chưa đủ lông sao khống chế nổi Ti. Nghe Tạ Chiêm nói vậy, Tạ Kiếm Nam chẳng cảm khái mấy, Ti và Ái Đạt quan hệ cực tốt, thậm chí liên hợp thành lập viện nghiên cứu thái khắc, đây chẳng còn là bí mật trong nghề nữa. Vậy ngài Mặc thì sao? Tạ Kiếm Nam lại hỏi. Hắn ông ta tới Hải Châu hôm qua rồi. Nhắc làm gì cho thêm buồn? Tạ Chiêm thở dài sườn sượt. Ngài Mặc chiều hôm qua tới Hải Châu, có điều đi cùng với Tô Tân Đông, giám đốc Úc tối qua đợi ông ta ngoài khách sạn Tây Thành mà Ái Đạt đặt phòng cho ông ta tới nửa đêm, bị người ta nhầm là gái tới mấy lần, còn có người khách hào phóng ra giá 1 vạn. Ai, làm nữ nhân đúng là dễ kiếm tiền. Có đợi được không? Tạ Kiếm Nam rất muốn nhắc Tạ Chiêm, không phải nữ nhân nào cũng động vào được, nhất là Úc Bình, Tạ Chiêm thường xuyên nói tới cô ta. Tôi lo thằng nhãi chưa mọc đủ lông đó đang chơi chúng ta, có điều hết cách, tôi đợi thay cho giám đốc Úc. Tới tờ mờ sáng thấy ngài Mặc hưng phấn trở về, có vẻ cả tối tới mấy chỗ giải trí thác loạn, thằng nhãi chưa mọc đủ lông đó đưa ông ta vào tận phòng, đợi nó đi rồi. Tôi định tới tìm ông ta, chưa gõ cửa thì có hai con ả từ phòng bên cạnh đi ra, mắt nhìn tôi quay quái, giờ đó tôi mà vào thì thành cái gì? Tạ Chiêm nói vài câu không thoát được nữ nhân. Thằng cha phòng bên cạnh biết hưởng thụ thật, không ngờ chơi 3P. Lưu Minh Huy cười lớn, cảm thấy Tạ Chiêm rất thú vị. Trần Tĩnh đỏ mặt, thầm chửi nam nhân không có kẻ nào tử tế. Chương 443, ngài Mặc hài hước. Anh làm sao biết không phải trong phòng đó có hai nam nhân? Tạ Kiếm Nam bị hắn làm tức tới bật cười. Anh nói chưa gặp ngài Mặc à? Bốn người đại chiến càng thích. Tạ Chiêm thấy Tạ Kiếm Nam không có tâm tình ba hoa với hắn, quay lại chuyện chính. Ngủ được 2 tiếng, sáng cả đống việc, chưa tới đón mọi người, vốn tôi chẳng cần đi. Nhưng Chu Phú Minh tới góp vui rồi, tôi không thể không đi được. Tức là chưa gặp được. Phần mắt đọc không có vấn đề mấy. Sony và Philip đang cạnh tranh nhau. Pioneer cũng sản xuất một ít, nhưng chip giải mã phải theo dõi sát vào. Hiện chip giải mã chỉ có T và C, Q chia đôi thị trường. Tôi nghĩ hiệp nghị lũng đoạn thế nào cũng có. Như vậy thị trường cung ứng chip giải mã dễ bị người ta khống chế lắm. Tạ Kiếm Nam lo ra mặt. Anh còn lo thằng nhãi chưa mọc đủ lông ấy à? Tạ Chiêm hừ một tiếng. Đừng nói là có hai công ty cung ứng, chỉ riêng điều tố cáo kỳ thị thương nghiệp một doanh nghiệp nổi danh toàn cầu như Ti không muốn gánh vác đâu. Không phải lo bọn họ không cung ứng, chẳng may bọn họ chơi trò cung ứng ưu tiên,
chỉ cần khi Khoa Vương phát triển thuận lợi nhất bọn họ ngáng chân một cái là đủ chết rồi. Phải nhanh chóng ký kết hợp đồng cung cấp hàng năm sau mới yên tâm. Tạ Kiếm Nam vẫn không buông lỏng cảnh giác với Trương Khác. Có cần thế không? Tạ Chiêm hơi kinh thường, có điều về phương châm kinh doanh vẫn phải nghe Tạ Kiếm Nam. Vậy tôi đánh thẳng tới nhà máy Ái Đạt nhé. Anh cũng nhiều việc lắm rồi. Tạ Kiếm Nam quay sang Trần Tĩnh. Em xử lý chuyện này đi, phụ nữ dù sao cũng có chút ưu thế. Tuy Khoa Vương có phòng vật tư, nhưng Tạ Kiếm Nam đem quyền mua chip giải mã và mắt độc đặt ở phòng thị trường. Trần Tĩnh gật đầu đồng ý, nhưng cô không biết phải làm sao mới để Khoa Vương không bị tổn hại lợi ích từ Ti và C, Q. Tạ Chiêm nói. Tôi bảo lái xe Tiểu Vương đi với cô, mấy chỗ ngả mặc, Trần Tín sinh ra vào tại Hải Châu cậu ta đều biết. Không biết ai đem tin Tạ Kiếm Nam ngồi chuyến bay tăng cường về Hải Châu truyền cho Hứa Thụy Bình, hắn liền gọi điện báo với Trương Khác. Trương Khác đang suốt cả ngày cùng ngài mặc, Trần Tín sinh tranh chấp phân chia thị trường chip giải mã đời 3, chỉ cười bình tĩnh, đoán Chu Phú Minh ra mặt kiếm đãi ngộ đặc biệt cho Tạ Kiếm Nam. Chu Phú Minh kỳ vọng rất lớn vào Khoa Vương, đây là chuyện hợp lý thôi, tạm thời Trương Khác chẳng bận tâm tới Khoa Vương. Ái Đạt có phương án giải quyết hoàn thiện, lại có kỹ thuật độc quyền quan trọng. Trong đàm phán mỗi nhà có ưu thế riêng, một miếng bánh lớn như thế, hơn nhau một chút thôi là món lợi tới cả chục triệu USD. Trương Khác đề xuất một phương án, Trần Tín Sinh đưa ra phương án khác, ngài mặc gạt cả đi có phương án riêng, may mà chỉ có ba nhà, nếu không chỉ riêng chất đống phương án lên tranh luận đã đủ người ta phát điên. Mặc dù cả ba nhà đều muốn mau chóng đạt thành hiệp nghị, nhưng La Mã không phải xây nên trong một ngày, Trương Khác thậm chí muốn ba bên ký hợp đồng bí mật. Đem kỹ thuật chip giải mã đời 3 ra công khai cho nhau, để Ti và C, Q nghiên cứu phát triển trước, cấp quyền có thể thong thả bàn. Ngài mặc ban đầu hơi do dự, chữ tín của các doanh nghiệp trong nước làm người ta không yên tâm, hơn nữa hiện trạng bảo hộ tri thức trong nước rất đáng ái ngại, nên không tin Ái Đạt lắm. Sau khi ngài mặc ký một hiệp nghị bảo mật, biết được chuyện hợp tác 2 năm qua giữa Ái Đạt và Ti, cầm thiếu chút nữa rớt ra, Ti khởi động lại nghiên cứu chip giải mã đời 2 do Ái Đạt kiến nghị mạnh mẽ. Còn cung cấp phương án giải quyết hoàn chỉnh, nên Ti mới có thể chia chén canh trong nồi của C, Q. Giờ ngài mặc mới biết Ái Đạt đúng là thợ săn nấp trong bóng tối, có thể xưng là vua của thị trường đầu đĩa trong nước, thực sự không nghĩ ra được ở trong nước có doanh nghiệp nào có thể lay động địa vị của Ái Đạt. Vậy công tác nghiên cứu triển khai trước, Trương Khác vì thúc tiến tiến độ nghiên cứu phát triển, để kỹ sư của Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ tham gia, khẳng khái nói. Vì để công tác mau chóng hoàn thành, có chuyển cả nửa viện nghiên cứu tới cũng không thành vấn đề. Trương Khác xưa nay luôn coi trung tâm nghiên cứu của mình là báu vật, còn đặc biệt tách ra thành lập viện nghiên cứu Cẩm Hồ, nếu đem kỹ sư của viện nghiên cứu ra, tuyệt đối là một lực lượng kỹ thuật hùng mạnh. Để có thể tham dự công tác nghiên cứu phát triển chip giải mã đời 3, Trương Khác hận không thể nhân cơ hội này phái toán bộ kỹ sư đi bồi huấn 2 tháng, nói nửa viện nghiên cứu là khắc chế lắm rồi. Trần Tín Sinh và ngài mặc đương nhiên rất lấy làm tiếc nói với Trương Khác không thể tiếp nhận nhiều người như thế cùng triển khai công tác, cuối cùng nói bã bọt mép Trương Khác mới miễn cưỡng đồng ý mỗi bên tiếp nhận 5 kỹ sư tham gia công tác nghiên cứu. Rời khỏi phòng hội nghị, Trương Khác, Đinh Hòe, Trần Tín Sinh, Đinh Lỗi, ngài mặc không nói một lời nào nội dung đàm phán nữa, mọi thứ để lại đằng sau rồi, mọi người khác vai nhau nói cười vui vẻ. Ngả mặc dùng thứ tiếng phổ thông cực kỳ quái dị, khoác vai Trương Khác nói. Anh bạn nhỏ, Hải Châu có chỗ nào hay để chơi không, ý tôi là chỗ nào tán gái được ấy, tôi mời mọi người. Trương Khác khinh bỉ nhìn ngài mặc, ông ta tưởng đây là Tam Lý Chuân của Bắc Kinh, Tân Thiên Địa của Thượng Hải chắc, nhìn ông ta một lượt từ trên xuống dưới. Ông à, bỏ tiền ra thì có lẽ dễ dàng hơn một chút. Tôi xấu xí lắm mà. Ngả mặc chỉ mũi mình hỏi. Trần Tín Sinh đành phải giải thích cho ông ta biết, Hải Châu là thành phố nhỏ còn rất truyền thống. Gặp được cô gái theo một người Mỹ vào nhà khách chơi tình một đêm cũng như đi đường gặp phải kim cương vậy, cho dù bỏ tiền tìm gái gọi, cũng phải tính xem cô gái đó có e sợ người nước ngoài không. Ngả mặc rất hụt hẫng, vỗ vai Trương Khác nói. Cậu mà tới nước Mỹ chúng tôi, nhất định không bị lạnh nhạt như vậy. Khi xuống lầu, Trương Khác và Đinh Hòe tụt lại đằng sau thảo luận an bài buổi tối, ngả mặc và Trần Tín Sinh khoác vai nhau đi trước, thực ra là ngả mặc là người phóng khoảng kéo vai Trần Tín Sinh. Chuyện trò rôm rả như bạn bè thân thiết. Người Mỹ là thế luôn phân rõ công việc và cuộc sống, lúc nãy đàm phán cãi nhau đỏ mặt tía tai như kẻ thù, lúc này quên hết cả. Trương Khác đột nhiên nhìn thấy Trần Tĩnh từ ngoài đi nhanh vào, tới thẳng trước mặt ngả mặc, Trần Tín Sinh.
Ông Ngải Mặc. Ồ, Trần tiểu thư xinh đẹp. Ngải Mặc đã gặp đám Tạ Kiếm Nam ở Bắc Kinh, thấy Trần Tĩnh xuất hiện ở đây cũng không ngạc nhiên mấy, ông ta biết Tạ Chiêm lởn vởn ngoài phòng mình cả tối hôm qua. Chỉ là hiện giờ ông ta chẳng còn hứng thú thảo luận chuyện cung ứng hàng cho Khoa Vương. Tên Trung Quốc của tôi là Ngải Mặc, họ Ngải, Ngải trong cây Ngải, tên Mặc, Mặc trong Mặc Tử. Cô có thể gọi tôi là ông Ngải, cũng có thể gọi là A Mặc như thói quen của người Trung Quốc. Trương Khắc chố mắt hỏi Đinh Hòe. Đồng chí A Mặc trở nên hài hước như thế từ khi nào vậy? Đinh Hòe, Tô Tân Đông quen Ngải Mặc từ khi Vạn Yến phát triển chip giải mã đời một cùng C, Q. Mức độ hài hước của ông ta liên quan tới mức độ quen thuộc của ông ta với người khác, người biết cái tính này của ông ta đều giữ khoảng cách nhất định với ông ta. Ái Đạt càng chiếu cố tận tình Ngải Mặc và Trần Tín Sinh, càng làm đám Tạ Kiếm Nam cho rằng Ái Đạt chơi bẩn sau lưng, nên suốt ruột muốn ký gấp hiệp nghị cung ứng hàng hóa năm sau. Tạ Kiếm Nam hiện phải ăn cơm với các lãnh đạo thành ủy, buổi tối còn phải về Huệ Sơn, hắn chưa tín nhiệm Lưu Minh Huy, tất nhiên chỉ có thể để Trần Tĩnh gánh dùm. Trần Tĩnh đợi ngoài cổng rất lâu, thấy Trần Tín Sinh và Ngả Mặc liền vội vàng đi tới, lúc này mới thấy Trương Khác, cô ta không quen với sự hài hước của người Mỹ, đỏ mặt nói. Ông Ngải Mặc tới Hải Châu nhất định phải để tôi làm chọn tình địa chủ. Trần Tiểu Thư là người Hải Châu à? Ngả Mặc oán tránh với Trương Khác. Sao các cô gái xinh đẹp toàn ở Hải Châu hết vậy? Chương 444, tiền đảm bảo. Tôi cũng không biết Trần Tiểu Thư là người Hải Châu. Trương Khác không biết Ngải Mặc cố ý giả ngốc trêu Trần Tĩnh hay không, có điều y có ý giả ngốc thật. Đồng chí A Mặc sau khi tới Hải Châu luôn muốn tìm chỗ tán gái, nếu Trần Tiểu Thư là người Hải Châu, không bằng cùng chúng tôi đi ăn cơm, sau đó tìm giúp đồng chí A Mặc. Trần Tĩnh hơi bối rối, nhìn Trương Khác mấy giây mới nói với Ngải Mặc. Ông Ngải Mặc có lẽ là muốn tìm quán ba phải không, tôi biết vài quán ba không tệ, có thể làm hướng dẫn cho ông. Tôi nói rồi, tôi họ Ngải tên Mặc. Ngả Mặc hỏi Trương Khác. Người Trung Quốc cũng có thể gọi cả tên họ người ta kèm với ông Ngà. Có thể. Trương Khác thấy Trần Tĩnh không phải cô gái hay thẹn thùng, chỉ Trần Tín Sinh kiên nhẫn giải thích. Ông Trần Tín Sinh, ông Tín Sinh, gọi thế nào đều được, chỉ khác nhau một chút về mức độ thân mật thôi. Ồ, ông Tín Sinh, nghe hay đấy. Ngả Mặc ôm vai Trần Tín Sinh. Sau này tôi gọi cậu như thế nhé. Trương Khác chỉ biết vỗ đầu. Không ngờ Ngải Mặc rời khỏi phòng hội nghị liền trở thành người lắm trò như vậy, so với ông ta thì Chu Yến Hà, cô trợ thủ của ông ta là một người rất nghiêm nghị, đại khái người ta không thể sinh tình yêu văn phòng với cô ta được. Chu Yến Hà đi đằng sau nhỏ giọng nói chuyện với trợ lý của Trần Tín Sinh, tựa hồ chẳng bận tâm tới Ngải Mặc. Thấy Trần Tĩnh kiên trì đứng đợi, xem ra có vẻ rất lo Ái Đạt dở trò, Trương Khác lịch sự nói. Chúng tôi tới nhà hàng Tây Thành ăn cơm, Trần Tiểu Thư nếu rảnh. Tôi rất lấy làm vinh hạnh. Trần Tĩnh rất chừng mực. Không bằng do tôi làm chủ, mời ông Ngả Mặc, ông Trần và ông Trương. Thế thì ngại quá. Trương Khác xoa tay. Thấy cô có thành ý như thế, vậy tùy cô. Trần Tĩnh rất tự nhiên nói. Tôi làm chủ, vậy thì để tôi chọn chỗ. Ông Trần, ông Ngải không ý kiến gì chứ? Trương Khác quay sang hỏi. Trần Tín Sinh và Ngả Mặc nhún vai, tỏ ý thế nào cũng được. Lái xe theo Trần Tĩnh tới nhà khách Văn Sơn. Tới nhà khách có cả Chu Phú Minh, Lục Giật Quang, Trương Hiểu Kiện cùng đám Tạ Kiếm Nam đứng ở ngoài cửa đón. Đám người này tụ lại với nhau Trương Khác chẳng hề bất ngờ, chuyện này tất nhiên có người báo với y. Trương Khác ghé đầu cười với Trần Tín Sinh. Nhờ hơi của anh và Ngải Mặc, tôi chưa bao giờ có vinh hạnh được bí thư thành ủy ra cửa đón đâu. Phó Tuấn lái xe vào, Trương Khác cách cửa kích giới thiệu lãnh đạo thành ủy cho Trần Tín Sinh, Ngải Mặc làm quen. Không lo người ngoài nhìn thấy tình hình trong xe, nói tiếp. Lát nữa để tội xuống xe trước tiên. Vì sao? Ngải Mặc không hiểu. Trần Tín Sinh thì có nhận thức sâu về quan trường trong nước, qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, hắn nhận ra Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh ủng hộ Ái Đạt còn mấy người ngoài kia ủng hộ Khoa Vương. Sự kiện Lưu Minh Huy có tính chất rất ác liệt, giữa hai công ty xảy ra chuyện này là không còn đường vãn hồi nữa, Trần Tín Sinh biết Trương Khác muốn xuống xe trước là muốn chơi ác. Gật đầu cười, nhường chỗ cho y ra trước. Lục Giật Quang luôn có lập trường trung lập, Trương Khác không ngờ ông ta tới đây, có lẽ ông ta nghĩ rằng Khoa Vương có tiền đồ lớn. Trần Tĩnh ra khỏi xe chạy tới mở cửa xe của Trương Khác, đám Chu Phú Minh đồng loạt đi tới nở nụ cười thân thiết, ai ngờ Trương Khác lại đi ra đầu tiên, còn vờ ngạc nhiên nói. Ồ, bí thư Chu, mọi người làm thế này.
thấy Chu Phú Minh mặt thoáng biến sắc, y cũng dừng lại đúng lúc. Mọi người tới đón ông Trần và ông Ngả phải không? Nói xong nhường qua một bên cho hai người còn lại xuống xe. Bị Trương Khác giở trò này, những lời hoan nghênh Chu Phú Minh nhẩm trong bụng nửa ngày trời không còn hứng nói ra nữa. Nghe nói ông Trần, ông Ngải nhận lời mời điện tử Khoa Vương tới Hải Châu làm khách, nội thân là nô bộc của nhân dân Hải Châu, biểu thị hoan nghênh. Tự hồ không hề biết hai người này nhận lời ái đạt tới Hải Châu vậy. Trần Tĩnh liền đi ra giới thiệu đôi bên rồi cùng vào trong. Khi an bài chỗ ngồi, Tạ Kiếm Nam không dám xếp Trương Khác ngồi bàn phụ, hắn sợ Trương Khác phất tay bỏ đi thì bữa tiệc khó khăn lắm mới tổ chức được này tan vỡ mất. Trần Tín Sinh, Ngải Mặc, Đinh Lỗi, Trương Khác, Đinh Hòe, Chu Phú Minh, Lục Giật Quang, Trương Hiểu Kiện ngồi ở bàn chính, nhưng người còn lại ngồi ở bàn khác. Trần Tín Sinh hiểu chuyện vòng vo trong chuyện này, trong bữa tiệc hạn chế uống rượu và nói chuyện, Ngải Mặc tự cho mình am hiểu TQ, thực chất không hiểu mấy chuyện nội tình. Trên bữa tiệc oang oang khen ái đạt là doanh nghiệp ưu tú, đáng để tất cả doanh nghiệp TQ học tập. Đám Chu Phú Minh mặc dù sắc mặt hơi khó coi, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn phải phụ họa, ông ta không thể tỏ ra thiên vị công ty nào. Giữa bữa tiệc, Tạ Kiếm Nam bất chấp sự có mặt của Trương Khác, thừa cơ đề xuất hy vọng có thể ký hợp đồng cung cấp chip giải mã ổn định với T và C, Q. Trần Tín Sinh biết Khoa Vương lo Trương Khác lợi dụng quan hệ đặc thù với T và C, Q kiềm chế sự phát triển của bọn họ. Ngải Mặc tính rất thẳng, nói luôn. Hình như đâu cần ký hợp đồng cung cấp hàng dài hạn mà các vị nói là bao lâu? Nửa năm, một năm hay là hai năm? Chuyện chip giải mã đời 3 tất nhiên Ngải Mặc giữ kín như bưng. Chip giải mã đời 3 xuất hiện, khẳng định có giá chênh lệch nhất định với chip giải mã đời 2. Các doanh nghiệp tùy mỗi khoảng thời gian sản xuất bao nhiêu đầu đĩa VCD, bao nhiêu đầu đĩa siêu cấp VCD phải tùy tình hình thị trường quyết định, nên tuyệt đối không thể ký hợp đồng dài hạn. Nếu không ảnh hưởng tới lợi ích doanh nghiệp lắp ráp, khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng. Lòng tốt của Ngải Mặc, đương nhiên đám Tạ Kiếm Nam không thể hiểu được, Tạ Chiêm cầm lý rượu tới bên cạnh nói. Chúng tôi muốn ký hợp đồng dài hạn là thể hiện thành ý hợp tác. Trương Khác cũng không muốn cuộc chơi kết thúc dễ dàng như vậy, cười nói. Ái đạt chúng tôi không có thành ý lắm nên không ký hợp đồng dài hạn, chúng tôi cũng chẳng trả nổi tiền đảm bảo. Tạ Chiêm cả bữa tiệc cứ tức tối mãi vì việc không có chỗ ngồi ở bàn tiệc chính, hắn muốn thể hiện địa vị quan trọng của mình nên quanh quẩn bàn tiệc chính mời rượu. Trần Tính Sinh mỗi lần chỉ đưa lý rượu lên đáp lại, nhấp môi một chút, song ly rượu không vơi đi chút nào. Trương Khác nói thẳng mình là học sinh, không được uống rượu. Ngải Mặc thích rượu, nhưng khi bàn chuyện làm ăn ông ta cực kỳ kiềm chế. Tạ Chiêm không kiếm được mấy cơ hội, rất không cam lòng trở về bàn của mình, Trương Khác nhích ghế mình ra một chút nói. Hay là bảo phục vụ cho thêm một ghế, giám đốc Tạ đừng uống rượu, bí thư Chu, bí thư Lục cũng phải đứng dậy. Tạ Chiêm thấy mặt Trương Khác rất chân thành, nhưng không dám khẳng định là y có đang mỉa mai mình không, Lục Giật Quang ngồi bên phải Trương Khác thì hoàn toàn không hề có ý nhích ghế ra nhường chỗ, nụ cười trên mặt Tạ Chiêm càng khó coi hơn khóc. Lúc này Trương Khác nói tới chuyện đảm bảo, Tạ Chiêm sắc mặt càng khó coi, nhưng hắn không dám tùy tiện thay Tạ Kiếm Nam đồng ý chuyện tiền đảm bảo. Huống hồ một đại cổ đông khác của Khoa Vương là Triệu Cẩm Vinh cũng có mặt. Do cổ phần của Tạ gia phân tán ở Chính Thái, Hải Thái và Tạ Chiêm, cho nên danh nghĩa Triệu Cẩm Vinh là đại cổ đông, sau đó là Chính Thái, Đại Nhã, Hải Thái, còn Tạ Chiêm xếp bét. Tạ Chiêm chạy lăng xăng bên bàn tiệc chính làm Triệu Cẩm Vinh rất bực mình, lại còn tùy tiện nói xen vào một câu bị Trương Khác mỉa cho đần mặt ra, ông ta càng thêm tức. Hiện tài chính lưu động của Khoa Vương còn thiếu 50 triệu. Chia ra Cẩm Thành bù vài 15 triệu, ông ta còn đang đau đầu không biết lấy đâu ra số tiền khẩn cấp này thì lại dính tới chuyện tiền đảm bảo. Trần Tín Sinh lấy mũi giày đá nhẹ Ngải Mặc một cái nói. Ty luôn hy vọng giữ quan hệ hợp tác với doanh nghiệp trong nước, không biết Khoa Vương dự đoán sản lượng năm sau bao nhiêu. Cho dù lượng cung ứng có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế, nhưng ký hợp đồng lâu dài, phải có số tiền đảm bảo cố định. Chương 445, lẻ loi giữa đêm đông. Sản lượng tiêu thụ đầu đĩa năm 9-16 dự kiến đạt 500 vạn tới 550 vạn chiếc, dù là dự tính thấp nhất năm 9-17 thị trường có thể đạt 800 vạn chiếc, dựa vào ảnh hưởng của Tiêu Vương, Khoa Vương chiếm 20% thị trường cũng có thể tính là con số không lạc quan rồi. Tính với 160 vạn chiếc đầu đĩa, cho dù tính 5% tiền đảm bảo thôi cũng hơn 5 triệu đô la Mỹ. Tạ Kiếm Nam hối hận vội vã nhắc tới chuyện này trên bàn tiệc, Trương Khác và lên tiếng. Trần Tín Sinh thuận giọng nói theo ngay,
nhìn vẻ mặt thiếu tự nhiên của Ngải Mặc, nhất định có ai đó đang ám thị với ông ta, tình hình ngày làm hắn càng thêm lo lắng, bọn họ quả nhiên cùng một bọn. Bữa tiệc tiếp theo đó có chút nặng nề, Trương Khắc thì mặt mày vẫn tươi như hoa, Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh tâm sự chung trùng, còn Tạ Chiêm bẽ mặt khỏi cần nhắc tới. Trần Tín Sinh đã lên tiếng, việc Khoa Vương nộp tiền đảm bảo cho ti nếu muốn ký hợp đồng dài hạn thành kết cục đã định, Ngải Mặc không tỏ thái độ, nhưng Tạ Kiếm Nam dự đoán được khi đàm phán thực sự, C, Q cũng chẳng dễ ăn nói hơn ti. Mặc dù cụ thể phải chi trả bao nhiêu tiền đảm bảo có thể tranh thủ trong khi đàm phán, nhưng dù sao cũng phải chiếm dụng một phần tài chính lưu động, may mà Chính Thái và Đại Nhã đều có mười mấy năm tích lũy, tài chính còn xem như hùng hậu, tài chính lưu động của Hải Thái mặc dù khẩn trương hơn một chút, nhưng đường huy động vốn ở Tân Thái, Huệ Sơn còn khá rộng. Tạ Kiếm Nam suy tính trong hợp đồng cung cấp hàng dài hạn khả năng khó tránh khỏi đủ các loại cạm bẫy, hắn hy vọng đây thành hợp đồng ưu tiên cung cấp hàng chứ không phải là hợp đồng hạn chế Khoa Vương kịp thời điều chỉnh sách lược thị trường. Cảm thụ của Triệu Cẩm Vinh thì khác, việc thành công bán đi tòa nhà Phủ Thiên tạm hóa giải áp lực tài chính của tập đoàn Cẩm Thành, nhưng dù sao Cẩm Thành đâu thể so với Chính Thái, Triệu Cẩm Vinh lại còn có 1/3 số đất ở Tây Sa Điền, tài chính bị dàn mỏng, khiến tiến triển các hạng mục đồng loạt chậm lại. Việc nửa năm qua phải điều nhân công sang xây dựng nhà máy cho Khoa Vương ở khu công nghiệp cũng gây ra tình trạng này, bất kể nói thế nào, tất cả đang dồn gánh nặng tài chính lên Cẩm Thành. Trước khi hợp tác với Tạ Gia, Cẩm Thành lợi dụng nhà máy phía dưới làm hàng giả kiếm được vài trăm vạn, cùng Tạ Gia hợp tác chính thức xây dựng Khoa Vương tới nay, mặc dù lợi nhuận kiếm được ném hết vào tuyên truyền thị trường, nhưng sản lượng cũng đã tăng lên 1 vạn chiếc một tháng, coi như khá thành công. Nếu như chuyển sang sách lược thị trường bảo thủ, với mức sản xuất và tiếng tăm thương hiệu hiện nay, đảm bảo cho Khoa Vương mỗi tháng kiếm được 300, 400 vạn lợi nhuận, hơn nữa sẽ ổn định tăng lên. So với thành tựu huy hoàng của Ái Đạt, chút thành công đó của Khoa Vương chỉ có thể nói đom đóm so với mặt trăng. Nhưng nếu không có dã tâm kiếm lời lớn, Triệu Cẩm Vinh đã không Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam chẳng phải Tạ Kiếm Nam. Cho nên tăng đầu tư, mở rộng sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đoạt Tiêu Vương, đều là chuyện logic rõ ràng. Một loạt chuyện tăng đầu tư, Cẩm Thành cũng phải ném vào Khoa Vương gần 40 triệu, Đường Học Khiêm chủ trì kinh tế Hải Châu, Cẩm Thành huy động tài chính ở Hải Châu không phải dễ dàng, tài chính lưu động của Cẩm Thành đã tới cực hạn, cho nên mới phải đồng ý cho tập đoàn Đại Nhã nhảy vào cắn một miếng. Trước bữa tiệc Tạ Kiếm Nam tìm ông ta nói Khoa Vương thiếu 50 triệu vốn lưu động nữa, số tiền này cần ngay, nếu không phải đợi tới sau đại hội nhà phân phối mới có tài chính lưu động. Khoản tiền này chia tới Cẩm Thành là 15 triệu. Triệu Cẩm Vinh lo thối ruột, may Chu Phú Minh, Lục Giật Quang vui vẻ tỏ thái độ, thành phố thống nhất ý kiến hỗ trợ Khoa Vương phát triển không phải chỉ là nói miệng. Địa ốc Cẩm Thành trước đó thế chấp một khoản vay với ngân hàng kiến thiết mãi chưa được thông qua, Triệu Cẩm Vinh nhiều lần mong Chu Phú Minh ra mặt đánh tiếng, như ông ta đùn đẩy, hôm nay lại sảng khoái nhận lời xúc tiến khoản vay này cho Cẩm Thành. Đó là khoản vay 30 triệu, Triệu Cẩm Vinh lấy tòa nhà Phủ Thiên ra thế chấp, suy tính 1/2 đầu tư vào Khoa Vương. 1/2 phân cho chỗ khác dùng gấp, không ngờ lại thêm khoản đảm bảo, nói thế trừ phía Khoa Vương, áp lực tài chính bên Cẩm Thành không giảm bớt chút nào, tâm tình tất nhiên không tốt. Đám Chu Phú Minh, Lục Giật Quang thì rất coi trọng thực lực của Chính Thái, Đại Nhã, Cẩm Thành, nên sau khi Khoa Vương đoạt Tiêu Vương rất kỳ vọng vào nó, trên bữa tiệc hơi bực mình vì Ngải Mặc luôn mồm khen Khoa Vương, còn lại rất vui, rất hưởng thụ tương lai tươi đẹp. Tạ Kiếm Nam tiễn đám Chu Phú Minh đi. Xem đồng hồ đã hơi 9 giờ, bảo với Trần Tĩnh. Tối nay anh về Huệ Sơn, em theo anh hay là... Thôi, mấy ngày qua em đủ vất vả rồi, ở lại đây nghỉ ngơi đi. Trần Tĩnh tay đặt trước bụng, cầm túi da cá sống giữ mép váy bó sát người, trong tầm mắt là Trương Khác đang đưa Trần Tín Sinh và Ngả Mặc lên xe, nhớ lại ở viện nghiên cứu Cẩm Hồ nhận lời ăn cơm xong đưa Ngải Mặc tới quán bar, giờ tất nhiên không phải đi nữa. Cô ta nghe ra Tạ Kiếm Nam nói vậy biết hắn không hề muốn mình theo về Huệ Sơn, miệng mím một hồi rồi nói. Được, vậy em gọi cho ba em nói trước một tiếng. Tập đoàn Đại Nhã gần như phải bỏ thêm 20 triệu nữa, Trần Tĩnh rõ tình hình công ty của cha, thời gian dài chuyên tâm làm sản phẩm hóa chất, quy mô không lớn bằng Chính Thái, nhưng tài chính trong tay không kém cạnh gì Chính Thái, 1-2 năm nay mới bắt đầu vươn ra các lĩnh vực khác. Trần Tĩnh nội tâm không tán đồng con đường phát triển của Khoa Vương, nhưng cha cô lại rất tán thưởng con đường này, cô không thể nói gì. Cô ta và cha mình đã có chia rẽ về việc kinh doanh khi cô ta thực tập ở Đại Nhã rồi, không cần cãi nhau vì Khoa Vương nữa. Tạ Kiếm Nam quay đầu sang,
thấy Ngải Mặc đang chui vào trong xe, cho rằng Trần Tĩnh đang nhìn ông ta, nói. Nếu chính thức nhắc tới chuyện này rồi thì mai em tiếp tục theo ông ta nhé. Có cần anh đưa em về không? Không cần, em tự về, không làm lỡ thời gian của anh nữa, đi đường cẩn thận đấy. Mặc dù Trần Tĩnh tới Hải Hải mấy ngày, nhưng khi cô ta còn đang do dự có nên làm việc ở Khoa Vương không thì cha cô ta đã mua cho cô ta một phòng ở tầng 18 tòa nhà Phủ Thiên rồi. Tạ Kiếm Nam vào xe, vừa lái khỏi nhà khách Văn Sơn đã lấy điện thoại ra gọi. Uyển Tú, anh đang về Huệ Sơn, em đang làm gì vậy? Ở bên Trần Tĩnh hắn luôn phải gồng mình thể hiện, bình thường không sao, nhưng lúc căng thẳng thế này, hắn cần cô thư ký nóng bỏng đó mới giải tỏa được áp lực. Nhìn Tạ Kiếm Nam đi trước, còn Trần Tĩnh vẫn đứng ở đó, Trương Khác lên ghế phụ xe, thắt đai an toàn lại, đoán Tạ Kiếm Nam muốn rời khỏi Hải Châu hôm nay. Điều này cũng bình thường, chắc chắn Tạ Kiếm Nam phải báo cáo cho Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh. Nhưng không nghĩ tới trước chuyến đi tới Bắc Kinh, Tạ Kiếm Nam còn xin viện trợ tài chính từ Chính Thái. Trương Khác mất tập trung một lúc thì Phó Tuấn đã lái xe rời khỏi bãi đỗ, trong kính chiếu hậu vẫn thấy bóng dáng tha thướt của Trần Tĩnh đứng lẻ loi trong cái lạnh đầu đông. Trương Khác tất nhiên không đưa Trần Tín Sinh, Ngải Mặc về nhà khách sớm như vậy, hỏi Phó Tuấn. Từ cầu Tứ Phượng có chỗ nào làm vừa lòng đồng chí A Mặc không? Ngõ Đan Tỉnh có mấy quán bar mới mở, tới đó nhé. Sao tôi không biết nhỉ? Trương Khác lạ lắm. Khác thiếu ra bao lâu không tới đó rồi? Trương Khác cẩn thận nhớ lại từ mùa hè đến giờ chưa tới ngõ Đan Tỉnh rồi, Trần Phi Dung từ khi vào Đại học Đông Hải đến giờ chưa về nhà. Nên Đường Thanh cũng không kéo y tới ngõ Đan Tỉnh chơi. Chỉ mỗi mùa thu chưa tới thôi, thay đổi lớn vậy sao? Có quán ba thật à, anh lừa tôi. Cậu là ông chủ của tôi có mấy lá gan lừa cậu. Phó Tuấn quay vô lăng lái về phía Sa Điền. Trương Khác quay đầu lại nhìn cửa nhà Khác Văn Sơn lần nữa, thấy Trần Tĩnh chui vào một chiếc taxi. Chương 446, quán ba ngõ Đan Tỉnh. Phó Tuấn lái xe rất chắc. Thoáng cái bỏ chiếc taxi lại. Ngả Mặc tiếc nuối nói. Trần Tiểu Thư còn nói tối nay đưa chúng ta đi quán bar. Trương Khác cười. Những lời mang tính lễ tiết đó chỉ nghe thôi, không phải chúng tôi đang đưa đồng chí A Mặc đi quán bar chơi hay sao? Trần Tín Sinh đùa. Còn điều nữa, tốt nhất đồng chí đừng có nảy ý đồ với nữ nhân của người khác. Hoàn toàn không còn vẻ cậu nệ trên bữa tiệc. Xe đi tới giữa ngõ Đan Tỉnh và tòa nhà Phủ Thiên. Nhìn thấy một chiếc taxi đỗ lại trước một quán bar, Trần Tĩnh tay cầm ví xuống xe, bị ánh đèn xanh đỏ chiếu lên, có một vẻ gợi cảm của cô gái văn phòng cô đơn trong đêm. Phó Tuấn lái xe vào bãi đỗ tòa nhà Phủ Thiên, Trương Khác xuống xe vẫn nhìn về phía quán bar đó, cảm thấy kỳ quái, trạch viện trước sau bát cẩm chân cũng là của Cẩm Hồ, không biết vài ba tháng đã thành quán bar rồi. Qua, Hải Châu còn có chỗ đẹp thế này à? Ngải Mặc trách Trương Khác. Hải Châu có chỗ thế này mà cậu lại vờ như không biết. Tôi không biết thật, tới 3 tháng rồi tôi không tới đây, thay đổi lớn quá. Trương Khác giang tay tỏ vẻ vô tội. Trần Tín Sinh cũng tặc lưỡi khen. Nhìn bên ngoài trông rất phong cách, không biết bên trong ra sao. Trương Khác quyết định bảo tồn lại kiến trúc cổ Sa Điền, đợi sau này thành phố tài chính dư giả tiến hành tu sửa, y không ngừng lấy danh nghĩa của Cẩm Hồ mua trạch viện ở ngõ Đan Tỉnh. Năm ngoái việc Trương Khác phải làm rất nhiều. Tài chính trong tay eo hẹp, chỉ mua được 4 năm trạch viện ở ngõ Đan Tỉnh, cải tạo đầu tiên là quán cờ và 2 căn nhà tư khác. Trương Khác cũng chẳng có dụng ý gì, chỉ muốn giữ lại một vẻ đẹp của Hải Châu. Năm nay tài chính của Trương Khác dư giả hơn, y không ngừng mua trạch viện với giá cao. Trước kia y chỉ làm lén lút, nhưng sau tháng 3 Tạ Vãn Tình chuyển toàn bộ cổ phần vào tên y, chuyện này liền trở nên công khai hơn, Cẩm Hồ bỏ ra 15 triệu, gần như mua lấy cả ngõ Đan Tỉnh. Số tiền nhiều hơn gấp 3 tiền đền bù giải tỏa theo tiêu chuẩn của thành phố. Cẩm Hồ làm như thế, tất nhiên thành phố nghe được phong phanh, Phương Hoành Thanh thay vị trí của Vạn Dũng, rất tức giận, Cẩm Hồ làm thế sau này việc giải tỏa Đông Sa Điền không thể tiến hành được nữa. Nhưng lúc đó Tân Quang tung ra hạng mục 6 tỷ, hướng gió ở tỉnh Đông Hải từ trên xuống dưới ngả theo một chiều, huống hồ Đường Học Khiêm, Đỗ Tiểu Sơn, Tống Bồi Minh cũng công khai chất vấn tính tất yếu của việc giải tỏa toàn bộ Sa Điền. Tình hình kiến thiết thực tế của Tây Sa Điền làm không kẻ nào dám lên tiếng phản đối, tuy hiện trên tỉnh truyền lại một số tin tức tốt, nhưng dù sao Từ Học Bình vẫn tại vị, hơn nữa Ái Đạt, Tân Quang thế đang mạnh, Chu Phú Minh phải cay đắng thừa nhận, dù không có đám Đường Học Khiêm ngáng chân,
ông ta cũng chưa chắc làm gì nổi Trương Khác, nên không có tin tức xấu nào phản hồi lại cho Trương Khác. Mặc dù chỉ bỏ 15 triệu mua gần như toàn bộ ngõ Đan tỉnh, nhưng tiền tu sửa mới là khổng lồ, tiền trong tay Trương Khác không nhiều nữa, nên để Thái Phi Quyên xử lý nơi này chỉ bỏ đi những thứ công trình tạm bợ như chuồng gà chuồng vịt, nhà lán phá hỏng kết cấu viện tử dọn ra ngoài. Ước chừng tháng 6 Trương Khác nghe Thái Phi Quyên nói có người muốn thuê những trạch viện này, Trương Khác không quan tâm, bảo cô ta xem mà làm, ý tứ của y thì Thái Phi Quyên cũng hiểu, là không cho phép tùy tiện làm hỏng kiến trúc cổ này. Đừng bên ngoài nhìn vào, 4 năm quán hàng trang hoàng mô phỏng giống như phong cách Bát Cẩm Chân, cửa treo biển số nhà bằng gỗ, hình thành một phong cách chỉnh thể. Ngả Mặc không rảnh nhìn ngó xung quanh như Trương Khác, sốt ruột muốn vào xem nội dung bên trong, khoác vai Trương Khác và Trần Tín Sinh, bảo với trợ thủ. Mọi người tự tìm chỗ chơi nhé. Trương Khác biết ông ta sợ cô trợ lý nghiêm nghị lát nữa chỉ trích hành vi không đúng mực của mình trong quán bar. Đinh Hòe hiểu lòng người nói. Tôi mời Chu Tiểu Thư và ông Đinh Lỗi tới quán cờ uống trà, tôi thấy đó là chỗ đáng giới thiệu với họ. Được, được, mọi người đi hết một vòng đi. Ngải Mặc sốt ruột kéo sềnh sệch hai người vào trong, Trương Khác cười khổ, y còn muốn ngắm nhìn biến hóa nơi này, thôi thành để sau vậy, thời gian còn nhiều mà. Vào quán bar, giờ này mới là lúc mới bắt đầu kinh doanh, nhưng bên trong đã có không ít người, thấy Tràn Tĩnh ngồi trước quầy bar, cầm ly rượu màu hổ phách. Trần Tĩnh vào quán bar đã cởi chiếc áo khoác giày ra đặt trên đùi, chỉ mặc chiếc áo sơ mi tím nhạt hẹp cổ ren hoa, tay áo sắn lên một đoạn, lộ ra hai cánh tay trắng muốt, da sáng mịn như ngọc, cổ cao yêu nhã, khuôn mặt mang vẻ đẹp tinh tế cô đơn, nhưng có lẽ đám nam nhân trong quán bar càng chú ý tới bầu ngực no tròn được giấu kín dưới chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường kia hơn. Ngải Mặc nhìn thấy Trần Tĩnh không kìm được huýt một tiếng sáo lớn. Trần Tĩnh quay lại thấy đám Trương Khá. Mặc dù hoài nghi bọn họ theo đuôi mình, nhưng bỏ ly rượu xuống, tới chào hỏi. Không ngờ mọi người tìm được nơi này, đây là chỗ không tệ, ông Ngải Mặc có thấy thế không? Tôi vừa tới Hải Châu đã thích nơi này rồi. Phóng khoáng nhiệt tình, hoàn toàn khác với cô gái Trương Khác gặp trên đường cao tốc, hiện giờ Trần Tĩnh ít nhiều có chút khí chất tinh minh của người làm ăn, Trương Khác thầm nghĩ, xem ra cô ta coi mình thành đối thủ thương nghiệp rồi. Nơi cô thích thiếu chút nữa bị giải tỏa đấy. Trương Khác mỉm cười. Sao có thể chứ? Ngữ khí của Trần Tĩnh làm người ta nghe ra cô ta không tin lời Trương Khác. Vì sao lại giải tỏa, ở trong nước tôi chưa từng thấy nơi nào có phong cách hơn nơi này. Trần Tĩnh mời bọn họ ngồi xuống một cái bàn, bảo phục vụ đưa ly rượu của cô tới, rất lịch thiệp đưa menu cho ba người, tò mò hỏi lại. Vì sao anh nói nơi này bị giải tỏa? Đi kèm giọng nói êm ái là động tác vuốt tóc ra đằng sau, tỏa ra sức hút mê hoặc. Đó là quy hoạch thống nhất cả thành phố, giống phía Tây phá hết để khai phát địa ốc. Trương Khác giải thích đơn giản quy hoạch thành phố, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Phó Tuấn. Đây là quán của ai? Y nghĩ người thường khó ném tiền vào đây khi thành phố chưa sửa quy hoạch được. Thiệu Ca luôn giấu Khác Thiếu Gia, nói phải làm cho Khác Thiếu Gia phải giật mình. Phó Tuấn đáp, anh quen ông chủ nơi này sao? Trần Tĩnh nghe vậy, không kìm được xen vào. Coi như là quen. Đều không phải người Khoa Vương các vị thích đâu. Trương Khác hời hợt đáp. Sao anh biết rồi không thích? Ngữ khí của Trần Tĩnh xen vào chút vị nữ nhân, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Trương Khác. Nhìn quán ba này là biết chủ nhân của nó trình độ thưởng thức không tệ. Trương Khác nhếch mép cười, đây chủ yếu là công của nhà thiết kế, Thiệu Chí Cương có năng lực đấy, nhưng chỉ có vẻ ngoài giả cao nhã thôi, bản chất hắn thế nào Trương Khác có lạ gì. Trần Tĩnh lại nói thêm. Thật đáng tiếc, cả ngõ chỉ mỗi đoạn nhỏ này là đẹp, nếu cả ngõ đều sửa sang lại hẳn vô cùng đặc sắc. Trần Tiểu Thư có vẻ rất hứng thú với chuyện này hả? Trương Khác cũng vui vẻ nói chuyện nhiều hơn với một mỹ nữ. Cả ngõ dài hơn 700 mét, viện tử được tính là hoàn chỉnh có hơn 20 cái, quán bar này chỉ là một tứ hợp viện rất phổ thông thôi, cả ngõ có chừng 70, 80 cái giống thế, Hải Châu cần nhiều quán bar vậy sao? Trần Tĩnh chỉ thuận miệng cảm khái một câu. Không ngờ Trương Khác tuôn ra một tràng, nghĩ y lấy thương nghiệp kinh doanh ra giáo huấn mình, trong lòng ít nhiều không thoải mái, lúc này Ngải Mặc bám lấy cô ta nói chuyện, liền lờ y đi. Nhận ra cô gái này có vẻ thành kiến với mình, Trương Khác nhún vai chẳng bận tâm, Tạ Kiếm Nam có thể nói những lời tử tế về mình mới là lạ, nghe bản nhạc hơi quen quen mà nghĩ mãi không ra, liền không nghĩ nữa, gọi điện thoại hỏi Hứa Tư ở đâu, nghe Hứa Tư nói đang trò chuyện với mẹ, liền nói sẽ lái xe đón cô.
Trương Khác đứng dậy cáo lỗi ra ngoài, lấy chìa khóa từ chỗ Phó Tuấn. Chương 447, quán ba ngõ Đan Tỉnh 2. Là nữ nhân nhưng Trần Tĩnh cũng phải thừa nhận Hứa Tư là cô gái đậm đà xuân sắc, quyến rũ vô song, nhìn ra được quan hệ không tầm thường giữa Trương Khác và Hứa Tư. Cô ta còn nghe nói Trương Khác và con gái Đường Học Khiêm là đôi người yêu thanh mai trúc mã, trong cái thành phố này lưu truyền rất nhiều câu chuyện hoàn khố của Trương Khác, nghe vài chuyện đủ biết y là tên công tử phong lưu. Chẳng bao Trương Khác và Hứa Tư đi vào, Trần Tĩnh thầm nghĩ, trước lúc qua bức tường bình phong kia, chắc bọn họ vẫn nắm tay nhau. Trần Tĩnh quan sát kỹ khuôn mặt Trương Khác, nhưng không thấy chút khí chất nào của một công tử phong lưu, lại có khí độ thanh đạm nho nhã, cô ta cảm thấy khó tin, y rõ ràng là kẻ đa tình lại bạc tình cơ mà. Trần Tĩnh ưu nhã đứng dậy, nhường chỗ bên cạnh cho Hứa Tư, Hứa Tư cởi áo khác ngoài ra, bên trong cô mặc chiếc áo len bình thường do mẹ cô đan, trong tay Trương Khác cầm một cái túi, trong đó có áo len mẹ Hứa Tư đan cho y. Hứa Tư tới càng làm Trần Tĩnh thêm cô đơn, mặc dù chỗ này không tệ, nhưng là nơi đất khách quê người, xung quanh lại toàn là người cô phải cẩn thận ứng phó, tức thì có chút thương xót bản thân. Qua 10 giờ đinh hòe, Đinh Lỗi cùng mấy trợ lý mới tới, có điều trong số bọn họ có thêm Thiệu Chí Cương, không biết tình cờ gặp hay là Đinh Hòe đặc biệt mời tới. Cô trợ lý Chu Yến Hà ban ngày mặt mày rất nghiêm túc, tới quán ba lại tỏ ra hưng phấn, vừa đi vừa nhìn xung quanh mắt mơ màng nói. Đẹp quá, tôi thực sự muốn mua một ngôi nhà ở đây, để chồng con tôi cùng tới ở. Chu tiểu thư muốn về nước định cư à? Trương Khác sáng mắt lên, thúc giục. Cô mau mau từ chức đi, chỗ lão Đinh, giám đốc Tô, cô thoải mái chọn một nơi để làm, trong ngõ Đan Tỉnh này cô tùy ý chọn ngôi nhà cô thích, tôi bảo lão Thiệu sẽ chuẩn bị thỏa đáng đúng ý của cô trước khi cô đưa người nhà về nước, chi phí tính hết vào cầm hồ. Ngài Mặc lớn tiếng khắc nghị. Chủ đề này mấy người không thể lén lút bàn sau lưng tôi à? Mọi người cười rộ lên, Trương Khác vỗ vai Ngài Mặc trêu. Đồng chí A Mặc có thể đưa ra điều kiện tương tự giữ lại nhân viên ưu tú mà. Rồi chỉ Thiệu Chí Cương giới thiệu cho Trần Tĩnh. Anh ta là chủ quán ba này đấy, cô xem anh ấy có phải là người có trình độ thưởng thức không? Thiệu Chí Cương vóc người tầm trung, mặt vuông, mắt rất sáng, có thể nói là khí độ nho nhã. Trần Tĩnh lấy danh thiếp ra trao đổi với Thiệu Chí Cương, nhìn thấy tên hắn ta, biết ngay là ai, cô ta tới Hải Châu, không thể không tìm hiểu những nhân vật phong vân ở nơi này. Đặc biệt đám Triệu Cẩm Vinh, Tạ Chiêm sớm đã liệt Thiệu Chí Cương vào hệ của Trương Khác, cô ta cũng biết thêm nhiều chuyện hơn nữa từ chỗ Lưu Minh Huy. Trương Khác là người lập hạng mục cầu tứ phượng, Thiệu Chí Cương là người chấp hành cụ thể, Lưu Minh Huy vì đề cao bản thân, nên nâng tầm những người xung quanh Trương Khác lên, trong đó có Thiệu Chí Cương. Quán ba này mang phong cách độc đáo, có thể nói là kiến trúc đẹp nhất trong nước mà tôi được thấy. Trần Tĩnh luôn muốn được tiếp xúc với đám Thiệu Chí Cương những tinh anh thương nghiệp Hải Châu mà cô ta được nghe kể, có điều tình cảnh hôm nay có hơi kỳ quái, cảm giác bi tráng như một mình trong trại địch, song Trần Tĩnh vẫn ưu nhã nói. Xin hỏi ông Thiệu có kế hoạch chỉnh trang lại toàn bộ ngõ này không? Như thế tôi nghĩ nó sẽ thành một góc mê hoặc nhất Hải Châu. Thiệu Chí Cương cười bình đạm nói. Không có Khác thiếu gia, tôi còn có thể ba hoa, có Khác thiếu gia, tôi không dám má dìu qua mắt thợ. Không sao, cho anh mùa dìu qua mắt thợ một hồi. Trương Khác phất tay, hắn nhìn ra Trần Tĩnh rất có hứng thú với nơi này, hẳn Thiệu Chí Cương cũng có kế hoạch vẹn toàn rồi. Vậy Khác thiếu gia không trách tôi sao chép ý tưởng của cậu chứ? Tùy anh, thứ tốt, luôn được lấy ra tham khảo đi tham khảo lại mà. Trương Khác mỉm cười, Thiệu Chí Cương ngầm nịnh y, làm y khoan khoái vô cùng, y cũng như nam nhân bình thường thôi, trước mỹ nữ cũng thích ra vẻ. Trần Tĩnh nghe thế thì hơi động lòng, nghĩ Trần Tướng có lẽ không hời hợt như lời Lưu Minh Huy nói. Sau khi Trần Kỳ chính thức kinh doanh Bát Cẩm Trân thì Thiệu Chí đã có suy nghĩ cải tạo thống nhất ngõ Đan Tỉnh, chỉ là có lực bất tòng tâm, tới khi Cẩm Hồ mua gần hết ngõ Đan Tỉnh, Thế Kỷ chính thức kéo đám Trương Chi Phi nhập cổ phần, quy mô lớn lên, ý nghĩ muốn đem ngõ Đan Tỉnh ra thử đao càng mạnh mẽ. Nhưng thành phố còn chưa điều chỉnh quy hoạch, chỉ có thể học Trương Khác, âm thầm khai thác thương nghiệp nơi này. Hắn còn muốn tìm Trương Khác thương lượng chuyện này, giờ thấy Trần Tĩnh hỏi lại được Trương Khác cho phép, tất nhiên không chỉ trả lời hời hợt qua loa được, dù sao Cẩm Hồ đã mua gần hết ngõ rồi, không sợ người khác giành mất. Ngõ Đan Tỉnh có kết cấu trong ngoài, trong ngõ có 26 tòa viện tử hình thành con hẻm đá xanh, ngoài ngõ thực sự là ngõ Đan Tỉnh, quán ba này chỗ mặt đường mở cửa gọi là phố thị, nay gọi là hậu nhai, ý tứ là nằm sau tòa nhà phủ thiên đặt ở tiền nhai.
Vị trí địa lý của ngõ Đan Tình cực kỳ ưu việt, suy tính làm sao dùng kỹ thuật kiến trúc hiện đại giữ nguyên phong cách kiến trúc cổ, nâng cao giá trị thương nghiệp, hình thành một nơi tiêu phí tổng hợp bao gồm ẩm thực, nghỉ ngơi, du lịch. Trình bày đơn giản đường lối của mình xong, Thiệu Chí Cương hỏi. Khác thiếu gia thấy sao? Trương Khác xoa cằm suy nghĩ, tính toán của Thiệu Chí Cương không tệ, nhưng quá lạc quan với thương nghiệp của Hải Châu, và lại khi Tây Sa Điền xây dựng xong, nơi đó thiếu hoạch định thống nhất, thể nào phải hỗn loạn một hồi mới hình thành giá trị thương nghiệp, tất nhiên ảnh hưởng xấu tới ngõ Đan Tỉnh, nhìn Hứa Tư hỏi. Chị thấy sao? Cũng được. Hứa Tư không ngờ Trương Khác lại hỏi ý cô đầu tiên. Hứa tiểu thư cho chút cổ vũ chính diện chứ? Thiệu Chí Cương hồi hộp nói. Ý tưởng đương nhiên rất được. Thấy Thiệu Chí Cương nhiệt tình lớn với hạng mục này như thế, Hứa Tư không biết nói thế này có thích hợp không? Tôi thấy nếu ở thành phố lớn hơn, kế hoạch của anh sẽ vô cùng thành công. Trần Tĩnh nghiêm túc nói. Tôi thấy được đấy, ở châu Âu có một vài thành phố, quy mô nhân khẩu chỉ bằng thị trấn trong nước, nhưng có khu phố văn hóa đặc sắc, kết hợp được cả chỗ thời thượng thu hút người trẻ tuổi. Kế hoạch của giám đốc Thiệu nếu thực thi nhất định nơi sẽ thành một góc phong tình vô biên của Hải Châu. Hứa Tư thấy Trần Tĩnh cũng hết sức mong mỏi, liền không nói gì nữa. Trương Khắc hứng thú hỏi. Trần tiểu thư có kiến giải độc đáo ở phương diện này thì phải. Không dám nói là kiến giải độc đáo. Trần Tĩnh đúng là đã bị hạng mục cải tạo ngõ Đan Tỉnh thu hút. Khi tôi học ở châu Âu, thích tới các thị trấn nhỏ du lịch, gặp những nơi vừa ý, thường ở lại một thời gian. Cảm thụ không khí sinh hoạt bình yên êm ả ở đó, ở trong nước không còn có nữa, chỉ có thể gặp không thể cưỡng cầu. Tôi thấy ở đây, không chỉ ngõ Đan Tình mà kéo dài tới thẳng sông. Sông Sơ Cảng. Trương Khắc nhắc. Tới tận sông Sơ Cảng, đều là kiến trúc hiếm có, tưởng tượng một buổi chiều mưa hoặc ngày âm u, đi trên con đường lát đá xanh, cảm giác nhất định không tệ, hiện đây là điều thu hút tôi nhất ở Hải Châu. Đó chính là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu cô nói. Trương Khắc khẽ thở dài. Cô chắc còn chưa có thời gian đẩy những cảnh cửa rêu phong cổ kính đầy tình thơ ý họa kia đi vào phải không? Sự thực bên trong là cuộc sống quẫn bách, ban đêm cả điện cũng chẳng có, bọn họ đi trên con đường đá xanh chẳng có tâm tình không tệ đâu. Điều Trương Khắc nói là sự thực, khi tin tức giải tỏa được đưa ra, người dân còn hân hoan vỗ tay vui mừng, thực sự sống ở khu nhà cổ này quá khổ, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại Trần Tĩnh xuất thân hào phú. Có thể ung dung tự tại đi du lịch tới các thị trấn nhỏ, cũng là người truy cầu sự tồn tại của ngôi nhà tinh thần trong lý tưởng là khẩu vị rất cao. Trương Khắc nhìn Hứa Tư, cô khẽ mỉm cười, Hứa Tư sinh ra ở nơi này, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đều ở đây, tình cảm cô ấy với Sa Điền thế nào, là điều Trần Tĩnh không sao cảm thụ được. Chương 448, nửa đêm làm trộm. Trần Tĩnh cảm giác trong lời của Trương Khắc có ý khinh miệt, mượn hơi rượu nhìn thẳng vào y. Chẳng lẽ anh có ý tưởng hay hơn? Con người tôi đầu óc kém lắm, có ý tưởng gì được? Trương Khắc kiềm bừa lý do thoái thác. Thiệu Chí Cương hơi thất vọng. Thực sự không được sao? Để tôi nghĩ đã. Trương Khắc gật đầu, vẫy tay gọi phục vụ tới thanh toán tiền. Trần Tĩnh chưa chịu thôi, hỏi. Tại sao không được? Đại khái tối nay cô ta bị kìm nén quá lâu quá nhiều việc, từ việc Khoa Vương tới chuyện Tả Kiếm Nam bỏ cô ta lại một mình. Bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay Trương Khắc, thực ra cô ta vốn ý không để y thanh toán, chỉ là ngữ khí quá nặng, tới bản thân cô ta nói ra cũng giật mình, thành ra động tác giống như ép buộc Trương Khắc phải trả lời câu hỏi của mình. Hả? Trương Khắc không hiểu vì sao Trần Tĩnh lại mất kiểm soát như thế. Chúng tôi là thương nhân, làm việc không phải lấy mục đích là truy cầu ngôi nhà tinh thần trong lý tưởng. Nếu nói tới ngôi nhà tinh thần thì phương án của Lão Thiệu lại mang dấu vết thương nghiệp quá đậm. Chắc không phù hợp lắm với suy nghĩ thực sự trong lòng Trần Tiểu Thư phải không? Tim Trần Tĩnh giật đánh thót một cái, luống cuống buông tay Trương Khắc ra, nghĩ, mình dễ bị người ta nhìn thấu vậy sao? Đột nhiên có chút thương cảm thất hồn lạc phách. Phục vụ tới, Trương Khắc lấy tiền ra trả, Trần Tĩnh vẫn chìm trong cảm xúc riêng, không dành trả tiền với Trương Khắc nữa. Rời khỏi quán bar, Trương Khắc bảo Phó Tuấn đưa nhóm Trần Tín Sinh và Ngải Mặc về, hỏi Trần Tĩnh. Có cần tôi bảo Lão Thiệu đưa cô đi một đoạn không? Trần Tĩnh muốn giải thích chuyện mình thất lễ kia, cuối cùng nghe Trương Khắc hỏi lại thôi, chỉ vào tòa nhà Phủ Thiên. Tôi ở trên đó. Trương Khắc giờ mới nhớ ra mấy tầng cao nhất trên tòa nhà Phủ Thiên lấy ra kinh doanh kiểu khách sạn, Tạ Kiếm Nam đôi khi cũng có chút đầu óc. Thiệu Chí Cương từ trong xe thò đầu ra, làm động tác gọi điện thoại, rồi đi mất.
Trương Khác cho tay vào túi áo khoác, Hứa Từ đứng ở bên, bọn họ đợi Trần Tĩnh đi, hai người có thể đi với nhau. Vừa rồi. Trần Tĩnh muốn giải thích chuyện vừa rồi, nói ra tới miệng lại thành. Anh thật sự thấy không được sao? Giọng hòa hoãn hơn. Thời gian qua tôi được nghe người ta kể nhiều về thiên phú thương nghiệp của anh thực sự thấy không được sao? Cô cố chấp thật đấy. Nhưng Trương Khác không cảm thấy đó là tính xấu, đặc biệt với các cô gái xinh đẹp nó lại càng thành đáng yêu. Chuyện kinh doanh chi phí cao không lợi nhuận, có lẽ cũng có thể chấp nhận, có điều ai sẽ làm chuyện đó. Thật sao? Trần Tĩnh không khỏi thở dài tiếc nuối, vẫy tay tạm biệt đi về phía tòa nhà Phủ Thiên. Thực sự không thể sao? Hứa Tư ngoẹo đầu hỏi Trương Khác. Trương Khác nhìn Trần Tĩnh đi rồi, quay lại ôm mặt Hứa Tư, hôn nhanh một cái lên cánh môi hồng mịn màng của Hứa Tư. Chị nói được là được, không được là không được. Vẫn có người từ quán ba ra vào, Hứa Tư vội đẩy Trương Khác ra, hờn giận nói. Tôi hỏi cậu thật đấy. Em đặt tài sản của ngõ Đan Tỉnh dưới tên Việt Tú cũng không hay. Trực tiếp để dưới tên chị đi, như vậy chẳng phải chị nói được là được rồi hay sao? Đừng! Hứa Tư nhoẻn lắc đầu. Tôi không phải địa chủ, cần cả con phố làm gì, tôi chỉ cần căn nhà cậu chuyên môn chuẩn bị cho tôi thôi. Em còn nhớ câu chị nói với em lúc ở Tử Trúc Các Huệ Sơn, Hải Châu là nơi em trú chân, nếu chị ở Hải Châu, em muốn chị có thể thấy em ở nơi này. Trương Khác bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, ôm lấy khuôn mặt Hứa Tư, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm mê ly của cô. Trời đất ở chỗ này là của chị, căn nhà đó chị thích, em đương nhiên là cao hứng, nhưng để bên ngoài bị Thiệu Chí Cương làm loạn lên, chị chỉ cau mày một cái, em cũng sẽ đau lòng. Cậu đâu có yếu đuối như thế chứ? Hứa Tư cảm động, không để ý khả năng bị người khác nhìn thấy nữa, ôm lấy Trương Khác. Có điều tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì thế? Mẹ tôi nhớ căn nhà cũ, tôi về nhà mấy ngày, mẹ tôi đều nói, nếu khi nào đủ tiền mua lại nhà cũ thì tốt quá, mẹ tôi còn nói cách vài ngày lại về qua nhà một lần, thấy trong sân mọc đầy cỏ, trong lòng rất buồn. Căn nhà đó còn thuộc về công ty chứ? Sao lại không, em đã điên đâu? Trương Khác làm một vẻ mặt rất khoa trương. Em đang đợi nhà chị mua lại đấy, hay là chúng ta tới xem một chút? Lúc này à, cậu có chìa khóa sao? Chúng ta trèo vào là được. Trương Khác nhe răng cười, từ chỗ này xuyên qua ngõ tới nhà Hứa Tư không xa, nhưng trong ngõ nuôi chó nuôi mèo rất nhiều, đi qua làm đám chó sủa ầm ĩ lên, Trương Khác níu chặt tay Hứa Tư nhìn ráo rác, làm cô cười suốt. Tới nhà Hứa Tư, tuy tường không cao, song Hứa Tư chẳng phải có thể leo lên được. Trương Khác vỗ vai. Chị ngồi lên cổ em kiệu chị lên. Hứa Tư lắc đầu. Nữ nhân không được cưỡi lên đầu nam nhân. Trương Khác ngồi xuống. Em thích để chị cưỡi. Hứa Tư còn chưa kịp phản ứng đã bị y chui qua giữa hai chân. Hứa Tư bịt miệng cười. Nhà cô tuy đã chuyển đi, nhưng hai bên vẫn là những hàng xóm cũ. Cô không dám phát ra tiếng động, đành ôm chặt lấy đầu Trương Khác, để y từ từ nâng lên.